Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 241, ba Tống, gan của ông sắp vỡ mất rồi. Đợi sau khi Tống Thư Hàng về nhà thì phải đụng mặt à. Lão Lữ uống rượu xong thì sức chiến đấu phải tăng lên gấp 3 lần bình thường. Ba Tống vuốt vuốt ruột gan của mình. Cái thằng nhóc Thư Hàng này cũng thật là, muốn về nhà thì cũng phải gọi điện báo sớm một chút chứ, vậy thì ông mới có thể chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bây giờ còn 10 phút nữa là chạy tới nhà mới chịu gọi điện về báo cho ông biết, ba Tống thật sự không biết phải làm gì. Con đi đường cẩn thận nhé, sau khi về nhà thì chào hỏi bác Lữ của con. À mà sao bên chỗ con ổn thế, cứ ầm ầm là sao? Ba Tống dùng đầu kẹp lấy điện thoại, lớn tiếng hỏi, ông cố ý nói mấy chữ, bác Lữ, để cho lúc Tống Thư Hàng về thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ha ha, không có gì đâu ạ. Lần này con ngồi phương tiện giao thông hơi đặc biệt để về nên thế, Tống Thư Hàng cười ha hả, con cúp máy trước đây ạ, sắp đến nhà rồi. Nói xong thì Tống Thư Hàng cúp điện thoại ngay. Ba Tống nghi hoặc cầm điện thoại của mình, phương tiện giao thông hơi đặc biệt. Loại phương tiện giao thông gì mà phát ra tiếng máy ầm ầm như thế nhỉ? Xe thể thao à? Không, tiếng xe thể thao không phải như thế. Tiếng này nghe giống tiếng động cơ thuyền máy hay tiếng máy kéo hồi trước nghe được ở trong thôn thế nhỉ? Máy kéo à, mẹ ơi, không phải chứ. Ba Tống cảm giác có một cơn lạnh lẽo bốc lên, khiến ông phải dùng mình một cái. Không đâu, chắc là không thể nào. Mình bình thường cũng không cắt xén tiền tiêu của Tống Thư Hàng chắc chắn sẽ không túng thiếu tới mức phải ngồi xe kéo về nhà đâu. Nhất định là mình nghe lầm thôi, có lẽ đây là một chiếc xe vượt địa hình có tiếng động cơ như xe kéo thì sao? Con ơi là con đừng có mà ngồi xe kéo về nhé. Nếu không thì cha chẳng còn mặt mũi nào nữa đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão Tống này, là Thư Hàng nó gọi về đấy à? Lúc này, lão Lư ở bên cạnh gõ ly rượu, cười to hỏi, có phải nó đang về nhà không? Ừ, thằng nhóc Thư Hàng này lại chơi bất ngờ, nói là mình sắp về đến nhà rồi. Mẹ nó à, Thư Hàng nói 10 phút nữa nó về đến nhà đấy, bà lại nấu thêm vài món ăn nữa đi. Ba Tống quay sang nói với mẹ Tống. Hả, sắp về rồi à? Thằng nhỏ này thật là, không nói sớm gì cả, mẹ Tống cười nói, may mà hôm nay bà đã mua rất nhiều đồ nấu ăn để đón tiếp lão Lữ. Lão Tống, Thư Hàng nhà ông bây giờ đang ở đâu? Cần tôi bảo Thiên Hữu lái xe đi đón nó không? Ha ha, lão Lữ cười ha hả nói, mà cũng hơn một năm không gặp Thư Hàng rồi, không biết bây giờ nó sao rồi nhỉ? Ấy, không cần làm phiền Thiên Hữu đâu. Thằng nhóc này bảo nó đang ngồi xe, sắp về đến nhà rồi, ba Tống cười gượng hai tiếng. Sau đó, ba Tống bắt đầu liều mạng chuốc rượu lão Lữ. 10 phút, nếu như có thể, ba Tống thật sự muốn chuốc say lão Lữ, như vậy tới chừng đó, dù Thư Hàng có ngồi xe nào về thì cũng không sao hết. Bởi vì ông nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy cái tiếng ầm ầm kia cực kỳ giống máy kéo, nên ông sợ muốn chết. Đáng tiếc chính là lão Lữ lại không phải người dễ say như thế. Thời gian 10 phút nhanh chóng trôi qua. Dưới lầu đột nhiên có tiếng động cơ brum 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 xịch 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 kỳ lạ vang lên. Tống Thư Hàng về tới nhà. Lúc Tống Thư Hàng sắp về đến nhà thì đã tìm một chỗ không người, xé cái tờ giấy có phù văn ẩn hình ở trên xe đi, máy kéo bắt đầu hiện hình. Những tờ khác Tống Thư Hàng không xé xuống, nếu không thì cái tốc vốn có của máy kéo chẳng khác nào sên bò. Dù sao thì chỉ cần máy kéo hiện hình, không dọa ai là được rồi. Vấn đề tốc độ thì đợi sắp lái về tới nhà thì hãy giảm tốc độ xuống cũng được. Thật ra thì ngay từ đâu, Tống Thư Hàng muốn lặng lẽ đỗ máy kéo lại ở khu đất trống nào gần nhà thôi, chứ không lái về nhà, bởi vì lái thứ này về nhà thì cũng hơi xấu hổ. Quan trọng hơn nữa là bác Lữ cũng đang ở nhà. Chính bản thân biết rõ quan hệ của ba mình và bác Lữ, hai người bọn họ cái gì cũng ganh đua so sánh với nhau, cái gì cũng xỉa sói nói cho bằng được. Mình mà lái máy kéo về thì... không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa. Nhưng, trên đường đi lại nhặt được Thiên Thạch và Vân Vũ đạo trưởng, khiến cho Tống Thư Hàng chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ kế hoạch này. Hắn không thể nào khinh bạch tiền bối và Vân Vũ đạo trưởng, rồi lại khiêng một khối Thiên Thạch về nhà đúng không? Cho nên, cuối cùng, Tống Thư Hàng cắn răng, vứt bỏ sự xấu hổ lẫn tiết tháo của mình, lái máy kéo về thẳng nhà. Thật ra ngẫm kỹ lại thì lái xe kéo cũng ngầu lắm chứ bộ. Là Thư Hàng về đấy à? Sau khi nghe thấy tiếng máy nổ ầm ầm thì lão Lữ đứng lên, cười vang đi đến chỗ cửa sổ. Ông muốn xem thử, một năm không gặp, con trai của lão Tống bây giờ trông như thế nào.
Ba Tống nghe thấy tiếng máy nổ kỳ lạ vang lên bên dưới thì dự cảm không ổn trong lòng càng rõ ràng hơn. Ông cương cứng đi theo lão Lữ đến bên cửa sổ. Hai người bọn họ cùng nhìn xuống lầu. Vừa nhìn xong thì cả lão Lữ lẫn ba Tống đều biến sắc. Chỉ thấy dưới lầu, Tống Thư Hàng giơ hai tay cầm tay vịn của xe kéo, cả người run 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 theo xe, nhìn có vẻ như rất sướng. Đằng sau máy kéo còn chở theo một khối đá to ùnh. Thế mà là máy kéo, lại còn là loại tay vịn nữa. Chơi trò gì thế này? Một lát sau, Tống Thư Hàng siêu sái đỗ máy kéo lại. Phì ha ha ha, lão Tống, con của ông lái chiếc máy kéo này trông ngon nghẻ lắm đấy, ngầu kinh dị. Tôi nhớ 20 năm trước tôi cũng chạy cái thứ này, chậc chậc. Nó đào đâu ra cái thứ lỗi thời này thế nhỉ? Bây giờ không thấy thứ này chạy trên đường nữa rồi ấy chứ. Lão Lữ chỉ xuống dưới lầu, cười ha hả. Chỉ cần nghĩ tới con trai mình lái BMW Series 7, còn con trai lão Tống lại lái máy kéo về, trong lòng lão Lữ đã sướng muốn chết, ông có thể vui vẻ cả năm luôn ấy chứ. Bên cạnh, mặt mày ba Tống tái mét, cắn chặt răng. Hận không thể chạy xuống đập cho Tống Thư Hàng một trận ngay lập tức. Thằng nhóc này thật sự ngồi xe kéo về nhà, nhưng không phải đi quá giang, mà là Tống Thư Hàng tự mình lái về. Hơn nữa, còn là loại tay vịn nữa chứ. Không được, ba Tống cảm giác ruột gan của mình đau tới mức sắp nát luôn rồi. Dưới lầu, Tống Thư Hàng ngừng xe xong thì lại đỡ một người ở bên cạnh. Có khách à, sắc mặt của ba Tống lúc này mới đỡ hơn một chút. Nhưng thằng nhóc Thư Hàng này khiêng khách làm gì thế này? Trong lúc ông đang suy nghĩ thì Tống Thư Hàng lại đi đến đằng sau xe kéo, kéo thêm một người ở bên cạnh tảng đá to kia. Bóng người này thì hơi có vấn đề một chút. Ba Tống có thể nhìn thấy, cái người ở phía sau này không có bao nhiêu quần áo, giữa ban ngày ban mặt, lại tồng ngồng như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Chỉ thấy Tống Thư Hàng tiện tay nhấc lên một cái, vai phải khiêng một người, vai trái khiêng một người, đi lên lầu. Đây là gì thế này? Lão Lữ hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Ba Tống lắc đầu, làm sao mà ông biết được đang xảy ra chuyện gì chứ? Rất nhanh, Tống Thư Hàng đã đi lên lầu, giơ tay gõ cửa. Mẹ Tống chạy ra mở cửa cho hắn. Vừa thấy mặt thì mẹ Tống đã lo lắng hỏi ngay, Thư Hàng, hai người con đang khiêng là sao thế? Ha ha ha, mọi người không cần phải để ý đâu ạ, Tống Thư Hàng hẩy hẩy vai trái, đây là Bạch Tiền Bối vẫn đang bế quan, bên trái là bạn của con mời cậu ta đến nhà làm khách. Kết quả đi nửa đường thì cậu ta mệt quá nên ngủ luôn, cậu ta ấy à, một khi ngủ thì sẽ ngủ như chết luôn, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Mẹ Tống nhìn Bạch Tiền Bối, ngủ gì mà say như bất tỉnh luôn thế. Bạch Tiền Bối lúc này nằm trên vai của Tống Thư Hàng, mái tóc dài bị gió thổi bay bay. Hai tay buông thõng xuống, hai chân thì lại lay lay theo cử động của Tống Thư Hàng. Như thế mà vẫn ngủ ngon lành được, đứa nhỏ này ngủ say thật đấy. Mẹ Tống thở dài nói, ai, mau giao cô bé này cho mẹ đi. Con cũng thật là, người ta là con gái, con lại đi khiêng người ta như thế à? Mẹ Tống nhìn thấy Bạch Tôn Giả có mái tóc dài đen nhánh, lại thêm vóc người của Bạch Tôn Giả có phần thon dài, nên nhận nhầm Bạch Tôn Giả là con gái. Cô nương nào, khụ khụ, mẹ à, Bạch, Tống Bạch cậu ta là con trai, chỉ là để tóc dài mà thôi, cậu ta học nghệ thuật, để tóc dài là chuyện bình thường, Tống Thư Hàng mở miệng nói bừa. May mà lúc này Triệu Nhã Nhã không có ở nhà hắn, nếu không thì cô có thể nhìn ra là Tống Thư Hàng đang nói dối ngay. Gì cơ, là con trai à, mẹ Tống lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bà còn tưởng là rốt cuộc Tống Thư Hàng đã nghĩ thông suốt, biết đưa bạn gái về nhà. Nào ngờ vào đại học cả năm rồi, mà thằng nhóc đầu gỗ này lại đưa một cậu trai về nhà làm khách, đúng là. Còn người bên phải thì sao? Mẹ Tống lại nhìn sang Vân Vũ đạo trưởng. Vừa nhìn kỹ xong thì bà lại hoảng sợ hơn, người này nhìn có vẻ thảm, mặt mũi toàn máu là máu. Trên người trông như bị lửa đốt, có mùi khét thoang thoảng, quần áo bị đốt cháy te tua. Bất quá làn da lộ ra ngoài lại không bị gì, trông không bị phỏng. Người này là con nhặt được ở ven đường đấy, con xem qua rồi, ông ta chỉ bị thương ngoài da chút thôi, nhưng lại bị ngất xỉu. Con thấy để ông ta nằm ngoài đường không tốt lắm, nên thuận tay đưa về luôn, Tống Thư Hàng mỉm cười. Con đấy, mẹ Tống bất đắc dĩ ôm chán, thật sự hết cách với cái thuộc tính người tốt của con trai mình luôn, lúc này không phải con nên gọi điện thoại cho bệnh viện trước hay sao? Lỡ như con sốc bậy sốc bạ, khiến tình trạng của người ta tăng lên thì biết phải làm sao? Còn có chuyện mẹ Tống không nói thẳng ra, lỡ như gặp phải kẻ lừa đảo định tống tiền thì phải làm sao bây giờ?
tới lúc đó có trăm cái miệng cũng không nói được. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, Tống Thư Hằng cười nói, người này con cũng biết ạ, lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho người tới đón ông ta là được. Sẽ không có phiền toái gì đâu. Có biết à, thế thì may quá, mẹ Tống thở dài, được rồi, đừng có đứng mãi ở cửa nữa. Con đưa người bị thương vào phòng khách trước đi, còn bạn con thì cứ đưa vào phòng con. Được rồi, không thành vấn đề ạ, Tống Thư Hằng khiêng Bạch Tôn Giả và Vân Vũ đạo trưởng, lúc đi qua đại sảnh còn lên tiếng chào hỏi với ba Tống và bác Lữ. Sau đó, hắn mặt không đỏ, hơi thở không loạn khiêng Bạch Tôn Giả và Vân Vũ đạo trưởng vào phòng ngủ. Thư Hằng nhà ông cũng khỏe thật đấy nhỉ, lão Lữ đứng dựa bên cửa sổ, mặt mày đỏ ửng nói với ba Tống. Khiêng hai người như thế leo lên lầu mà không thở dốc cái nào. Thằng nhóc này chỉ được cái khỏe như trâu, ba Tống mỉm cười nói, mà phải nói, có phải là gần đây Tống Thư Hằng lại cao hơn rồi không nhỉ? Nhìn qua có vẻ như cao hơn trước nhiều lắm. Đi, xuống dưới xem thử máy kéo của con trai ông, lão Lữ đây là chuyên môn đâm vào chỗ đau của ba Tống, lâu lắm rồi tôi không đụng vào máy kéo đấy. Muốn lái máy kéo là lấy cớ, lão Lữ thế này rõ ràng là muốn kích thích ba Tống. Cái lão này, đừng có làm rộn chuyện, uống nhiều rượu như thế rồi, không sợ gây tai nạn à, ba Tống hừ lạnh nói. Sợ cái gì, hơn 20 năm trước, tôi tay trái xách bình rượu, tay phải lái xe kéo, mà có xảy ra việc gì đâu. Tôi biết rõ tửu lượng của mình mà, hơn nữa, tôi chỉ lái lên đường Bạch Kình chút thôi, sợ cái gì. Lão Lữ đắc ý nói, sau đó vẫy tay với Lữ Thiên Hữu đang ngồi trên ghế, Thiên Hữu, tới đây khởi động máy kéo cho ba, chúng ta lái đi chơi. Khởi động máy kéo, lúc này Lữ Thiên Hữu thật sự muốn khóc. Ba Tống thở dài, nhưng cũng chỉ có thể đi xuống với lão Lữ, ông mà không đi theo, lỡ mà lão Lữ nổi điên chạy máy kéo đi xa thật xa thì làm sao bây giờ. Ba người đi xuống lầu, lão Lữ hưng phấn leo lên ghế vái, hai tay vuốt ve tay vịn có phần lạ lẫm lẫn quen thuộc kia. Năm tháng không tha cho con người, nháy mắt đã qua hơn 20 năm, con trai cũng trưởng thành rồi. Ông nhất định phải lái thử xe kéo. Tuy nói là mang suy nghĩ muốn đâm vào chỗ đau của ba Tống. Nhưng thật ra ông thật sự nhớ cảm giác lái xe kéo này lắm. Thiên Hữu, đừng có lo, lên phía trước khởi động xe kéo đi. Lão Lữ kêu to với con trai. Lữ Thiên Hữu cười khổ, nhổng mông lên trời bắt đầu ra sức khởi động. Lúc hắn còn bé cũng thường thấy lão Lữ khởi động máy kéo cho nên cũng khá quen thuộc với việc này. Brum brum brum, xịch xịch xịch. Lên xe đi, lên xe đi. Hai người ra đằng sau ngồi, để tôi chở hai người đi dạo một vòng. Lão Lữ hưng phấn kêu to. Ba Tống vẻ mặt bất đắc dĩ, leo lên phía sau máy kéo. Lữ Thiên Hữu xị mặt, con không lên có được không? Hứ, mày mà không lên, lỡ như trên đường tắt máy thì lấy ai khởi động? Lão Lữ tức giận nói. Lữ Thiên Hữu cười khổ, leo lên ngồi bên cạnh ba Tống. Mà Thư Hằng mang tảng đá lớn này về làm gì thế nhỉ? Lý Thiên Hữu nhìn tảng đá lớn kia rồi nói. Ba Tống cũng lắc đầu. Trên lầu, Tống Thư Hằng mới đặt Vân Vũ đạo trưởng nằm xuống, lại để Bạch Tôn Giả nằm trên giường mình xong, đột nhiên nghe thấy tiếng máy kéo nổ ở dưới lầu. Tống Thư Hằng vội vàng chạy tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Sau đó lập tức thấy bác Lữ mặt mày hưng phấn ngồi trên ghế lái, ba Tống và Lữ Thiên Hữu thì ngồi ở trong thùng xe của máy kéo, còn máy kéo thì đang từ từ khởi động. Chết dở rồi. Tống Thư Hằng thoát cái đã mướt mồ hôi lạnh. Chương 242, tốc độ này không đúng nha. Chuyện gì thế, mẹ Tống thấy sắc mặt Tống Thư Hằng là lạ nên cũng đi qua bên cửa sổ nhìn xem. Sau đó, bà lập tức thấy một màn lão Lữ và ba Tống leo lên trên máy kéo, còn có Lữ Thiên Hữu mặt mày nhăn nhó bỏ lên xe kéo với vẻ mặt thê thảm. Hai cái ông này, uống rượu xong thì lên cơn à. Đúng là thiếu đánh mà, mẹ Tống tức giận quá to. Lập tức móc điện thoại ra gọi cho ba Tống. Nhưng tiếng chuông điện thoại của ba Tống lại truyền tới từ trên bàn cơm, lúc trước ba Tống nghe điện thoại của Tống Thư Hằng xong thì cũng tiện tay ném điện thoại lên bàn mất rồi. Mức độ tức giận của mẹ Tống lập tức tăng cao, bà quát thật lớn xuống chỗ ba người ở bên dưới, lão Tống, ông dừng xe kéo lại ngay cho tôi. Nhưng tiếng động cơ máy kéo ở dưới lầu hơi lớn, nên ba Tống, lão Lữ và cả Lữ Thiên Hữu đều không nghe thấy tiếng quát của mẹ Tống. Máy kéo chuyển động, từ từ tăng tốc. Brum brum brum, xịch xịch xịch. Một cột khói đen bốc lên, máy kéo nhanh chóng chạy khỏi trước cửa nhà Tống Thư Hằng. Mẹ Tống. Tống Thư Hằng. Mẹ Tống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Thư Hằng này,
con chạy ra xem chìa khóa chiếc xe của anh Thiên Hữu con có ở đó hay không, chiếc BMW ở dưới lầu là của nó đấy, nếu như có chìa khóa thì con mau lái xe đuổi theo ba người bọn họ đi. Không đuổi kịp đâu, Tống Thư Hằng cười khổ nói. Hả, mẹ Tống không hiểu. Chiếc máy kéo của con, tốc độ của nó hơi khác một chút ạ. Tống Thư Hằng ngửa đầu lên nhìn trời, tăng tốc một chút thôi là có thể chạy với vận tốc 100 km, lại nhanh thêm tí nữa là chạy được với tốc độ 150 km như chơi luôn, nếu tăng tốc tối đa thì còn nhanh hơn nữa, đuổi theo kiểu gì đây? Cảm giác lái chiếc xe kéo này tuyệt thật đấy, lão Lữ vừa lái xe vừa cười lớn, toàn thân lắc lư theo nhịp rung của máy kéo, quẩy hết mình luôn. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác lái xe kéo thế này. Khiến cho lão Lữ như quay về thời còn trẻ. Nhớ năm đó, ông cũng lái máy kéo thế này đây. Đặc biệt là lúc vào mùa đông ấy, uống chút rượu cho ấm người, sau đó lái chiếc xe kéo cục cưng của mình, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố Văn Châu. Khi đó ông vừa mới kết hôn, bôn ba vì cuộc sống, tuy là vất vả, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, nếu như không có ba Tống thường xuyên tới đâm vào chỗ đau của ông thì chắc là lúc đó ông sẽ hạnh phúc hơn nữa. Ông đạp chân ga, đồng thời bẻ lái xe kéo vô cùng điêu luyện. Tốc độ của máy kéo càng lúc càng nhanh, cột khói đen bốc lên cũng nhiều hơn. Lão Tống này, bây giờ lái đi đâu đây nhỉ? Tôi nhớ từ đường Bạch Kình chạy lên núi có một con đường mòn cũ đúng không, cũng chẳng có ai. Nếu như lái lên đó thì cũng không sợ gặp phải cảnh sát đâu, lão Lữ lên tiếng hỏi ba Tống. Dù sao thì bây giờ đã khác xưa, năm đó dù uống rượu lái máy kéo cũng chẳng ai thèm để ý. Nhưng bây giờ uống rượu mà lái xe, lỡ bị bắt lại thì sẽ to chuyện lắm. Cũng được, ông cứ đi về phía lên núi là được. Mà nhớ là đừng có đi đường lớn, đi đường nhỏ ấy. Ở sau núi có một đoạn đường mới sửa xong, cũng không biết là để làm gì. Ông lái lên đó chơi cũng được, ba Tống ngồi ở đằng sau xe, cứ cảm giác là lạ nói không nên lời. Bởi vì không biết vì sao tốc độ của chiếc máy kéo này đang tăng lên không ngừng. Cảnh vật hai bên đường đang trôi qua vèo vèo với tốc độ cực nhanh. Lão Lữ này, ông chạy tốc độ bao nhiêu thế? Ba Tống lớn tiếng hỏi, bởi vì tiếng động cơ máy kéo ồn quá, nên lúc nói chuyện bất giác phải lớn giọng hơn. Không chạy nhanh đâu, còn một khoảng nữa mới tới tốc độ nhanh nhất, ông cứ yên tâm đi, ha ha ha, lão Lữ ngồi phía trước cười to. Lữ Thiên Hữu cũng cảm thấy không đúng, chưa chạy tới tốc độ nhanh nhất là sao? Không đúng nha. Lữ Thiên Hữu thử so với tốc độ mình bình thường khi lái xe thì tốc độ của chiếc máy kéo này bây giờ chắc phải hơn 60 km luôn rồi ấy chứ. Hơn nữa, nó còn đang tăng lên nữa kìa. Nói dẫn chắc, máy kéo chạy với tốc độ 60 km rồi mà còn chưa tới mức nhanh nhất. Chẳng lẽ chiếc máy kéo này được độ lại rồi à? Ở thành phố Văn Châu này, cách đường Bạch Kình không xa có một ngọn núi tên Ngưu Đỉnh Sơn, nơi đó có một con đường uốn quanh. Ngưu Đỉnh Sơn này thật ra là mấy ngọn núi liền nhau tạo thành, không thể tìm thấy tên của nó trên bản đồ được, bởi vì đây là tên của người dân địa phương gọi mà thôi. Rất lâu trước đây, nơi này có một con đường núi uốn lượn, nối liền một số người sống bên trong Ngưu Đỉnh Sơn với thế giới bên ngoài. Nhưng sau này người dân bên trong Ngưu Đỉnh Sơn đều chuyển đến dưới chân núi sống cả rồi, trên núi chẳng còn mấy ai ở. Nên con đường này dần dần cũng bị bỏ phế. Nhưng hai năm trước, có một vị thổ hào không rõ tên tuổi đã xin được giấy phép, sau đó tự mình bỏ tiền ra sửa lại con đường đó, bây giờ con đường đó đã trở nên thoáng hơn rất nhiều. Lúc này, có ba chiếc xe thể thao màu đỏ, xanh, trắng đang đỗ ở trên đường vào sơn đạo lên Ngưu Đỉnh Sơn. Sao hả, con đường này tuyệt chứ, một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao thật cao, tràn ngập khí chất thanh xuân phơi phới đi ra từ chiếc xe màu trắng. Cô giơ tay ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Ở bên trong chiếc xe mày lam, có một cô gái mặc đồ trắng, đôi chân thon dài, mắt xếch chui ra, cô đưa mắt nhìn con đường kia, khẽ cười nói, chỗ mà Tiểu Mạch Tuệ chọn đúng là không tệ. Cuối cùng là một cô gái đeo kính râm chui ra từ trong chiếc xe màu đỏ, cô tựa lên xe, đừng có nói nhiều nữa, xe của mình đã đói khát khó nhịn rồi, chúng ta đua một trận đi. Hắc hắc hắc, mình chỉ chờ có mỗi câu này của cậu thôi, Tiểu Mạch Tuệ cười, nhìn nhé. Lần này mình nhất định sẽ chạy với tốc độ hơn 120 km cho các cậu xem. Trên đoạn đường này, lúc mình chạy nhanh nhất còn có thể lên tới 130 km ấy chứ. Chạy 120 km. Đợi đã, có phải mấy con số này hơi sai sai rồi không? Tốc độ 120 km thì ghê lắm à. Lên mấy đoạn cao tốc mà chạy nhanh một chút, đạp chân ga mạnh một chút là đã tới tốc độ này rồi còn đâu.
Ha ha, người âm thầm luyện tập không chỉ có mỗi mình cậu thôi đâu. Mình cũng đã luyện lâu lắm rồi, dù là đường núi thì mình cũng có thể giữ nguyên tốc độ 100 km đấy. Hai người các cậu chắc chắn không phải đối thủ của mình đâu, cô gái đeo mắt kính tên Arthur đắc ý nói. Tốc độ 100 km mà đã đắc ý được rồi. Không sai, ba cô nàng này thích đua xe, nhưng thực lực lại chẳng ra đâu. Các cô thích đua xe, nhưng bình thường người ta đua xe thì tốc độ nhanh quá, các cô chỉ có thể đi theo hít bụi mà thôi. Cho dù các cô thích đua xe đến đâu đi chăng nữa, mà cứ bị hít bụi, bị cười nhạo mãi thì các cô cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy nên cô nàng tên Tiểu Mạch Tuệ này mới nghĩ cách xin được giấy phép, bỏ tiền ra sửa mấy con đường bị bỏ hoang, hoặc ít người để giành đua xe. Tiếp theo, mấy cô nàng thích đua xe, nhưng thực lực lại chẳng tới đâu lại hẹn nhau tới đây đua chơi cho vui. Không cần nhanh bao nhiêu, chỉ cần hưởng thụ cảm giác được đua xe là được. Triệu Nhã Nhã, lên xe đi, mình đua nào. Tiểu Mạch Tuệ chui lại vào trong chiếc xe màu trắng của mình xong lại quay sang gọi cô gái chân dài đứng cạnh chiếc xe màu xanh kia. Chấm, cô gái đang mỉm cười nhìn con đường kia không phải ai khác, mà là con gái của cậu ruột Tống Thư Hàng, Triệu Nhã Nhã. Không ngờ nơi Tiểu Mạch Tuệ chọn lần này lại là đường Bạch Kình ở thành phố Văn Châu, nơi này ở khá gần nhà Thư Hàng. Đua xong thì đến nhà Thư Hàng xem thử, không biết nó đã về chưa, Triệu Nhã Nhã nghĩ thầm trong lòng. Ừ, đúng vậy, Triệu Nhã Nhã thích đua xe, cô che giấu sở thích này khá tốt nên người trong nhà không ai biết cả. Sau đó, ba cô gái leo lên xe của mình. Mình đếm đến ba xong thì chúng ta sẽ xuất phát nhé. Tiểu Mạch Tuệ nói to. Dù sao thì cũng không phải đua xe chính thức, ba chị em chơi với nhau thôi nên không để ý mấy quy tắc cũng không sao cả. 3, 2, 1, Tiểu Mạch Tuệ quát to một tiếng, ấn mạnh còi xe, ba chiếc xe thể thao lao cái vèo về phía trước. Lao vun vút trên con đường. Lúc đầu, ba cô nàng này chạy cũng có bài bản lắm, tốc độ chạy băng băng không chậm chút nào. Nhưng mỗi khi tới đoạn rẽ cua thì ba cô nàng lại nhấn phanh lại, chạy chậm gì. Giáo viên đã nhắc nhở mãi là lúc rẽ cua phải chạy chậm lại mà. Đúng rồi, lái xe thì phải như thế chứ, an toàn là trên hết nhé. Yo-yo check it out. Lão Lữ lái máy kéo, bung lụa quẩy khí thế, miệng thì hát hò, chạy dọc theo đường Bạch Kình ra phía sau ngọn núi. Ba Tống ngồi đằng sau khẽ nhíu mày, sao cứ thấy tốc độ kỳ kỳ thế nhỉ? Ban nãy chạy trên đường hình như cũng vượt qua mấy chiếc xe rồi thì phải. Đừng có nghĩ nhiều thế, nói không chừng là người ta chạy chậm nên mới bị chúng ta vượt qua mà thôi. Tuy nói thế, nhưng cảm giác lái xe kéo mà chạy vượt mặt xe ô tô thế này đã thật đấy, Lão Lữ cười ha hả nói. Không đúng đâu ba ơi, tốc độ này có vấn đề thật mà, Lữ Thiên Hữu nghĩ thầm trong bụng. Đồng thời, hắn lại giơ tay sờ sờ tóc mình trong lòng lại nghi hoặc thêm, sao không có gió thổi thế này. Máy kéo này không có kính chắn gió, theo lý thuyết thì dù chạy chậm đi nữa thì trong quá trình chạy cũng phải có gió thổi mới đúng chứ. Nhưng hắn ngồi đây cả buổi trời rồi mà không có cơn gió nào thổi chúng hắn hết là sao? Ha ha ha, Lão Tống, chạy đến chỗ ông nói rồi này. Cha cha, chỗ này tốt thật, con đường rộng thế này, lại còn không có bóng ai. Nếu như lái xe xịn tới đây mà đua thì sướng phải biết. Bất quá bây giờ để tôi chạy chơi cho đã một lát, để hai người xem phong thái lái xe kéo của tôi 20 năm trước. Lão Lữ Dương Dương đắc ý. Ông dùng sức đạp mạnh chân ga, đẩy lên tốc độ cao nhất. Brum brum brum, xịch xịch xịch, máy kéo kêu ầm ầm lao lên đường. Đồng thời, tốc độ của máy kéo lại tăng lên rất nhiều. Ba Tống lo lắng nói, cẩn thận một chút, đây là đường núi, nhiều chỗ cua gấp lắm. Lão Lữ cười ha hả, sợ cái gì chứ, năm đó tôi cũng lái máy kéo, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua 18 khúc ngoặt trên núi luôn đây. Nhìn này, tôi dễ cua thật oách cho ông xem. Chương 243, Triệu Nhã Nhã, ể, dượng. Brum brum brum. Xe kéo phả ra khói đen, sau đó ngoặt một cái điêu luyện, thậm chí không cần giảm tốc độ cũng đã thuận lợi vượt qua được ngã rẽ. Thấy rồi chứ, tôi chưa ngon lành chưa? Trong phim cũng không làm được như tôi đâu, đây là vấn đề kỹ thuật đấy. Lão Lữ khoe khoang không biết xấu hổ, tuy rằng lúc này bàn tay ông còn đang mướt mồ hôi. Lúc đang nói chuyện thì có vẻ như tốc độ của máy kéo. Càng lúc càng nhanh hơn thì phải. Sau lưng, Lữ Thiên Hữu thầm lau mồ hôi. Từ góc độ rẽ cua ban nãy thì tốc độ này ít nhất cũng phải 7-80 km ấy chứ. Mà có khi còn nhanh hơn nữa kia. Chiếc xe kéo này nhất định là đã được độ qua rồi.
Nhưng, sao Thư Hàng lại thần kinh dẫm đinh đi độ một chiếc xe kéo làm gì? Hay là nói, gần đây không thịnh hành vụ độ xe xăng nữa, mà bắt đầu thịnh độ xe máy kéo rồi? Nói ra mới thấy đúng là có khả năng, nghe nói ở chỗ nào đó của Hoa Hạ, có đám nhà giàu đã bắt đầu chán chơi siêu xe, mà chuyển sang chơi xe ngựa luôn rồi. Ồ, lão Lư ông cẩn thận một chút, hình như phía trước có xe kìa. Ba Tống tinh mắt, phát hiện ở sau khúc rẽ có bóng mấy chiếc xe. Tới gần hơn chút nữa thì ba Tống thấy rõ đó là ba chiếc xe thể thao. Có ba màu là trắng, xanh, đỏ. Đều là xe thể thao. Tốc độ của ba chiếc xe thể thao này cũng không chậm, có thể nghe được tiếng động cơ đặc thù của xe thể thao vang lên khi chúng nó chạy. Phía trước là một đoạn đường thẳng tăm tắp trải dài, tốc độ của ba chiếc xe thể thao này chắc đều phải hơn 100 km ấy chứ. Nhưng tà môn nhất chính là chiếc xe kéo mà họ lái lại đang dùng tốc độ đều đều từ từ đuổi kịp ba chiếc xe thể thao kia, kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Lý Thiên Hữu rốt cuộc không nhịn được nữa, tốc độ của chúng ta hơn 100 km rồi à? Đừng có nói bừa, con có thấy chiếc xe kéo nào hơn 100 km chưa? Lão Lữ mắng con của mình không chút lưu tình, máy kéo thì sao mà chạy với tốc độ hơn 100 km được? Nhưng nói được một lúc thì lão Lữ dần nhỏ giọng lại. Bởi vì trong lúc họ nói chuyện, xe kéo đã đuổi kịp chiếc xe thể thao màu trắng chạy ở sau cùng kia. Sau đó, brum brum brum, xịch xịch xịch. Máy kéo phả ra một cột khói đen, theo gió bay bay, bánh xe cực lớn lăn cực nhanh, dễ dàng vượt qua chiếc xe thể thao màu trắng. Lão Lữ há hốc mồm. Bên trong chiếc xe thể thao màu trắng, cô gái để tóc đuôi ngựa tên Tiểu Mạch Tuệ cũng há hốc mồm theo. Cô mở to hai mắt nhìn đồng hồ trên xe thể thao của mình, tốc độ 120 km. Cô lại mở to mắt nhìn về phía người đã vượt qua mặt mình. Bốn chiếc bánh xe cực to, lúc chạy còn phát ra tiếng brum brum brum. Đây không phải là xe kéo à? Hơn nữa, cô tinh mắt, còn có thể nhìn thấy ở thùng xe phía sau đang chở một tảng đá cực lớn. Bên cạnh tảng đá là một người đàn ông cao to như một con gấu, và một người đàn ông trung niên mang mắt kính, trông có vẻ trí thức. Ôi trời, cô nàng Tiểu Mạch Tuệ ngây người. Đây là tình huống gì thế này? Một chiếc máy kéo chở đá vượt mặt cô, mà tốc độ của cô bây giờ là 120 km. Mình bị ảo giác à? A thơ, Nhã Nhã, có phải mình sắp chết rồi không? Mình xuất hiện ảo giác rồi, mình thấy một chiếc xe kéo phả khói đen đã chạy vượt mặt xe của mình. Tiểu Mạch Tuệ nói vào trong tai nghe. Ba cô đang đua xe, nên mới nối tai nghe với nhau cho tiện nói chuyện. Tránh cho gặp phải sự cố gì. Trong tai nghe, hai người bạn thân không trả lời, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt. Thật lâu sau, cô gái tên Arthur mang kính mát ở trong chiếc xe màu đỏ mới nói với ngữ khí khá nghiêm trọng, mình còn tưởng là chỉ có mỗi mình gặp ảo giác, hóa ra Tiểu Mạch Tuệ cậu cũng thấy à. Khi nãy mình đã thấy từ trong kính chiếu hậu rồi, người lái chiếc xe kéo này là một ông chú to con. Ai ra, mình cũng bị vượt mặt rồi. Lúc cô nàng Arthur kia đang nói chuyện thì chiếc xe kéo kia đã brum brum vượt qua xe của cô. Mà lúc này, cô nàng Arthur đang chạy với tốc độ chừng 125 km. Đã vượt qua hai chiếc xe thể thao rồi, ba Tống nuốt một ngụm nước bọt, lúc này ai mà còn tin rằng chiếc xe máy kéo này chỉ có thể chạy với tốc độ 3-40 km thì đúng là kẻ ngu. Nếu như cháu đoán không sai thì chiếc máy kéo này của Thư Hàng đã được độ lên rồi thì phải. Lý Thiên Hữu trầm giọng nói. Không thể nào, lão Lữ ở đằng trước cao giọng quát lại, đâu phải con không hiểu nguyên lý của động cơ xe đâu, kết cấu của loại xe kéo thế này tối đa chỉ có thể chạy với vận tốc 60 km mà thôi. Trừ phi con đổi động cơ của Ferrari cho nó, nhưng con cũng thấy đó, động cơ của chiếc máy kéo này chưa hề bị đổi, nó vẫn là loại tay vịn mà. Ba nói cũng đúng lắm, dù có độ chiếc máy kéo này cỡ nào đi nữa thì động cơ cũng sẽ khiến tốc độ bị hạn chế. Lý Thiên Hữu im lặng. Nhưng nếu vậy thì tại sao chiếc xe kéo này lại có thể chạy lên tới tốc độ 150 km thế này? Dễ dàng vượt qua hai chiếc xe thể thao trắng, đỏ ở đằng sau như thế. Lúc này, chiếc xe đẩy đang từ từ đuổi kịp chiếc xe thể thao màu xanh dẫn đầu. Với tốc độ của máy kéo bây giờ thì việc vượt qua chiếc xe màu xanh kia dường như chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chiếc xe này, không phải là cùng loại với trong phim Transformer, có thể biến hình lẫn chiến đấu luôn đấy chứ. Lúc này, Triệu Nhã Nhã nhìn chiếc xe kỳ lạ kia thông qua gương chiếu hậu. Khoảng cách của hai bên ngày càng gần, cô cũng mở to hai mắt. Sau đó, cô giật mình bật thốt, ôi trời! Cậu cũng bị vượt qua rồi à? Nhã Nhã,
Tiểu Mạch Tuệ lên tiếng hỏi. Không, vẫn còn một chút nữa mới bị vượt, Triệu Nhã Nhã đáp, vấn đề không phải chuyện này, vấn đề là ông chú lái xe đó kìa. Triệu Nhã Nhã cũng biết người này. Đây không phải bác Lữ xưa nay hay đến nhà Tống Thư Hàng chơi à? Lúc còn bé cô từng gặp qua rất nhiều lần, dù sau này cô lớn rồi, ít đến nhà Tống Thư Hàng chơi thì vẫn thường xuyên gặp được bác Lữ này. Cô nhớ rõ bác Lữ này là bạn, trời đánh, với Dượng Tống nhà mình, hai người họ dìm hàng đối phương không có điểm dừng luôn. Nếu đổi lại là mấy cặp bạn bè khác mà cứ dìm hàng đối phương quá đáng kiểu đó thì chắc là đã tuyệt giao từ đời nào rồi. Nhưng Dượng Tống và bác Lữ này lại là ngoại lệ, hai người bọn họ dìm hàng thì dìm hàng, nhưng quan hệ vẫn bền chặt không gì phá nổi. Bác Lữ này đúng là xe thần mà, tốc độ thế này. Triệu Nhã Nhã liếc mắt nhìn thoáng qua tốc độ của mình, 140 km, đây đã là tốc độ nhanh nhất mà tâm lý của cô có thể thừa nhận rồi, cao hơn nữa thì cô không dám chạy. Nhưng chiếc xe kéo của bác Lữ thì vẫn lao thẳng tới, dùng tốc độ ổn định đuổi theo cô. Tốc độ cỡ này ít nhất cũng phải 150 km ấy chứ. Brum brum brum. Bị vượt qua rồi, bị xe kéo của bác Lữ vượt qua rồi. Thế giới này bị gì thế này? Ngay sau đó, Triệu Nhã Nhã lại thấy được một người ngồi đằng sau xe kéo. Người đàn ông có vẻ nhã nhặn, đeo kính, mặt mày thanh tú, nhìn qua có vẻ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ê, Dượng Tống, Triệu Nhã Nhã giật mình kêu to. Hả, gì đấy? Trong tai nghe lập tức truyền tới tiếng kêu to kinh ngạc của hai người bạn. Mình biết người đeo mắt kính ngồi đằng sau chiếc xe đẩy đó, khóe miệng của Triệu Nhã Nhã co giật, dở khóc dở cười, đó là Dượng của mình, là ba của em trai Tống Thư Hàng mà mình từng nhắc với hai cậu đấy. Ông chú lái xe đó mình cũng biết, là bác Lữ, bạn tốt của Dượng mình. À, Tống Thư Hàng chính là đứa em trai mà cậu nhờ định giới thiệu cho Tiểu Mạch Tuệ đấy à? A Thơ cười gian hỏi. Tiểu Mạch Tuệ cười hắc hắc, thôi đi. Người mà mình thích vẫn luôn là chị A Thơ mà, chúng ta làm bách hợp nhé. Xế, con nhỏ này đi chết đi, chị đây muốn mở nam hậu cung 3000 trai đẹp, không rảnh mà chơi bách hợp với cưng đâu, cô nàng A Thơ nói. Hắc hắc hắc, được rồi, chúng ta tăng tốc thêm chút nữa đi, đuổi theo chiếc xe kéo kia xem sao. Bây giờ người ta cảm thấy cực kỳ có hứng thú với chiếc máy kéo kia, Tiểu Mạch Tuệ lại cười hắc hắc, mà ở đằng trước còn một khúc cua hình chữ U nữa. Lúc tới khúc cua đó, chiếc xe kéo này chắc chắn phải giảm tốc độ lại. Sau đó, Nhã Nhã cậu nhất định phải giới thiệu Dượng và bác kia cho bọn mình biết với. Cô nàng A Thơ kia cũng nói hùa theo, lần đầu tiên trong đời mình gặp phải một chiếc xe kéo chạy với tốc độ 150 km đấy. Triệu Nhã Nhã yên lặng gật đầu, mặc kệ thế nào, cứ đuổi kịp xe của Dượng đi đã rồi lại nói sau. Lúc này, trên một con đường nhỏ từ đường Bạch Kình Thông đến Ngưu Đính Sơn, có một bóng người đang lao đi vun vút. Đây là Tống Thư Hàng. Tốc độ của xe kéo nhanh nhất là 150 km, vì ba và bác Lữ đều đã say rượu nên hắn không yên lòng, sợ bác Lữ làm bậy, mặc dù Bạch Tiền Bối đã dán trận pháp phòng ngự giúp gia cố thân xe. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn không dám xác định liệu trận pháp xác định có thể bảo vệ được cả người lẫn xe hay không. Cho nên hắn mới chạy đuổi theo sau. Đáng tiếc, Lý Thiên Hữu không để chìa khóa xe của anh ta lại. Bằng không thì lái xe đuổi theo, chạy nhanh thì vẫn có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Hơn nữa, quái lạ nhất chính là trên đường đi hoàn toàn không có bất kỳ chiếc taxi nào. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cho nên cuối cùng, Tống Thư Hàng chỉ có thể đuổi theo bằng hai chân của mình, lúc này, hắn thật hy vọng mình có thể ngự kiếm phi hành. Với tốc độ ngự kiếm phi hành thì đuổi kịp chỉ là chuyện vài phút mà thôi. Thân pháp, quân tử vạn lý hành, dưới chân cũng bị hắn phát huy tới tận cùng. Càng chạy thì càng nhanh. Thân pháp, quân tử vạn lý hành, chính là như vậy, ngươi chạy càng nhiều, đoạn đường càng dài thì những gì ngươi hiểu về môn công pháp này lại càng sâu hơn, tốc độ di chuyển cũng sẽ nhanh hơn nữa. Đến cuối cùng, thân thể của hắn lướt nhanh để lại một luồng tàn ảnh. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì cứ 5 giây lại tăng lên 100 mét, tăng lên thẳng một đường. Thân hình của hắn lướt thành một cái bóng, không hề chậm hơn xe hơi là bao. Đồng thời, ngón tay của hắn bấm pháp ấn, thi triển lạc ấn cảm ứng thuật. Ở bên trong máy kéo, có một chiếc vali đen chứa tiền, đan dược và cả bảo đao bá toái nữa. Tống Thư Hàng từng dùng tinh thần lạc ấn thuật của Tam Nhật Sư Huynh gửi tới để lại lạc ấn ở trên bảo đao bá toái. Bây giờ, hắn có thể dùng lạc ấn cảm ứng thuật để xác định vị trí của bảo đao bá toái, chỉ cần tập trung tọa độ của mấy người ba tống lại là được. Chạy đến đường trên Ngưu Đính Sơn rồi à? Mình nhớ con đường đó chưa cho xe chạy à?
Tống Thư Hàng cười khổ. Con đường này, chính là con đường có nhiều khúc quanh và cua gắt hình chữ U nổi tiếng. Chương 244, xe thần Lão Lữ, gãy eo mất rồi. Con đường trên Ngưu Đỉnh Sơn đã bị sửa lại cực kỳ rộng rãi, quả thực chẳng khác nào làm ra với mục tiêu để đua xe cả, cho nên, dù là xe máy kéo chạy với vận tốc 150 km đi nữa, thì chỉ cần cẩn thận một chút thôi, không tự tìm đường chết trên đường thì dù có đua một đoạn trên con đường này cũng sẽ không gặp phải chuyện gì cả. Bây giờ, chỉ mong bác Lữ đừng có tự tìm đường chết trong lúc lái xe thôi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Trong lòng của hắn lo lắng không thôi, bởi vì bác Lữ còn uống rượu nữa. Để cho người uống rượu lái chiếc xe máy kéo 150 km như thế, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Trên con đường ở trên Ngưu Đỉnh Sơn, chiếc máy kéo vẫn đang dùng tốc độ như bay lao vun vút, bỏ xa ba chiếc xe thể thao còn lại. Lúc này, giọng sang sảng của Lão Lữ lại truyền tới từ phía trước đầu xe máy, Lão Tống, khi nãy chúng ta mới vượt mặt ba chiếc xe thể thao à? Trong giọng nói của ông đầy vẻ không dám tin. Bà Tống đáp lại cứng ngắc, bây giờ trong đầu ông chỉ có duy nhất một vấn đề, ấy chính là Tống Thư Hàng đào đâu ra chiếc xe máy kéo này đây? Chạy được hơn những 150 km một giờ đấy, đùa gì chứ hả? Đây là xe máy kéo chứ có phải xe thể thao đâu chứ? Vượt mặt ba chiếc xe thể thao, còn đi với tốc độ hơn 150 km đây này. Ha 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 ha, Lão Lữ cười như lên cơn. Nghe thấy cái giọng cười này, Lữ Thiên Hữu ngồi ở phía sau lập tức có dự cảm chẳng lành, lúc trước cũng có khi cha của hắn thường xuyên cười điên dại như vậy, bình thường chia ra làm hai tình huống. Một là khi bị chú Tống đâm trúng chỗ đau, đợi sau khi chú Tống đi rồi thì cha của hắn sẽ cười điên cười khùng như vậy cả buổi trời. Đây thuộc vào hàng giận quá hóa cười. Loại thứ hai là khi cha của hắn đâm ngược lại chỗ đau của chú Tống. Mỗi khi thành công thì về nhà cũng sẽ cười điên dại như thế cả buổi trời, đây là vui mừng nên cười hả hê. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, mỗi khi cha của hắn cười kiểu này xong thì đầu óc sẽ mít đặc. Quả nhiên, sau khi cười xong, Lão Lữ lại thở dài cảm thán, hóa ra là mình đã uống say. Có khi nào mà máy kéo lại chạy được với vận tốc 150 km đâu cơ chứ? Có khi nào mà một chiếc máy kéo lại có thể vượt mặt được ba chiếc xe thể thao chứ? Chỉ có ở trong mơ mới thôi. Hoặc là uống rượu nhiều quá, nên sinh ra ảo giác. Lúc này, Lão Lữ đang hoài nghi, có phải là mình uống nhiều quá nên quáng gà rồi không? Nghe thấy cha hắn nói thế, Lữ Thiên Hữu lập tức lo lắng, ba à, tỉnh táo lại đi. Lái xe cho vững, con và chú Tông còn ngồi ở sau ba đấy. Yên tâm đi, dù ba mày có say thì cũng là chuyên gia lái máy kéo ấy chứ. Lão Lữ cười ha hả. Bắt đầu lắc lư theo nhịp rung của máy kéo, Lão Tống à, chúng ta quẩy hết mình đi. Tiếp theo, Lão Lữ lại bắt đầu hát giống lên, sông lớn, chảy về đông. Ánh sao trên trời, xen vào bắt đầu, Lão Tống à, hát tiếp đi, quẩy đi, quẩy em gái ngươi. Ba Tống gầm lên, lái xe cho đàng hoàng vào, nhìn trước mặt đi kìa, đừng có mà chạy lung tung. Lão Tống ông thật ra, chẳng biết phối hợp chút nào. Thân là anh em chí cốt thì lúc này phải hát tiếp chứ. Ông một câu, tôi một câu, thế mới hứng khởi. Lão Lữ lắc đầu khí thế. Lắc rồi lại lắc, ông cảm giác hình như mình say thật rồi, tuy rằng tư duy vẫn rõ ràng, nhưng tay chân lại không linh hoạt được như trước, động tác hình như cũng chậm một nhịp so với tư duy đầu óc. Bất quá, Lão Lữ vẫn lắc đầu thật mạnh, cố gắng nói, Lão Tống ông làm mất hứng quá, ông không hát thì tôi tự hát, giữa đường thấy chuyện bất bình kêu to một tiếng, oa a a a a a. Móc lửng. Cũng không phải Lão Lữ hát sai nhịp, bài này ông hát cũng phải nửa đời rồi, thuộc nằm lòng luôn, hát vu vơ không cần nghĩ cũng được. Vấn đề là phía trước xuất hiện một khúc cua gắt hình chữ U, cực kỳ gắt. Khiến cho Lão Lữ hát được một nửa lại đổi thành thất thanh hét to. Ba Tống cũng thấy được khúc cua này, bình tĩnh, Lão Lữ ông bình tĩnh lại nào, giảm tốc độ máy kéo xuống đi. Mau lên! Đã phanh lại từ lâu rồi, nhưng tốc độ không giảm nhanh như thế được. Tốc độ của chúng ta khi nãy nhanh quá. Lão Lữ hét to, ông liều mạng kéo đầu xe, cố gắng cua sang phải, khiến cho đầu xe rẽ men theo khúc cua. Bởi vì đang lo lắng quá độ, nên ông bất giác vặn eo theo hướng ôm cua. Mắt thấy đầu xe đã hơi tiến vào trong phạm vi khúc cua rồi, nếu như lại giữ vững được thêm chút nữa thì có thể thuận lợi bẻ cua ngay. Ba Tống ở đằng sau rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Lão Lữ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Lộ ra vẻ thống khổ, ôi ôi mẹ ôi lưng của tôi, eo của tôi bị trật mất rồi.
Tuy rằng thể trạng của lão Lữ bây giờ vẫn to như con gấu, nhưng dẫu sao cũng không dẻo dai bằng khi còn trẻ. Lúc bẻ cua, vì kích động quá nên ông vặn eo theo bản thân năng về phía bên trái, kết quả vặn quá đà, nên chật eo luôn. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ eo khiến cho lão Lữ thiếu chút nữa không cầm đầu máy kéo nổi. Thế nên góc ôm cua của đầu xe hơi lệch một chút, dù chỉ là lệch một chút thôi, nhưng chiếc máy kéo mà bọn họ ngồi bây giờ đang chạy với tốc độ 150 km. Dưới tác dụng của tốc độ như bay này, dù chỉ lệch đi một chút thôi, cũng sẽ thành sai một ly đi ngàn dặm ngay. Ba Tống ngồi ở thùng xe phía sau gào lên, cẩn thận, giữ vững vào, sắp đâm vào rào chắn rồi kìa. Đáng chết, nếu như không phải bị chật eo thì tôi có thể dễ dàng vượt qua khúc cua cỡ này. Lão Lữ tức giận gầm lên, sau một khắc, ông cố nén cơn đau đớn kịch liệt ở eo, chân đạp phanh, ổn định đầu xe lần nữa. Không hổ là tài xế chuyên nghiệp với kinh nghiệm 20 năm. Chiếc xe máy kéo lao vèo vèo rốt cuộc cũng bị ông bẻ lái chạy ngay vào đường lớn. Lúc đầu xe ổn định lại, hai bánh xe ở thùng xe phía sau cơ hồ là bay lên trời, vì có lực quán tính cực mạnh, nên bị hất vào bên trong con đường. Nếu như không phải nhờ có Bạch Tôn giả dán cái trận pháp cường hóa thân xe lên thì một cú hất cực mạnh này cũng đủ để vặn gãy phần thân sau xe máy kéo, khiến nó bay thẳng ra ngoài. Mà bây giờ, dưới tác dụng của trận pháp và thân xe đã được cường hóa, phần phía sau của máy kéo chỉ phát ra tiếng rắc rắc khá chói tai mà thôi, nhưng không bị hư hao gì. Thậm chí, khối thiên thạch khổng lồ, mấy cái vali, Ba Tống và Lữ Thiên Hữu ở trên xe, nhờ vào sự bảo vệ của trận pháp nên chỉ xốc lên một cái, cơ bản vẫn ổn định như cũ. Thuận lợi thông qua khúc cua thứ nhất. Mọi người ngồi trên xe máy kéo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phía sau, ba cô nàng chạy xe thể thao kia vẫn đuổi theo sát đít chiếc xe máy kéo. Ba người đã thấy rõ toàn bộ cảnh tượng đặc sắc khi chiếc xe máy kéo kia, hất đuôi, chạy qua khúc cua. Oách tới mức phải nói thế nào bây giờ đây nhỉ? Đúng là kỹ thuật lái xe như thần mà. Nhã Nhã này, kỹ thuật lái xe của bác Lữ mà cậu nói đúng là đỉnh thật đấy. Khi nãy bác ấy dễ cua tuy rằng có hơi chậm lại rồi, nhưng tốc độ ít nhất cũng phải hơn 120 km luôn ấy nhỉ? Pha ôm cua lúc này ngầu quá đi mất, đúng là xe thần mà. Tiểu Mạch Tuệ nói với Triệu Nhã Nhã thông qua tai nghe. Khi nãy mình thấy phần xe phía sau gần như bay luôn lên trời, thật sự bị hất bay lên rồi đáp vào khúc cua ấy. Các cậu có mở camera hành trình lên không thế, có ai quay được đoạn ôm cua đặc sắc khi nãy không? Cô nàng A Thơ hưng phấn hỏi thêm. Mình có mở, nhưng cách hơi xa nên quay không được rõ, Triệu Nhã Nhã tặc lưỡi nói. Cao thủ lánh đời à. Bác Lữ lái chiếc xe máy kéo đã độ máy lên những 150 km, mà vẫn có thể ôm cua được đẹp như thế, đây mới đúng là cao thủ thực sự. Lát nữa về phải nghĩ xem có nên đi thỉnh giáo kỹ thuật lái xe của bác Lữ hay không. Bởi vì cô hãy còn nhớ, trước kia bác Lữ từng làm giáo viên dạy lái xe. Mà lúc này, vị thần xe, trong mắt của ba cô là lão Lữ lại tái mét cả mặt mày, eo đau đớn tựa như sắp gãy lìa tới nơi. Ba Tống thấy mặt mày lão Lữ trắng bệch thì vội hỏi, lão Lữ đừng có cố nữa, mau dừng xe lại đi, thay người khác lên lái. Lữ Thiên Hữu ngồi bên cạnh cười khổ nói, chú Tống ơi, cháu không biết lái máy kéo. Hắn còn tưởng là chú Tống muốn bảo hắn lên lái. Không sao cả, chú biết lái. Lão Lữ, mau dừng xe lại đi. Ba Tống kêu to. Đừng thấy bộ dạng của Ba Tống trông có vẻ thư sinh như thế, khi còn trẻ ông cũng chịu khổ đủ loại. Kỹ thuật lái máy kéo chẳng thua kém gì lão Lữ. Vẫn đang phanh đấy thôi, nhưng khi nãy lái với tốc độ nhanh quá, bây giờ nó giảm tốc độ chậm. Xi, đau chết mất, đợi từ từ tôi dừng xe lại, mẹ nó a a a a. Lão Lữ nói được một nửa thì đột nhiên lại hét to lên. Chỉ thấy ở phía trước lại đột nhiên xuất hiện một khúc cua gắt khác. Hơn nữa khúc cua này còn gắt hơn cả khúc ban nãy. Mà ở khúc cua này, một bên này là vách núi nham thạch cứng rắn. Một bên là con dốc đứng sâu chừng hơn 5 thước. Con dốc này không chỉ suôn đuột xuống, mà có hình dạng từng tầng như ruộng bậc thang, mỗi tầng đều sâu chừng 4-5 mét, cứ thế xuống tận chân núi. Hai bên đều là hiểm địa, mặc kệ là đụng vào vách núi đá hay là rơi xuống kia thì đều có thể chết người cả. Mà ngay lúc này tốc độ của xe vẫn không giảm được chút nào. Lão Lữ ẩn ẩn thấy ruột gan đau thắt lại. Lúc này... Ba Tống nói với vẻ tỉnh táo, lão Lữ cố gắng lên, qua khúc cua này xong thì dừng xe lại thay người. Đau quá đi mất, liều vậy, là một khúc cua thôi chứ gì, ông đây chạy qua được một cái thì sẽ qua được cái thứ hai.
Xem sự lợi hại của ông đây này. Lão Lữ tức giận gầm lên. Ông cố gắng nén cơn đau đớn ở eo, bắt đầu cố gắng điều khiển đầu xe máy kéo chuyển hướng, cố gắng vượt qua khúc cua này. Chỉ cần qua được khúc cua này là an toàn rồi. Cố chịu cho qua khúc cua này thôi, ông chịu nổi. Ai, năm tháng tựa như một con dao, từng nhát khiến con người già đi. Không phục cũng không được, cái eo già của ông đang kháng nghị đây này. Lúc này, ba cô nàng lái xe thể thao ở phía sau vẫn đang cố gắng sức đuổi theo cho kịp chiếc máy kéo. Ôi chà, phía trước chính là khúc cua lớn nối liền nhau đấy. Cả hai khúc đều có độ cong cực gắt, mau chạy lên xem thần xe vượt qua khúc cua đấy thế nào. Muốn xem bác ấy trổ tài quá đi mất, Tiểu Mạch Tuệ nhìn camera hành trình trên xe mình, hưng phấn kêu to. Tiểu Mạch Tuệ cậu cũng đừng có chạy lên nhanh quá, cậu không phải là xe thần đâu, mau giảm tốc độ lại đi, chúng ta vào khúc cua từ từ thôi. Cô nàng Arthur vội nói. Yên tâm đi, mình sẽ không chủ quan đâu, Tiểu Mạch Tuệ cười hắc hắc nói. Còn cái khúc cua này ấy à, nó là khúc cua cực kỳ gắt, do hai khúc cua nối liền với nhau. Chương 245, Thiên Thạch và Vết Nứt. Trong mấy phim điện ảnh bi kịch thì hay dùng một loại thủ pháp thế này để nhấn mạnh vào sắc thái bi kịch của nhân vật trong phim, ví như, khi các nhân vật trong phim vượt qua muôn vàn khó khăn, giải quyết vô số chướng ngại, rốt cuộc tìm được đường sống trong chỗ chết, bò ra từ mấy nơi như lòng đất, bẫy dập, hiện trường tai nạn. Thì thứ nghênh đón bọn họ cũng là thiên đàng thật sự, đột nhiên xuất hiện một màn đạn bắn tới như mưa, hoặc là một cây búa, một ánh dao thần bí lóe lên, thậm chí là một khối thiên thạch rơi thẳng xuống tiêu diệt thế giới, tiễn gót mấy nhân vật đáng thương này lên thiên đường miễn phí. Sau đó người xem chỉ cảm thấy hụt hẫng đủ kiểu, cảm giác mấy nhân vật này thảm quá là thảm. Lão Lữ lúc này cũng bị dán cái mác bi thảm y hệt mấy nhân vật đó. Hắn cắn răng, gắng gượng dùng nghị lực và tôn nghiêm của một người đàn ông, dùng chiêu cắt đuôi lần nữa, bẻ tay lái chạy xe qua một khúc cua hình chữ U. Lúc này, toàn thân lão Lữ rệu rã, nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo, thứ xuất hiện trước mắt ông bây giờ không phải con đường cái rộng thênh thang, mà là một khúc cua hình chữ U ở hướng ngược lại, còn đáng sợ hơn nữa. Mẹ nó, chết rồi, lão Lữ kêu thảm một tiếng. Bởi vì lần này ông chẳng còn hơi sức nào mà làm cho xe đẩy bẻ cua được nữa. Dù cho eo của ông không bị đau thì cũng không thể làm được. Tưởng xe đẩy là xe thể thao thật đấy à? Dù có độ lên cho nó chạy được với vận tốc 150 km thì nó vẫn chỉ là xe đẩy mà thôi. Đủ loại tính năng như lái xe, bẻ lái, phanh các kiểu, đều không thể so được với xe thể thao mà. Lão Lữ, đừng bỏ cuộc, ba Tống hét lên, ông hận không thể leo lên phía trước để thay cho lão Lữ. Nhưng thực tế, dù ba Tống có lên thay thì cũng chả được tích sự gì, dù kỹ thuật của ông có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là xe đẩy sắp rơi xuống núi. Lão Lữ chỉ miễn cưỡng làm động tác bẻ tay, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào. Chấm. Sau lưng, xe thể thao do ba cô nàng kia lái đang giảm tốc độ để vượt qua khúc cua thứ nhất một cách êm đẹp. Tiểu Mạch Tuệ nhìn chiếc xe máy kéo ở khúc cua thứ hai, nói với giọng điệu tiếc nuối, ai, tiếc quá, chiếc xe máy kéo kia đã qua được khúc cua thứ nhất rồi. Không sao cả, có thể chụp được ảnh của nó ở khúc cua thứ hai là rồi, cô nàng thời thượng Arthur kia nói. Sau đó, ba chiếc xe thể thao tiếp tục giảm tốc độ, chuẩn bị vượt qua khúc cua thứ hai. Đồng thời, các cô cũng mở camera hành trình lên, chuẩn bị chụp lại cảnh tượng mang tính lịch sử khi chiếc xe thần kia chạy với tốc độ hơn 100 km để vượt qua khúc cua hình chữ S nổi tiếng này từ ba góc độ khác nhau. Nhưng đúng lúc này, chiếc xe kéo thần trước mắt các cô chỉ hơi ngoảnh một cái cho có ở khúc cua thứ hai, sau đó, chiếc xe kéo thần kia lao thẳng tắp vào rào chắn bảo hộ trên đường. Dầm! Rào chắn vốn cứng rắn, nay bị chiếc máy kéo với tốc độ hơn 100 km đâm sầm vào thì lại yếu xìu chẳng khác nào đồ nhựa, bị đâm gãy ra. Máy kéo phóng cái vèo, lao xuống triền núi, sau đó lăn bình bịch xuống phía dưới. Ba cô nàng kia thấy màn này thì vội vàng phanh lại. Lốp xe thể thao cả trên mặt đường tạo thành thanh âm vô cùng chói tai, sau đó cả ba chiếc xe thể thao đều ngừng lại ở bên đường. Tiểu Mạch Tuệ ngây người. Cô nàng thời thượng Arthur kia cũng ngây người. Triệu Nhã Nhã cũng ngây người cả buổi trời, sau đó cô vội vàng chui ra khỏi xe, hoảng hốt chạy về phía máy kéo lăn xuống. Phải biết là ba Tống còn đang ở trên đó đấy. Tiểu Mạch Tuệ và Arthur cũng chạy ra khỏi xe, chạy theo ngay sau lưng Triệu Nhã Nhã. Ba cô gái chạy đến chỗ rào chắn bị vỡ, nhìn xuống phía dưới. Lúc này,
mái kéo giống như một con rùa đen, nằm chỏng chơ ở bậc ruộng thứ ba trên vách núi. Bốn bánh vẫn còn quay đều. Ba người trên xe máy kéo đều bị đè ở dưới xe. Sống chết không rõ. Dượng ơi, Dượng ơi. Triệu Nhã Nhã kêu to, đồng thời vội vàng móc điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho mẹ Tống. Đúng lúc này, giọng của ba Tống vang lên ở phía sau đầu máy kéo, khụ khụ khụ. Lão Lư ông là cái đồ chết dẫm, tôi không để yên cho ông đâu, nói một câu nghe xem nào, ông còn sống không đấy. Sau đó, chỉ thấy có hai bóng người leo ra từ trong thùng xe lật ngược kia. Một người đeo kính mắt, chính là ba Tống với khí chất văn nhân. Một người là Lữ Thiên Hữu lưng hùm vai gấu. Trên người bọn họ chỉ bị dơ một chút, nhìn qua không thấy bị thương gì. Ba không sao chứ? Lữ Thiên Hữu quát lớn. Không sao làm sao được, ôi mẹ ơi, mau đỡ ba ra đi, eo của ba đau chết đi được, ở vị trí đầu xe kéo vang lên tiếng kêu la thảm thiết của lão Lữ. Ba Tống và một vội vàng chạy tới chỗ đó. Lúc này đầu xe máy kéo cũng bị cong lên, hở ra một đoạn với thân xe. Mà lão Lữ lúc này đang nằm lọt thỏm ở trong cái khe đó. Ngoại trừ khi nãy bị chật eo ra thì lão Lữ cũng không bị xây sát gì. Bất quá mấy thứ nằm trong ngăn kéo ở bên cạnh lão Lữ đều bị đổ hết ra ngoài. Hơn nữa, mấy thùng dầu mà Tống Thư Hàng bỏ lên đều lăn lông lốc khắp nơi. Còn khối thiên thạch lớn thật lớn kia thì bị chiếc xe kia đè mạnh lên, đã bắt đầu xuất hiện kẽ nứt. Ba Tống và Lữ Thiên Hữu cùng phối hợp, kéo lão Lữ ra từ dưới chiếc xe trước. May mà không có ai bị thương. Chấm chấm. May quá, ba người chúng ta đều bình an vô sự cả, lão Lữ thấy ba người đều bình an thì ngượng ngùng cười nói. Không chết xem như ông mạng lớn, nếu như không phải ông nhất quyết lái xe kéo thì cũng không gây ra nhiều chuyện như thế, ba Tống hung hăng trừng mắt nhìn lão Lữ một cái. Lúc bọn họ nói chuyện. Ba Tống nhớ lại một đoạn ký ức mơ hồ lúc xe máy kéo lao ra khỏi đường. Ông hãy còn nhớ loáng thoáng lúc máy kéo lao ra thì hình như có thứ gì đó trên thân xe lóe lên sáng chói. Sau đó, ba Tống cảm giác mình rơi xuống mặt đất. Nhưng lạ thay, ông lại không thấy chấn động mạnh gì cả. Rõ ràng bọn họ đã rơi từ trên đường xuống tầng thứ ba trên triền núi, mỗi tầng cao chừng 5 mét, 3 tầng tức là phải 15 mét. Rơi xuống từ nơi cao như thế. Lại thêm chiếc xe máy kéo này đè lên. Nếu là bình thường thì ba người chết chắc rồi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ trên người hơi bẩn một chút ra thì bọn họ không hề bị xây sát gì cả. Dượng, Dượng ơi, Dượng có sao không? Đúng lúc này, một giọng nữ truyền tới từ con đường bên trên. Ba Tống ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Triệu Nhã Nhã đang đứng gọi ông. Lúc nãy Triệu Nhã Nhã cũng bị dọa sợ hết hồn. Nếu như không phải mấy tầng ruộng bậc thang này hơi cao thì cô đã sớm nhảy xuống bên dưới kiểm tra toàn thân cho bọn họ rồi, dù sao cô cũng học y mà. Hả, Nhã Nhã, sao cháu lại ở đây? Ba Tống hỏi ngược lại, nói xong, ánh mắt của ông liếc tới ba chiếc xe thể thao đỗ ở ven đường, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra mấy chiếc xe thể thao khi nãy chạy theo máy kéo của lão Lữ là mấy đứa Nhã Nhã à? Vậy nên ông mỉm cười vẫy tay với Triệu Nhã Nhã. Nói, mọi người không ai bị gì hết, Nhã Nhã cháu đừng có lo. Triệu Nhã Nhã lại hỏi, Dượng à, cần cháu gọi điện thoại cho cô không ạ? Đừng vội, đừng gọi vội thế. Cứ gọi cho thằng nhóc Thư Hàng trước, bảo nó mang một sợi dây thừng dài dài tới đây trước, để kéo Dượng với bác Lữ lên cái đã, ba Tống cười rồi lớn tiếng trả lời. Sau đó, ba Tống nhìn chiếc máy kéo đang nằm chỏng vó như một con rùa bị lật. Đoán chắc phải cần tới xe cần cầu to thật to mới có thể kéo được chiếc máy kéo này lên ấy chứ. Nói ra thì chiếc xe này nhất định là đã được cải tạo rồi, không biết thằng nhóc Thư Hàng kia lấy được từ chỗ nào nữa. Nếu như nó mượn từ chỗ nào đó, lỡ như hư thì phải làm sao bây giờ? Ông biết kiếm đâu ra một chiếc máy kéo chạy được với vận tốc 150 km/h trả cho người ta đây. Ba Tống dầu thúi ruột. Chấm. Thư Hàng về nhà rồi ạ. Triệu Nhã Nhã mở điện thoại lên. Lập tức gọi ngay cho Tống Thư Hàng. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Ua, chị Nhã Nhã, chị tìm em có việc gì thế? Tiếng của Tống Thư Hàng vang lên. Thư Hàng, em mau kiếm một sợi dây thường dài một chút đi, tốt nhất chọn sợi nào dài chừng 30 thước gì đó, sau đó đem tới trên Ngưu Đỉnh Sơn ở sau nhà em. Cứ đi men theo đường là gặp được chị thôi, có việc cần dùng gấp đây. Triệu Nhã Nhã nói liên thanh. Đường trên Ngưu Đỉnh Sơn Á. Chị Nhã Nhã cũng ở đây à? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì mà cần sợi dây thường dài như thế hả chị? Bác Lữ lái xe kéo chở Dượng lao xuống triền núi,
bây giờ đang mắc kẹt ở đoạn bậc thang trên triền núi, chỗ này hơi cao, bọn họ không bỏ lên được, Triệu Nhã Nhã trả lời. Gặp tai nạn rồi à? Có ai bị làm sao không? Tống Thư Hàng vội hỏi. Nhìn có vẻ như mọi người vẫn ổn, nhưng chưa kiểm tra kỹ càng, đợi kéo bọn họ lên rồi xem lại sau, Triệu Nhã Nhã nói. Em tới ngay đây, Tống Thư Hàng đáp, sau đó cúp điện thoại. Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà. Tống Thư Hàng thở dài, sau đó thân thể lướt lên. Bởi vì lo cho an uy của cha, nên tốc độ của thân pháp, quân tử vạn lý hành của hắn bất giác lại nhanh hơn một bậc. 20 phút sau, hắn đã đi tới hiện trường xảy ra vụ việc. Từ xa, hắn đã thấy ba chiếc xe thể thao đỏ, xanh, trắng dừng lại ở ven đường. Còn Triệu Nhã Nhã thì đứng sát rào chắn, nhìn về phía bác Lữ và ba Tống đang sửa sang lại đồ đạc chỗ chiếc xe bên dưới. Hai người khác thì vào trong xe tránh nóng rồi. Tống Thư Hàng bước chậm lại, dùng tốc độ chạy của người bình thường chạy về phía Triệu Nhã Nhã, gọi cô thật lớn, chị Nhã Nhã, ba em và bác Lữ đâu. Thư Hàng, rốt cuộc em cũng tới rồi, Triệu Nhã Nhã chỉ vào phần rào chắn bị đụng gãy, nói, Dượng và mọi người ở bên dưới đấy. Ủa, Thư Hàng, dây thừng đâu? Sao em lại đi tay không tới đây thế này? Lúc chị gọi điện thì em đang ở gần đây rồi, nên chạy thẳng tới luôn. Hôm nay ba em với bác Lữ có uống chút rượu, sau đó lái xe kéo ra, em lo lắng nên chạy theo phía sau, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ở trước mặt Triệu Nhã Nhã, hắn chỉ đành phải nói thật, chẳng qua là giấu chuyện thật ra mình dùng thân pháp, quân tử vạn lý hành, để chạy đến đây mà thôi. Thôi vậy, giờ chỉ còn nước gọi điện thoại cho cứu hộ, để bọn họ giúp cứu người, tiện đường kéo cả máy kéo lên mà thôi, Triệu Nhã Nhã nói. Trước ta xuống giúp họ lên đã. Chương 246, Thư Hàng, làm giấy tờ giả làm hành vi phạm pháp đấy. Người chuyên môn xử lý mấy vấn đề kiểu này mà Tống Thư Hàng đã nói chính là Tàng Thiên Câu Chu Ly, thuộc hạ của Hoàng Sơn Chân Quân. Chu Ly cũng đang đến thành phố Văn Châu để xử lý tai nạn xe mà Đậu Đậu gây ra. Cho nên, Thư Hàng có thể thuận tiện nhờ hắn xử lý chiếc xe máy kéo của mình. Tiếp theo, Thư Hàng đi tới chỗ máy kéo rơi xuống. Bên dưới, ba Tống, bác Lữ và Lữ Thiên Hữu đang sắp xếp lại mấy thùng dầu và vali đồ đạc của Tống Thư Hàng. Ba người ngồi tụm lại với nhau, không biết đang nói gì nữa. Chiếc máy kéo ở sau lưng bọn họ vẫn còn nguyên si, đây cũng là nhờ vào trận pháp gia cố thân xe của BG. Không mang theo dây thừng à, thế em định xuống dưới đấy kiểu gì? Triệu Nhã Nhã nhìn vào bậc ruộng cao hơn những 5 mét kia, cao thế này, có muốn xuống dưới cũng khó. Hơn nữa, dù có đi xuống được thì phải đưa ba người ba Tống lên kiểu gì đây? Lúc này, ba Tống ở bên dưới cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng. Ba Tống gọi vọng lên, Thư Hàng à, tới nhanh thế con. Có mang dây thừng tới không, thả xuống đi. Không có mang, lúc chị Nhã Nhã gọi đến thì con đang đi được nửa đường rồi, Tống Thư Hàng trả lời. Ba Tống cũng câm nín luôn. Thế mày còn đến đây làm gì hả? Để xem nơi ba mày lọt xe xuống núi, xong đắm đuối nhìn nhau với ba mày à? Không sao cả, con xuống dưới đưa mọi người lên, Tống Thư Hàng mỉm cười, ánh mắt đảo qua triền núi. Đừng có làm bậy, ba Tống quát to. Nhưng ông vừa mới nói xong thì Thư Hàng đã nhảy xuống. Chỉ thấy Tống Thư Hàng nhảy xuống, đưa chân dẫm lên một chỗ đất hơi đưa ra trên triền núi, mượn lực đó giảm bớt tốc độ rơi xuống. Sau đó, hắn nhảy xuống bậc ruộng đầu tiên nhanh nhẹn như một chú khỉ. Ba Tống ôm chán, cái bậc này cao hơn 5 mét, mày nhảy xuống thì làm ăn được gì hả con, lẽ nào mày cõng ba và mọi người lên được à? Không phải là con mình học nhiều quá nên ngu người rồi đấy chứ. Ôi ruột gan lại đau nữa rồi. Lúc này, trong tai nghe của Triệu Nhã Nhã truyền tới giọng của Tiểu Mạch Tuệ, Triệu Nhã Nhã này, em trai của cậu nhảy xuống rồi à? Đúng vậy, Triệu Nhã Nhã trả lời. Cô nhìn xuống phía dưới, Tống Thư Hàng đã nhảy xuống thêm lần nữa, vèo một cái, đã đáp xuống bậc thứ hai. Thư Hàng nó trở nên nhanh nhẹn linh hoạt như thế từ khi nào thế nhỉ? Triệu Nhã Nhã cảm thấy trong đầu tràn đầy nghi vấn. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa xe. Tiểu Mạch Tuệ leo ra khỏi xe, đi tới bên cạnh Triệu Nhã Nhã cùng A Thơ. Nhã Nhã, em trai của cậu trông cũng đẹp trai lắm, A Thơ tựa mình trên rào chắn, nhìn Tống Thư Hàng tay chân nhanh nhẹn, cười hì hì nói. Triệu Nhã Nhã mỉm cười, hợp mắt cậu không? Chỉ cần đẹp trai thì đều hợp mắt mình hết, mình thuộc loại thích ngoại hình mà, A Thơ nheo mắt, lại nói thêm tiếc là em trai cậu non quá. Mình không thích hẹn hò với rau non. Mình cũng thấy em trai của cậu hợp mắt mình lắm.
Tiểu Mạch Tuệ đứng bên cạnh nói theo, tiếc rằng lại là con trai, nếu như là con gái thì mình sẽ làm quen ngay. Hai người các cậu, đúng là hết thuốc chữa, Triệu Nhã Nhã liếc mắt. Hắc hắc, Tiểu Mạch Tuệ cười gian. Lúc mấy người Triệu Nhã Nhã nói chuyện, Tống Thư Hàng đã nhảy xuống tới chỗ máy kéo rơi. Ba người nhìn hắn, giờ khóc giờ cười. Tống Thư Hàng nhìn ba người bọn họ, cười nói, mọi người chuẩn bị đi, con sẽ đưa mọi người lên. Đưa kiểu gì? Lữ Thiên Hữu nghi hoặc hỏi. Vậy em đưa anh Thiên Hữu lên trước đã, anh đừng giãy mạnh nhé, Tống Thư Hàng nói. Được, Lữ Thiên Hữu đáp. Tiếp theo, Tống Thư Hàng giơ tay chộp lấy Lữ Thiên Hữu, Lữ Thiên Hữu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn khiêng lên vai. Cái gì đây? Lữ Thiên Hữu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, một gã to như bồ tượng như hắn, lại bị Tống Thư Hàng tiện tay nhấc một phát khiêng lên vai luôn. Tống Thư Hàng thuộc họ nhà Kiến hay sao mà khí lực lại lớn thế này? Còn nữa, Tống Thư Hàng chuẩn bị làm gì đây? Định khiêng hắn leo lên đấy à? Mẹ ơi, quả nhiên là thật. Chỉ thấy Tống Thư Hàng khiêng hắn trên vai, nhảy lên một cách nhẹ nhàng, nhảy lên một cách nhẹ nhàng cái quỷ gì? Anh đã gặp ai khiêng một gã như con gấu cao những 190cm mà còn có thể nhảy lên một cách nhẹ nhàng không? Anh cho rằng người trên thế giới này ai cũng là Shaquille Rason O'Neal, có thể úp bóng vào rổ khi bị một đống người đu lên người à? Nhưng Tống Thư Hàng vẫn cứ khiêng anh, nhanh chóng nhảy lên các triền núi. Lữ Thiên Hữu cảm giác tầm mắt của mình không ngừng bay lên, rồi lại bay lên. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lên được trên con đường núi. Tống Thư Hàng đặt hắn đứng xuống đất. Lên, lên rồi à? Lữ Thiên Hữu cảm giác cứng họng, không nói xong được một câu trọn vẹn nào. Không riêng gì hắn, Triệu Nhã Nhã và hai người bạn của cô đứng bên cạnh cũng kinh ngạc mở to mắt. Các cô ấy đứng ở góc độ của người xem, nên nhìn được rõ ràng hơn. Tống Thư Hàng cứ khiêng Lữ Thiên Hữu rồi nhảy vèo vèo lên tận đây. Cô thật chẳng khác nào cao thủ trong mấy bộ phim võ hiệp ngày xưa, khiêng một người mà vẫn có thể bay nhảy trên vách núi. Thư Hàng, có phải là cậu đã tham gia câu lạc bộ leo núi hay không? Lữ Thiên Hữu nở người hỏi. Câu lạc bộ leo núi à? Không có. Mọi người chờ nhé, em xuống dưới đó đưa bác Lữ với ba lên, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, nói xong thì lại nhảy xuống lần nữa. A Thơ mở to hai mắt, nói với Triệu Nhã Nhã, Nhã Nhã này, mau cho mình số điện thoại của em trai cậu đi. Triệu Nhã Nhã, lúc Tống Thư Hàng nhảy xuống lần nữa, thì lão Lữ và ba Tống đang ngồi xổm ở chỗ ghế lái của máy kéo, bươi một đống thẻ với giấy phép. Lúc ba Tống và lão Lữ nhìn thấy Tống Thư Hàng thật sự có thể khiêng Lữ Thiên Hữu leo lên triền núi thì cũng an tâm hẳn. Sau đó, hai người bọn họ ngồi ở bên cạnh xe máy kéo, tìm kỹ một lượt xem có đánh rơi gì không. Tiếp theo, bọn họ lập tức thấy được đống giấy tờ này. Lão Lữ bị chật eo nên đứng ở một bên, ba Tống thì ngồi xổm xuống gom hết mớ giấy tờ này lên, đưa cho lão Lữ cầm. Là giấy tờ xe, sao nhiều thế này? Lão Lữ cầm lấy mớ giấy tờ này. Mở ra xem xét. Mẹ ơi, không phải chứ. Trong đống giấy tờ xe này, có đủ loại kiểu dáng, nào là mấy xe thể thao của Ferrari, Maserati, Porsche, có BMW, Mercedes-Benz, Audi mỗi loại có những mấy chiếc Volkswagen này, Buick này, đủ loại. À, còn cả giấy tờ của chiếc xe máy kéo nữa. Giấy tờ của hơn 30 chiếc xe. Hơn nữa, đây cũng không phải điểm chính. Điểm chính của nó là, trên tất cả mớ giấy tờ này đều để tên Tống Thư Hàng. Lão Tống, nhà ông chuẩn bị mở showroom bán xe à? Lão Lữ tò mò hỏi. Ba Tống lắc đầu. Thế cái đống này là sao đây? Lão Lữ nhìn mớ giấy tờ xe kia, trông giống hệt như giấy tờ thật mà. Có cả mã số đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Có khi nào là giấy tờ giả không? Ba Tống nhỏ giọng hỏi. Đành chịu vậy. Chứ không thì ba Tống làm sao có thể tin mớ giấy tờ này là thật được. Hơn 30 chiếc xe đấy, hơn nữa trong số đó phần lớn đều là mấy chiếc sang trọng, có chiếc giá lên tới mấy chục triệu. Dù cho Tống Thư Hàng có may mắn chúng độc đắc hơn mấy trăm triệu cũng không mua nổi bấy nhiêu xe được. Nếu ai mà bảo, biết đâu Tống Thư Hàng tự mình kiếm tiền mua xe thì sao? Ba Tống nhất định sẽ tát cho một cái, đang nằm mơ đấy phỏng. Tống Thư Hàng có phải là máy in tiền đâu? Ngẫm kỹ thì chỉ có khả năng giấy tờ giả là lớn nhất thôi, lão Lữ đáp, nhưng ông không dám nói chắc nịch, bởi vì chiếc máy kéo đang lật ngửa ở bên cạnh ông có thể chạy được với vận tốc 150 km/h đây. Biết đâu thằng nhóc Tống Thư Hàng kia thật sự có bản lĩnh gì đấy thì sao? Ba,
Bác Lữ, hai người đang làm gì thế? Chuẩn bị đi ạ, xem ai lên trước. Lúc này, Tống Thư Hàng đi tới chỗ bọn họ. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được đống giấy tờ trong tay ba Tống và bác Lữ. Phiền to rồi, lúc trước quên cất mớ giấy tờ này đi. Tống Thư Hàng dùng sức xoa huyệt thái dương, phải giải thích với ba thế nào bây giờ? Giải thích một ba, thật ra mớ xe này là của một người bạn của con. Nhưng lúc ấy anh ta chưa có thẻ căn cước, nên mới mua dưới tên con đấy. Đây là mấy lời nói thật lòng. Nhưng, nếu ngươi là ba Tống thì ngươi có tin nổi không? Giải thích hai, ba, con của ba kiếm được một món hời lớn, nên mới mua một chiếc xe xịn, sau đó con thấy một chiếc xe xịn thì không đủ, nên mua một đống về để dành lái chơi. Đây là nói dối, nhưng bảo đảm ba Tống cũng không tin. Lỡ như ba Tống tin thật, khẳng định cũng sẽ đánh chết Tống Thư Hàng. Kiếm được tiền xong lại lấy đi mua xe hết à? Mày điên hả con? Trong lúc Tống Thư Hàng đang xoắn xít phụ này, ba Tống lại mở miệng nói trước. Ông nói vô cùng thấm thía chân thành, Thư Hàng à, nghe ba khuyên đi. Làm giấy tờ giả, là hành vi phạm pháp đấy. Sẽ ngồi tù đấy. Tống Thư Hàng. Giấy tờ giả. À ừ, cái cớ này cũng hay lắm. Hai mắt của hắn sáng lên, cười ha ha, đáp ha ha ha, ba à, thật ra cái này không thể xem là giấy tờ giả được đâu. Đây là đạo cụ đấy. Đạo cụ đóng phim ạ. Vì học kỳ này học tương đối nhẹ, nên con tham gia một câu lạc bộ điện ảnh ở trường. Bây giờ nghỉ hè nên bọn con viết một kịch bản, định tự quay một bộ phim ngắn, như kiểu phim hài trên mạng ấy ạ. Con phải diễn vai một nhân vật nhà giàu, số giấy tờ này đều là đạo cụ mà thành viên câu lạc bộ chuẩn bị cho con đấy. Đạo cụ à, hóa ra là thế, ba Tống và lão Lữ đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Tuy rằng các ông cảm thấy đáp án này cứ gượng gạo kiểu gì ấy, nhưng trước mắt thì nó xem như là đáp án có vẻ thực tế nhất. Ha ha ha, Thư Hàng. Chờ phim quay xong thì nhất định phải để cho ba xem trước đấy nhé. Ba Tống vui vẻ vỗ vai con trai. Vâng ạ, nhất định rồi. Tống Thư Hàng cười khan nói. Nhưng dù là đạo cụ thì các cháu cũng không thể làm giống thật như thế được, dễ bị bắt lắm đấy. Sau này chú ý một chút nhé, ba Tống lại nói thêm. Vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ nói lại với thành viên tổ đạo cụ, Tống Thư Hàng cố gắng giữ vững nụ cười. Ba Tống gật đầu ra chiều vừa ý. Đột nhiên, ông chợt nhớ tới cái gì đó, hai mắt sáng lên, hỏi, đúng rồi. Thư Hàng này, bộ phim này của con có thể quay xong trước cuối năm nay không? Con nghĩ thử xem, nếu như ngày Tết, nhà chúng ta bày tiệc mời họ hàng thân thích đến chơi, ba chiếu bộ phim mà con đóng cho mọi người xem thì chắc là thú vị lắm đấy. Cái tật xấu thích khoe khoang của ba Tống lại tái phát nữa rồi. À, Tống Thư Hàng há hốc mồm, quay xong trước Tết á? Chết dở rồi. Ban nãy mình toàn bịa chuyện thôi mà, biết tìm đâu ra một đoàn làm phim để mà quay ra bộ phim đó bây giờ. Chương 247, Thiên Thạch, Bùm. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Thư Hàng, ba Tống nghi hoặc hỏi, không quay xong kịp trước Tết à? Thế các con cần bao lâu? Đúng rồi, định quay kiểu gì thế? Là quay phim hài như kiểu chiếu trên mạng đấy à? Khụ, không phải ạ, Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, ba cứ yên tâm đi, có thể làm xong trước Tết. Chắc chắn sẽ làm xong. Mặc kệ thế nào, trước năm mới hắn nhất định phải làm xong bộ phim ngắn đó mới được. Hơn nữa, hắn nhất định phải vào vai nhân vật thổ hào kia mới được. Kiểu dầu nứt đố đổ vách cho tiền bâu ơ cũng mấy chục vạn, siêu xe có mấy trăm chiếc ấy. Đúng là con người thì không nên nói dối, mà đã lỡ nói dối rồi thì phải trả giá rất đắt. Để về nhà hỏi xem trong nhóm Cửu Châu số 1 vạn năng có bị tiền bối bảo đầu tư sản xuất ngành điện ảnh hay không. Theo như những gì Tống Thư Hàng hiểu về các tiền bối trong nhóm, thì thế lực của các tiền bối đã vươn tới mọi ngành nghề trên thế giới này rồi, thậm chí còn có người đầu tư máy thăm dò sao hỏa nữa mà. Nói không chừng thật sự sẽ có vị tiền bối nào đó mở công ty điện ảnh, đến lúc đó hắn có thể mặt dày mày dạn xin tiền bối giúp hắn làm một bộ phim ngắn. Hắn có thể đóng vai thổ hào miễn phí không oán không hận, sai gì làm nấy, cũng không cần nhận lương. Trên đường núi, Triệu Nhã Nhã dựa vào lan can. Chỗ cô đứng thuận chiều gió, nên vừa vặn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bác Lã, ba Tống và Tống Thư Hàng. Đang nói dối à, Triệu Nhã Nhã lẩm bẩm, dù cách khá xa, nhưng chỉ cần cô nhìn những động tác thân thể cực nhỏ của Tống Thư Hàng, là có thể đoán ra ngay hắn đang nói dối. Cho dù là giấy phép lái xe hay là bộ phim kia, thì đều là nói dối. Tống Thư Hàng chia ra hai lần đưa ba Tống và bác Lữ lên đường núi, lại xách vali của mình lên cùng.
Triệu Nhã Nhã giúp ba người kiểm tra thân thể sơ qua, ngoại trừ bác Lữ bị chật eo ra thì những người còn lại không thấy có tình trạng khác thường nào. Sau đó, cô nói với ba Tống, Dượng, con và bạn đưa mọi người về nhà trước nhé. Nhưng chắc là phải đi hai lượt mới được. Ba người các cô chạy xe thể thao hai chỗ, một chuyến chỉ chở được ba người. Chị Nhã Nhã, các chị đưa ba em và bác Lữ về nhà trước đi, sau đó chị hãy quay lại đón em, Tống Thư Hằng cười nói, đúng lúc em cũng phải báo tin cho bạn em cái đã, để anh ta giúp đỡ, kéo chiếc máy kéo bên dưới lên đây. Được, em chờ ở chỗ này, chị sẽ quay lại đón em ngay, Triệu Nhã Nhã gật đầu nói. Ba người ba Tống lên xe của nhóm Triệu Nhã Nhã, chiếc vali to của Tống Thư Hằng cũng đưa cho Triệu Nhã Nhã mang về nhà trước. Đợi sau khi nhóm Triệu Nhã Nhã đã đi xa, Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó, hắn lại nhảy đến chỗ máy kéo. Trên máy kéo còn dán phù văn trận pháp của Bạch Tôn Giả, mấy tờ phù văn này ngoại trừ tờ giúp gia cố thân xe ra thì cứ xé những tờ còn lại xuống trước cho an toàn. Ngoài ra sau thùng xe còn có một khối thiên thạch lớn nữa. Lần này không có người bên ngoài đứng nhìn, Tống Thư Hằng vận dụng thân pháp, quân tử vạn lý hành, xuống hai cái đến chỗ máy kéo. Tống Thư Hằng nghĩ thầm, chuyển máy kéo đi trước đã. Móc lửng. Tiện tay, hắn giơ tay cầm máy kéo. Hây, hắn khẽ quát một tiếng, khí huyết chi lực ở trong tâm khiếu và nhãn khiếu bốc lên, công pháp phụ trợ, bất động kim cương thân, tự động vận chuyển, khiến bên ngoài thân thể hắn hiện lên một tầng màu vàng nhạt. Ngay sau đó, hai tay Tống Thư Hằng dùng sức, nhấc mạnh lên. Ban đầu chiếc máy kéo bị lật ngửa như con rùa, nay dễ dàng bị lật lại như cũ. Đây cũng là vì trên thân chiếc máy kéo này có trận pháp giúp giảm bớt trọng lực của Bạch Tôn Giả giúp đỡ. Sau đó, hắn dùng sức, âm thầm vận chuyển, kim cương bản bản quyền pháp, dùng lực của khiếu huyệt. Chiếc máy kéo bị lật lại, lúc đặt xuống phát ra tiếng vang ầm ầm thật lớn. Ngoại trừ việc bị cháy chút dầu ra thì chiếc xe kéo này không bị gì cả. Nhưng khối thiên thạch trên mặt đất này, không biết có phải vì rơi từ trên cao xuống không, hay là vì sức nặng của thân xe máy kéo đè lên nó. Mà vỏ ngoài của nó đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tống Thư Hằng tò mò ngồi xuống bên cạnh thiên thạch, lạ thật, sao khối thiên thạch này lại yếu như thế nhỉ? Vì lúc lần đầu tiên thấy thì khối thiên thạch này đang đè theo vân vụ đạo trưởng của không không đạo môn, nện hắn rớt xuống từ trên không trung, sau cùng còn tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Nếu như khối thiên thạch này thật sự dễ vỡ như vậy, thì lúc trước khi nó đập vân vụ đạo trưởng rơi xuống đất thì đã sớm vỡ vụn luôn rồi mới đúng chứ? Ngoài ra, Tống Thư Hằng nhớ rõ lúc đầu khi mình chuyển khối thiên thạch này, hình như hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tôn Giả từ trên thiên thạch thì phải. Rốt cuộc khối thiên thạch này có lai lịch thế nào đây? Vì vậy Tống Thư Hằng đến gần khối thiên thạch này, cẩn thận đánh giá. Nếu nhìn kỹ, hai phía trên dưới của khối thiên thạch này khá bằng phẳng, giống như bị cắt ngang thì phải, Tống Thư Hằng nghĩ thầm. Mặt dưới hình như còn có khí tức của vân vụ đạo trưởng. Xem ra lúc vân vụ đạo trường gặp phải khối thiên thạch này, đã cố gắng dùng kiếm chém vỡ thiên thạch, sau đó để lại một đường cắt trên thiên thạch. Mà mặt bên trên, nếu cảm ứng cẩn thận thì có thể cảm giác được khí tức của Bạch Tôn Giả. Nhưng tại sao trên thiên thạch lại có khí tức của Bạch Tiền Bối? Tống Thư Hằng thầm nghĩ, liệu có phải là do mấy thanh, phi kiếm dùng một lần, do Bạch Tiền Bối bắn lên không gian không nhỉ? Đặc biệt là gần đây, Tiền Bối đã bắn không ít. Phi kiếm dùng một lần, lên không trung. Nếu là những phi kiếm dùng một lần kia bắn trúng thiên thạch, chém vỡ thiên thạch, thì đúng là sẽ lưu lại những vết chém như vậy. Ngón tay của Tống Thư Hằng miết nhẹ lên vết nứt trên thiên thạch, dùng tinh thần lực cảm ứng khí tức ở bên trong. Hóa ra là thế, bây giờ thì hắn đã hiểu. Từ giữa vết nứt của thiên thạch còn có thể cảm nhận được vết tích kiếm khí của Bạch Tiền Bối và kiếm khí của vân vụ đạo trưởng va chạm để lại. Hai kiếm khí tiến hành giao phong qua vật trung gian là tảng thiên thạch này, nên đã phá hủy phần lớn cấu tạo bên trong thiên thạch. Cho nên, lúc đó Tống Thư Hằng đưa thiên thạch lên xe mới cảm thấy thiên thạch, nhẹ, đến lạ lùng. Đó là vì khối thiên thạch này, bề ngoài tô son nạm ngọc, bên trong mục nát chỉ còn cái vỏ mà thôi. Sau đó, lại trải qua sự kiện lật máy kéo, rốt cục khiến cho vết nứt bên trong lan ra bên ngoài. Lại nói. Sau khi hai đạo kiếm khí kia giao nhau thì bên trong khối thiên thạch này sẽ thế nào nhỉ? Tống Thư Hằng đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò. Dù sao thiên thạch cũng đã nứt ra mất rồi, hay là đánh vỡ nó ra nhìn thử xem sao nhỉ? Muốn thì phải làm ngay. Khí huyết trong tâm khiếu, nhãn khiếu của Tống Thư Hằng bộc phát, tụ lại ở trên nắm đấm.
quyền pháp căn bản một, hắn quát khẽ, nắm đấm tay phải tương một cú thật mạnh vào thiên thạch. Rắc rắc, lớp vỏ bên ngoài của thiên thạch nhanh chóng vỡ vụn, bong ra thành từng mảnh từng mảnh. Lúc sắp nhìn thấy bộ dạng ở bên trong thiên thạch thì trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên dâng lên dự cảm bất thường. Hắn nhanh chóng thọt vào túi áo, cầm tờ giáp phù cuối cùng để phòng hờ. Oanh! Lúc này, vỏ ngoài vỡ vụn lộ ra khoảng 1/3 ở bên trong, nhưng đột nhiên, thiên thạch lại nổ tung. Chương 248, sau đó, quất một phát cho sướng đi. Vì cái quần gì mà lại nổ thế này, xúi quẩy quá đi mất. Tống Thư Hàng cảm thán, dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt giáp phù trong tay, đau lòng muốn chết. Đây là tờ giáp phù cuối cùng rồi. Dùng xong rồi thì chẳng khác nào trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, hắn sẽ thiếu đi một thủ đoạn giữ mạng. Sau khi kích hoạt giáp phù, thì năng lượng ẩn chứa bên trong bảo phù nhanh chóng chuyển thành phòng ngự, bao phủ trên người Tống Thư Hàng, tạo thành tấm bảo vệ không có góc chết. Lúc phần lõi của thiên thạch phát nổ thì bên trong có một ngọn lửa với nhiệt độ cực cao phun ra, bao phủ toàn bộ Tống Thư Hàng. Hơn nữa, vụ nổ mạnh còn kèm theo vô số mảnh vỡ thiên thạch nho nhỏ, bắn vào người Tống Thư Hàng như mưa đạn. Đinh đinh đang đang, ánh sáng tầng phòng ngự của giáp phù lay động liên tục, bên trên thậm chí còn bị bắn tạo thành vô số gợn sóng như vòng xoáy nước. Tống Thư Hàng biến sắc, dưới chân phát lực, nhanh chóng rời khỏi trung tâm vụ nổ, tuy lớp phòng ngự của giáp phù đủ để ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ tam phẩm đổ xuống, nhưng lại bị bắn cho chống đỡ không xong. Bởi vì uy lực của những mảnh nhỏ bắn ra từ vụ nổ này đều gần bằng với một đòn tấn công của một tu sĩ tam phẩm bình thường. Tống Thư Hàng thầm nuốt nước bọt. May mà mình đánh vỡ khối thiên thạch này ra ở trên chỗ sườn núi vắng vẻ, nếu như mở ngay ở trong nhà thì chắc là ba Tống chỉ có thể ôm mặt khóc giống trong toilet, chuẩn bị xây nhà mới mà thôi. Những mảnh vụn thiên thạch mang theo lửa đốt bay ra vèo vèo, trong đó có rất nhiều thiên thạch bắn tới bên cạnh máy kéo. Mà lúc này, trận pháp gia cố thân xe máy kéo Bạch Tôn Giả đã thêm vào, vì lăn qua lăn lại liên tục, rốt cuộc tiêu hao hết linh lực. Thân máy kéo lập tức bị mảnh vỡ thiên thạch bắn thành cái rổ. Đồng thời, ngọn lửa cực nóng bọc ngoài thiên thạch cũng đốt cháy máy kéo. Oanh một tiếng, chiếc máy kéo ngầu lòi chạy được với tốc độ 150 km/h kia, sau khi trải qua tất cả những kinh nghiệm mà các chiếc máy kéo khác cả đời cũng khó có thể nếm thử, rốt cuộc oanh oanh liệt liệt kết thúc cuộc sống tạm bỡ ngắn ngủi của mình. Hơn nữa, dù đã tèo, nhưng nó vẫn cống hiến tất cả năng lượng còn lại của bản thân để tỏa nhiệt và phát sáng lần cuối cùng. Nổ mạnh liên hoàn luôn. Cần phải kích thích như thế không? Tống Thư Hàng cười khổ, đồng thời dưới chân vận chuyển thân pháp, quân tử vạn lý hành, tới cực hạn, thừa dịp giáp phù trên người vẫn chưa bị phá, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi hiện trường nổ máy kéo. Một lúc lâu sau, dư âm của vụ nổ rốt cuộc cũng đã giảm bớt. Tống Thư Hàng kiểm tra giáp phù trên người, uy lực chỉ còn lại có một tầng mỏng. Thật đáng sợ, nếu không có giáp phù, mình không chết cũng mất nửa cái mạng rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau khi xác định vụ nổ đã kết thúc, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy về hiện trường. Vị trí đặt thiên thạch khi nãy nay chỉ còn lại một cái hố to thật sâu. Máy kéo đã bị vụ nổ tung khiến cho bị biến dạng hoàn toàn, chỉ còn lại một đống sắt vụn đen thui. Mấy tờ giấy A4 vẽ trận pháp của Bạch Tôn Giả dán lên trên máy kéo vì tiêu hao hết linh lực nên biến thành một tờ giấy bình thường, đã bị thiêu rụi hoàn toàn bên trong ngọn lửa. Cha cha, thế này thì không cần phải làm phiền Chu Ly sư huynh nữa rồi. Nổ thành như vậy, chiếc máy kéo này hoàn toàn thành phế rồi, tẹo nữa bỏ tiền thuê người đến xử lý xác xe là được. Sau đó, Tống Thư Hàng đến chỗ cái hố thiên thạch nổ kia. Tại sao đột nhiên thiên thạch lại phát nổ nhỉ? Dù kiếm khí của Bạch Tôn Giả và kiếm khí của Vân Vũ đạo nhân đánh nhau chết sống trong thiên thạch thì cũng không thể làm thiên thạch biến thành quả bom chứ. Trừ khi, bên trong thiên thạch còn có vật gì đó đã bị kích hoạt. Sinh ra phản ứng với kiếm khí, nên mới gây ra vụ nổ lần này. Ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn vào bên trong hố, quả nhiên nhìn thấy một món đồ. Đó là một khối bảo thạch to cỡ nắm tay, màu đen tuyền nhưng óng ánh như kim cương. Trong vụ nổ thiên thạch dữ dội ban nãy, khối bảo thạch to bằng nắm tay này không bị nổ, vẫn còn ở giữa hố. Quả nhiên là có thứ gì đó, hắn nhẹ nhàng nhảy vào trong hố, sau đó cẩn thận vươn tay dò xét khối bảo thạch này. Có một trận khí tức lạnh lẽo truyền vào trong lòng bàn tay. Trận nổ mạnh khi nãy cũng không thể khiến cho khối bảo thạch này nóng lên chút nào. Chẳng trách lúc trước, khi khối thiên thạch này đập trúng người Vân Vũ đạo trưởng còn bốc lửa lên ngùn ngụt, nhưng khi mình đi qua muốn rời khối thiên thạch thì ngọn lửa lại nhanh chóng tắt ngấm,
nhiệt độ của khối thiên thạch cũng biến thành lạnh lẽo. Hóa ra là vì viên đá màu đen này, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Thứ này, nhất định là bảo bối. Hoặc nói không chừng chính là kỳ thạch ngộ đạo thạch mà Bạch Tôn Giả đã nói mấy hôm trước. Lúc này, cách chỗ thiên thạch nổ khoảng 1000 mét, có một bóng dáng mờ ảo đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn phía này. Thân ảnh có mái tóc dài màu xanh, buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu. Cô mặc bộ sườn xám màu xanh, tôn lên vóc dáng vừa yểu điệu vừa nóng bỏng của mình. Cô tên là Thông Nương, là một gốc hành thành tinh có đạo hạnh 300 năm. Đạo hạnh 300 năm rồi đấy, có sợ chưa? Nhưng mà, nói về những việc đã trải qua trong 300 năm này, Thông Nương sẽ bất giác rơi lệ đầy mặt. 300 năm trước, cô vốn là một gốc hành mọc hoang nhỏ bé rất đỗi bình thường, may mắn cắm rễ ở nơi có linh tuyền. Bỗng nhiên một ngày nọ, cô hóa thành một cọng hành tinh. Thật ra, cô cũng không biết, vì sao bản thân lại thành tinh nữa. Nhưng mà, thành tinh thì cũng thành tinh rồi, làm một gốc hành tinh đáng yêu, cô sẽ sống thật hạnh phúc. Nói được thì làm được, cô cứ vui vẻ sống chẳng lo chẳng nghĩ trong rừng già núi sâu như thế mấy chục năm. Cho đến một ngày, có một tổ chức yêu quái tên là Yêu Quái Toàn Thế Giới chung tay trở thành người một nhà, tới tìm cô, cũng đặt cái tên Thông Nương này cho cô. Sau đó, tổ chức yêu quái này còn dạy Thông Nương một bộ tuyệt kỹ tên gọi, 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể mạnh mẽ sống sót. 200 bản lĩnh đó, đủ loại khiến cho người ta nhìn vào mà hoa mắt. Trong đó có thuật ăn cắp thần thánh, làm sao để có thể thuận lợi lập nhóm chấn lột tu sĩ nhân loại, 500 cách đầu hành khi đánh không lại tu sĩ nhân loại, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu tinh xinh đẹp. Còn có, nữ yêu phải làm sao để thành công biến thành bồ nhí của nam chủ nhân, cộng với 13 chiêu cung đấu cùng đạo lữ của nam chủ nhân, nam yêu phải làm kiểu gì để nữ chủ nhân thích, 72 cách thành công đá bay đạo lữ của nữ chủ nhân. Nghĩ tới 200 bản lĩnh này, Thông Nương thật sự muốn khóc luôn, nhưng năm đó cô quá khờ dại, nên thật sự nghĩ rằng 200 bản lĩnh này là tuyệt kỹ lợi hại lắm, nên học nó khá nghiêm túc. Cho đến một ngày, Thông Nương cảm thấy mình đã học thành tài nên lập tức xuống núi, đi tìm tu sĩ nhân loại để xem thử hiệu quả của 200 bản lĩnh này thế nào. 300 năm trước, bầu không khí của tu chân giới ở Hoa Hạ có chút kỳ lạ, đa số tu sĩ nhân loại đều che giấu tung tích, rất khó nhìn thấy bọn họ ở phàm thế. Hình như tu chân của nhân loại đã xảy ra biến hóa gì đó khá lớn thì phải. Nhưng Thông Nương không từ bỏ, cô vẫn luôn luôn tìm kiếm. Công sức không phụ lòng người. Cuối cùng có một ngày, Thông Nương tìm được một tu sĩ Phật môn. Đó là một hòa thượng rất tuấn tú, pháp danh là Cửu Đăng. Y có dáng người cao gầy, mắt to mày rậm, đầu chọc bóng lưỡng. Thật vất vả lắm mới gặp được tu sĩ nhân loại, Thông Nương rất vui vẻ. Vì vậy, cô bắt đầu thi triển toàn bộ sở học cả đời của mình với Cửu Đăng Hòa Thượng. Chúng ta miêu tả quá trình lúc đó ngắn gọn một chút. Đầu tiên Thông Nương thi triển thành công kỹ năng thuật ăn cắp thần thánh với Cửu Đăng Hòa Thượng, thu được một quyền công pháp sư tử hống của Phật môn. Sau khi Cửu Đăng Hòa Thượng bị tấn công, thì lập tức tiến hành phản công lại ngay, dùng đủ loại tuyệt học của Phật môn, những tuyệt học đó Thông Nương chưa từng thấy bao giờ, uy lực cực lớn. Thông Nương kinh hãi, bắt đầu sử dụng kỹ năng. Làm sao để có thể thuận lợi lập nhóm chấn lột tu sĩ nhân loại. Nhưng kỹ năng này thi triển thất bại vì không có đồng đội. Thông Nương sợ hãi, cô lập tức dùng loại kỹ năng khác là 500 cách đầu hành khi đánh không lại tu sĩ nhân loại. Kỹ năng này thi triển thành công được một nửa. Vì sao nói là thành công một nửa ấy à? Vì Cửu Đăng Hòa Thượng đã đồng ý với yêu cầu đầu hàng của cô, nhưng đòi mang cô về chùa, trấn áp 500 năm. 500 năm đấy. Cô chỉ là một cọng hành tinh nhỏ, sau khi bị trấn áp 500 năm chắc chắn thành hành khô ngay. Đến lúc đó sao có thể vui vẻ chạy chơi khắp nơi được nữa, không được, không được. Vì vậy, Thông Nương lại vùng lên phản kháng lần nữa, thi triển tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu tinh xinh đẹp. Sau khi thi triển kỹ năng này, quả thật thành công trước nay chưa từng có. Thành công đến mức độ nào ấy à? Bây giờ Thông Nương nhớ lại, không biết phải dùng từ ngữ nào miêu tả hiệu quả của kỹ năng này nữa. Nói một câu ngắn gọn, miễn cưỡng có thể quy lại thành một câu thế này, Cửu Đăng Hòa Thượng được một phát thăng hoa. Ngày tiếp theo sau khi thi triển kỹ năng, Thông Nương mặt mày đần thối ra, ngơ ngác ngồi dưới đất, cứ cảm thấy kỹ năng hôm qua có vấn đề. Cửu Đăng Hòa Thượng cũng ngu người y chang, ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài liên tục. Theo bần tăng về chùa, cuối cùng Cửu Đăng Hòa Thượng nói một câu như vậy. Tiếp theo đó, Thông Nương ngây thơ bị Cửu Đăng Hòa Thượng giải về một ngôi chùa.
bị nhốt vào trong một Phật tháp. Còn Cửu Đăng Hòa Thượng về sau cũng không xuất hiện nữa. Trong Hưởng Năm bị giam ở Phật tháp, ngoại trừ việc thông nương không được tự do ra thì cũng không có gì khó chịu hết. Ngày thường, chỉ có vài tiểu sa di đến, đưa đồ ăn thức uống cho thông nương. Cũng thường có tiểu sa di tới niệm kinh Phật cho thông nương. Đồng thời, còn có một vị lão tăng đến, dạy cô cách tu luyện của tu sĩ Phật môn. Và dạy cô các kiến thức cơ bản của tu chân giới, cùng một số việc của tu chân giới. Những kiến thức cơ bản đó khiến thông nương ý thức được 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót mà mình tu luyện năm đó lừa người cỡ nào. Thông nương bắt đầu chăm chỉ tu luyện công pháp Phật môn, nguyện vọng của cô là sớm ngày luyện thành thần công, sau đó, nhất định phải tìm thấy Cửu Đăng Hòa Thượng, cho y một lần thăng hoa. Đáng tiếc, có lẽ trời sinh bát tự của thông nương không hợp với Phật môn. Tốc độ tu luyện công pháp của Phật môn của cô, thật sự không dám nhắc đến. Đã qua 300 năm rồi mà cô còn chưa đột phá nổi cảnh giới dược phàm nhất phẩm, chỉ vừa mới mở được có tâm khiếu, nhãn khiếu và tị khiếu. Chia đều ra mỗi 100 năm mới mở được một khiếu. Thông nương bị nhốt sắp phát điên tới nơi. Cũng vào một năm trước, thông nương được một lão hòa thượng thả ra khỏi Phật tháp. Sau đó, cô bắt đầu đi du ngoạn khắp Hoa Hạ, còn nỗ lực tìm kiếm cho mình cách thăng cấp cảnh giới của mình. Cô có một mục tiêu lớn chính là phải luyện thành thần công. Chương 249, không ngờ ngươi lại bắt ta ra chiêu này. Thân là một gốc hành tinh 300 năm, trời sinh cô đã nhạy cảm đối với các loại bảo vật, còn hơn cả tu sĩ loài người. Vì vậy, cô lập tức chạy vội tới nơi xảy ra vụ nổ. Mặc dù tu vi của cô còn thấp, nhưng ít ra cô cũng là một yêu tinh đã sống 300 năm, nên tốc độ cũng không hề chậm. Rất nhanh, cô đã đến gần nơi xảy ra vụ nổ. Chỉ thấy ở giữa vụ nổ có một tu sĩ nhân loại thoạt nhìn hãy còn rất trẻ, trên tay đang cầm một hòn đá đen thui. Trên người vị tu sĩ trẻ tuổi này còn có một tầng phòng ngự mỏng. Tu sĩ loài người ư, hành tinh ngay lập tức dừng bước lại, đứng nép kỹ sang một bên. Sau sự kiện Cửu Đăng Hòa Thượng, cô cũng sinh ra lòng sợ hãi theo bản năng đối với tu sĩ nhân loại. Tống Thư Hằng cầm hòn đá đen kia, cơ thể tự dưng sinh ra biến hóa ngay. Trong nháy mắt khi hắn vừa chạm tay vào viên đá đen kia, thì lập tức có một cỗ lực lượng kỳ lạ ùa vào trong cơ thể hắn từ trong viên đá đen đó. Cổ lực lượng này không phải khí huyết chi lực, không phải chân khí, không phải linh lực, cũng không phải lực lượng thuộc về tu chân, nhưng lại có thể tạo thành ảnh hưởng với tu sĩ. Trong một tháng nay, nhờ ở cạnh Bạch Tôn Giả mà Tống Thư Hàng ăn ké được không ít vận may và kỳ ngộ. Khiếu thứ ba là tị khiếu của hắn vốn dĩ tích lũy gần như đủ rồi. Chỉ còn thiếu một cơ hội để đột phá mà thôi. Cổ lực lượng không thuộc về tu chân ở trong hắc bảo thạch này tuôn ào ào vào trong cơ thể hắn, trực tiếp ảnh hưởng đến cánh cửa khiếu huyệt của hắn. Tiếp theo, cổ lực lượng này bắt đầu phá vỡ bình cảnh của tị khiếu. Bình cảnh tị khiếu của tu sĩ có thể coi như một cánh cửa sắt thật dày, tu sĩ cần phải không ngừng tích lũy khí huyết chi lực ở trong khiếu huyệt, khi khí lực tràn đầy thì nương vào khí huyết chi lực cưỡng chế phá tan cánh cửa này. Mà bây giờ, nhờ vào cổ lực lượng kỳ quài của hòn đá màu đen này, cánh cửa sắt dày vốn là bình cảnh đang bị làm cho suy yếu dần dần, biến nó từ cánh cửa sắt thành cửa gỗ. Và cuối cùng nó thậm chí đã trở thành một cánh cửa giấy. Là cánh cửa giấy mà chỉ cần đụng nhẹ là có thể phá vỡ được. Phải tận dụng thời cơ, bằng không khó mà có lại được nữa. Tống Thư Hàng lấy một viên khí huyết đan mà mình luôn mang theo bên người ra, bỏ vào trong miệng nuốt. Sau đó, hắn đứng ở trên triền núi. Bắt đầu di chuyển múa may. Dùng thân pháp quân tử vạn lý hành, phối hợp với kim cương căn bản quyền pháp, rồi lại dùng bất động kim cương thân trợ giúp, mượn việc tu luyện để điều chỉnh khí huyết chi lực trong cơ thể của mình. Sau đó, không ngừng rót hết khí huyết dư thừa vào bên trong tị khiếu. Khi linh quỷ bên trong tâm khiếu cảm ứng được việc Tống Thư Hàng đang làm, thì chủ động dâng lên một đạo khí huyết chi lực tinh thuần, rót vào bên trong tị khiếu của Tống Thư Hàng, góp thêm một phần sức để trùng phá khiếu huyệt. Sau khi thi triển hoàn tất ba lượt kim cương căn bản quyền pháp xong, khí huyết chi lực trong tị khiếu cũng đã tích đủ, bắt đầu tràn đầy. Bình cảnh khiếu huyệt vốn rất khó đột phá, lúc này lại bị hắn phá tan một cách dễ dàng. Khiếu huyệt thứ ba, tị khiếu, mở. Một đạo khí tức mát lạnh bị Tống Thư Hàng hít vào mũi. Sau khi khiếu huyệt đầu tiên của tu sĩ là tâm khiếu được mở ra thì chính thức hoàn thành cơ bản, bước vào hàng ngũ tu sĩ. Khi khiếu huyệt thứ hai là nhãn khiếu mở ra thì có thể gia tăng nhãn lực của tu sĩ, thị giác tăng cao.
mà sau khi tị khiếu được mở ra thì cũng có thể gia tăng khứu giác của tu sĩ lên rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi thị giác được tăng cường sẽ có rất nhiều lợi ích. Sau khi khứu giác được tăng cường thì sẽ có rất nhiều điều phiền toái. Ít nhất thì trước khi thực lực tu sĩ đạt đến cảnh giới tam phẩm, đều không thể tự do điều khiển khứu giác của mình. Lúc này, nếu lỡ như có một viên ác xú hoàn rơi xuống bên cạnh Tống Thư Hằng thì mùi vị tanh hôi kia sẽ được tăng cường lên gấp trăm, gấp ngàn, thậm chí là gấp vạn lần. Đủ để Tống Thư Hằng ngất đi ngay lập tức vì mùi hôi thối đó. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lợi ích khác, ngoại trừ khứu giác được tăng cường ra. Một khi tị khiếu được mở, thì mỗi lần tu sĩ hít thở đều sẽ hút linh khí phân tán trong thiên địa vào cơ thể mình, biến một phần thành khí huyết chi lực dồn vào trong tị khiếu, một phần hợp nhất với thân thể, gia tăng sức mạnh thân thể của mình. Có nghĩa là, sau khi tị khiếu mở ra, mỗi lần hít thở thì đều là đang tu luyện. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là lần này Tống Thư Hằng không có thức tỉnh thiên phú tị khiếu. Nhưng không sao cả, vẫn còn hai khiếu là khẩu và nhĩ cơ mà, vẫn còn cơ hội có thêm được một năng lực thiên phú khác. Mở mắt ra, Tống Thư Hằng tham lam hít hà, muốn hít thêm được nhiều linh khí trong trời đất hơn nữa. Một khắc sau, ôi, thối quá, Tống Thư Hằng nôn khan, thứ hắn hít vào trong mũi còn xen lẫn mùi cháy khét phát ra từ vụ nổ của xe máy kéo nữa. Lúc này, hắn cảm giác giống như mình đang kề mũi sát nơi phát ra mùi cháy khét để hít một hơi thật sâu vậy. Tị khiếu được đả thông mang lại nhiều lợi ích nhưng sự bất tiện cũng chẳng ít. Tống Thư Hằng thở dài một hơi. Hắn thử ước lượng viên đá màu đen trong tay mình. Lúc này hắn đã có thể khẳng định, khối đá màu đen này chắc chắn chính là thiên ngoại dị thạch ngộ đạo thạch mà Bạch Tiền Bối và Hoàng Sơn Chân Quân từng nhắc tới. Chỉ cần đứng ở bên cạnh của viên đá này là có thể cảm giác được bình cảnh của khiếu huyệt trong cơ thể biến thành dễ dàng phá giải. Không chỉ như thế, chỉ cần nhìn qua tảng đá kia thôi là Tống Thư Hằng phát hiện trong đầu mình lập tức xuất hiện một số tin tức vụn vặt. Những tin tức này, hắn khó mà dùng lời nói để diễn đạt được chúng, đây là một loại thể ngộ. Sau khi những thể ngộ này khi đi vào trong đầu, hắn phát hiện lĩnh ngộ của bản thân về kim cương bản quyền pháp, quân tử vạn lý hành, và bất động kim cương thân cùng với chân ngã minh tưởng kinh đều trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu như lại thi triển mấy loại công pháp này một lần nữa, thì Tống Thư Hằng tin chắc rằng mình sẽ diễn hóa thêm nhiều biến hóa hơn nữa. Tìm phú quý trong nguy hiểm à? Dõi mắt nhìn hiện trường thảm thiết do vụ nổ mạnh gây ra, Tống Thư Hằng lẩm bẩm. Thì ra kiếp nạn khối, thiên thạch, rơi từ trên trời xuống chính là nhằm vào Vân Vũ đạo trưởng. Còn vụ nổ mạnh này mới chính là kiếp nạn nhằm vào mình chăng? Và thu hoạch chính là viên, ngộ đạo thạch này. Chấm. Đã phá rồi á, nắm được viên bảo thạch này là có thể đột phá được á. Ánh mắt hành tinh sáng lên, nếu như mình lấy được viên bảo thạch này. Cô lập tức mơ tới cảnh tượng cảnh giới của mình đột phá. Nhất định phải lấy cho bằng được viên đá đen thui kia. Đồng thời, cô bắt đầu suy tính. Tên tu sĩ loài người này xem ra chỉ vừa mới phá được tị khiếu mà thôi. Còn mình, đã phá được mấy chục năm nay rồi. Hơn nữa, mình cũng tu luyện hơn 300 năm. Có thể thắng được, hành tinh nghĩ thầm trong đầu, cảm thấy mình đối phó với tên tiểu tu sĩ này không vấn đề gì hết. Và trùng hợp là năng lực của lá giáp phù trên người Tống Thư Hằng gần như đã cạn, lớp phòng ngự của giáp phù cũng dần mất đi. Cơ hội đây rồi. Hành tinh tiếp cận Tống Thư Hằng một cách cẩn trọng. Sau khi tiếp cận một khoảng cách nhất định, cô dùng một chiêu thiên long tự cơ sở chỉ pháp đâm về phía Tống Thư Hằng. Chỉ tựa như lưỡi kiếm, đâm về phía vài huyệt lớn sau lưng Tống Thư Hằng, chỉ cần điêm chúng là đủ để làm Tống Thư Hằng không thể cử động nổi. Sau đó, cô có thể mừng rỡ giành lấy viên đá màu đen này rồi. Đến đúng lúc lắm, nhưng lúc này, Tống Thư Hằng lại ra bài không theo mô típ nào, hét lên một tiếng. Quay đầu lại đánh ra một chiêu không chút nương tay, quyền pháp căn bản một, đánh về phía kẻ kia tựa như một viên đạn pháo. Thực ra thì ngay từ đầu Tống Thư Hằng đã sớm phát hiện có kẻ âm thầm đến gần, sau khi tị khiếu được mở, khứu giác của hắn vô cùng nhạy bén. Mà bóng dáng mon men đến gần kia, tuy vô cùng cẩn thận, nhưng kẻ này hoàn toàn không biết che giấu khí tức gì. Từ xa thì Tống Thư Hằng đã nghe được mùi hành nồng nặc phát ra từ trên người đối phương rồi. Hành tinh không ngờ Tống Thư Hằng lại có thể phản ứng nhanh đến thế, thực tế thì cô chưa từng có kinh nghiệm đấu đá gì. 300 năm trước, lần đầu tiên cô xuống núi sau khi thành tài, thì đã gặp phải Cửu Đăng Hòa Thượng luôn. Sau đấy lại bị nhốt mãi đến tận một năm trước mới được thả ra. Trên phương diện chiến đấu, cô là một con gà non,
còn yếu hơn cả Tống Thư Hàng. Thấy Tống Thư Hàng đánh ra một quyền, cô cắn răng, lại dùng Thiên Long tự cơ sở chỉ pháp, đâm về phía nắm đấm của Tống Thư Hàng. Chỉ pháp coi trọng sự tinh tế, khéo léo, sử dụng điểm, đâm là chính. Quyền pháp coi trọng cương mãnh, uy lực lớn nhất là tấn công chính diện. Hành tinh hoàn toàn là dùng điểm yếu của mình để tấn công điểm mạnh của địch. Chỉ quyền đấu nhau, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy lực lượng của tâm, nhãn, thị tam khiếu trong cơ thể hợp lại thành một, toàn lực thi triển ra vô cùng thoải mái. Hành tinh thì bị một quyền đánh bay, rồi ngã nhào xuống đất. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm hành tinh, vô thức buông lời, yếu quá đi. Yếu quá, yếu quá, yếu quá. Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại không ngừng lặp lại trong đầu hành tinh. Cô lập tức nổi giận. Tiểu tu sĩ, ngươi muốn tự tìm đường chết mà. Ánh mắt hành tinh trở nên sắc bén. Đồng thời, có một cỗ lực lượng cường hoành vô cùng mạnh liệt tuôn ra từ trên người cô, cỗ lực lượng kia thậm chí còn ảnh hưởng tới không gian trong phạm vi gần đó, có một cơn gió lạnh ập tới từ trước mặt của Tống Thư Hàng. Toàn thân Tống Thư Hàng như nổi da gà, hắn đã từng tiếp xúc với loại yêu lực giống như thế này từ trên người Đậu Đậu, là yêu lực. Sợ rồi chứ gì, tiểu tu sĩ nhân loại, hành tinh lạnh lùng đáp, bản yêu là một đại yêu đã tu luyện 300 năm. Ngươi lại dám chống trả lại ta, đúng là tự tìm đường chết mà. Đại yêu tu luyện 300 năm ư. Nói thật, Tống Thư Hàng đúng thật là có hơi sợ. Yêu lực đang bùng lên trên người đối phương không phải là giả, yêu lực lớn như vậy thật sự làm người ta thấy rợn cả người. Nếu như không muốn chết thì mau giao viên đá trong tay ngươi ra đây, hôm nay tâm trạng của bản yêu rất tốt, có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Hành yêu cắn răng nói. Tống Thư Hàng không đáp, hắn hít thở sâu. Hắn từng hoài nghi mình có vấn đề, lúc bị cấp dưới của đàn chủ ám sát, tuy rằng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng toàn thân lại cảm thấy rất phấn khích. Bây giờ, cái bệnh này lại bị kích thích bộc phát rồi. Muốn lấy hòn đá thì phải xem ngươi có bản lĩnh lấy được hay không. Tống Thư Hàng đưa tay, nhanh chóng dùng khí huyết chi lực vẽ lôi phù trên lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn hét lên một tiếng, trưởng tâm lôi. Xoẹt xoẹt xoẹt, lòng bàn tay có tia chớp lóe lên. Chấm. Khi hành tinh nhìn thấy trưởng tâm lôi trong lòng bàn tay Tống Thư Hàng thì lại hoảng sợ, mẹ ơi! Từ khi nào mà tiểu tu sĩ nhất phẩm cũng có thể dùng được cả trưởng tâm lôi thế này? Lần này, lại gây họa lớn rồi. Bởi vì cô chỉ đang dọa người mà thôi, tuy trên người mang yêu lực 300 năm, nhưng thứ cô chính thức tu luyện lại là công pháp Phật môn. Yêu lực trên người cô cũng chỉ dùng để giành dọa người mà thôi, căn bản không dùng được. Cái gì? Các người nói chẳng phải cô ấy từng tu luyện rất lâu ở trong tổ chức yêu quái kia à? Đúng rồi, cô học được một tiểu công pháp dùng để tích lũy yêu lực, cùng với cái 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, lừa người kia. Những thứ khác cô chả học được gì, đến yêu pháp căn bản nhất cô cũng chẳng biết. Không ngờ, sau vài trăm năm, ngươi lại ép ta phải ra chiêu này, hành tinh nhìn chằm chằm trưởng tâm lôi trong tay Tống Thư Hàng, lạnh lùng nói. Chương 250, Thư Hàng, em cúi người mãi thế làm gì? Nói xong, chỉ thấy Thông Nương nhảy lên thật cao, dùng một chiêu mãnh hổ xuống đồng bằng quỳ rạp xuống đất, thượng tiên, xin tha cho tiểu yêu. Khi nãy tiểu yêu chỉ nói đùa với ngài mà thôi, tiểu yêu xin đầu hàng. Tống Thư Hàng hãy còn giơ bàn tay có trưởng tâm lôi lên, mặt mày cứng đờ nhìn gốc hành tinh đang quỳ rạp dưới đất, ngũ thể đầu địa kia, đầu hàng á. Đầu hàng cực kỳ có thành ý, hành tinh trả lời. Tống Thư Hàng đờ ra một lúc thì trong đầu lập tức nhớ tới rất nhiều cảnh tượng hay có trong phim ảnh. Ví dụ như sau khi nhân vật phản diện bị nhân vật chính đánh bại xong thì sẽ đột nhiên quỳ mọp xuống đất lớn tiếng xin tha thứ. Nhưng lại âm thầm dùng ám chiêu. Diễn viên chính mềm lòng, lúc đang định chấp nhận lời xin tha của nhân vật phản diện thì nhân vật phản diện sẽ cười lạnh một cái, đột nhiên tung ám chiêu đã chuẩn bị nãy giờ ra. Tống Thư Hàng suy nghĩ thật kỹ, quyết định cứ cho nữ yêu tinh này một chiêu trưởng tâm lôi trước đi đã. Đánh cô ta nằm dẫy chết xong rồi lại nói. Dù sao thì đối phương cũng là đại yêu tu luyện 300 năm, không thể xem thường cô ta được. Xem thường kẻ thù chính là tự sát, lời các tiền bối dạy bảo hắn nào dám quên. Vậy nên Tống Thư Hàng vẫn tiếp tục đánh trưởng tâm lôi về phía nữ yêu tinh kia. Tuy rằng Thông Nương đang cúi mình đầu hàng, nhưng khóe mắt vẫn luôn lén lút nhìn Tống Thư Hàng. Khi cô thấy tiểu tu sĩ nhân loại này vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiên định, tiếp tục đánh trưởng tâm lôi trong tay về phía cô thì cảm thấy buồn bực muốn chết. Hắn thế mà không chịu chấp nhận đầu hàng, độc ác quá đi mất.
Đáng chết, Thông Nương cắn răng, nhanh chóng biến thân, hiện ra nguyên hình. Sau đó, veo, một cái, cô đột nhiên chui tọt vào trong lòng đất, biến mất không thấy tăm hơi. Đây không phải là yêu pháp, mà là năng lực thiên phú duy nhất của một gốc hành thành tinh như cô, dù sao thì cũng là yêu tinh mọc ở trong lòng đất mà ra, cho nên những lúc nguy cấp cô có thể biến về nguyên hình để chui tọt vào trong lòng đất. Loại năng lực này cùng loại với pháp thuật độn thổ, bất quá thời gian độn rất ngắn. Hơn nữa, sau khi hiện về bản thể thì ngoại trừ thiên phú độn thổ ra, cô còn có năng lực tự vệ rất mạnh mẽ. Khi cô ở hình thái cộng hành thì chỉ cần còn giữ được củ hành, cô vẫn có thể sống sót. Cho dù toàn lộ lá hành bị hủy đi thì chỉ cần cô chui vào đất hấp thu chút dinh dưỡng là có thể mọc ra lá mới được ngay thôi. Trường tâm lôi của Tống Thư Hàng đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Sau khi bụi mù tản đi, thì lại không thấy hành tinh đâu, quả nhiên không thể xem thường yêu tinh kia. Vẻ mặt của Tống Thư Hàng vô cùng nặng nề, tìm kiếm vị trí của hành tinh ở khắp nơi. Một lát sau, hắn đã tìm được hành tinh, ở trong một bụi cỏ cách đó không xa, có một cọng hành xanh non mơn mởn đang đứng thẳng lên, vô cùng bắt mắt. Trốn đường nào, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng, phóng về phía cọng hành to kia. Tuyệt đối không thể để cho cô ta chạy thoát được, đối phương biết rõ trên người hắn có ngộ đạo thạch. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu như nữ yêu tinh kia nói chuyện hắn có ngộ đạo thạch ra ngoài thì để khiến Tống Thư Hàng không thể sống yên ổn trong một khoảng thời gian rất dài. Vậy rồi mà vẫn có thể tìm được ta. Cọng hành xanh nõn nà sợ hãi kêu to một tiếng, chui ra khỏi mặt đất, nhanh chân chạy thoát. Nói thừa, người còn không chịu tiêu trừ khí tức trên người, dựa vào khứu giác thì ta có thể xác định được vị trí của ngươi ngay. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Đợi đã, nhân loại kia, ta thật sự đầu hàng, ta không xài mưu kế gì nữa, ta thành tâm đầu hàng luôn. Hành tinh vừa chạy vừa la to. Mau đưa tay chịu trói đi, theo ta quay về, ta có thể chấp nhận lời xin đầu hàng của ngươi. Tống Thư Hàng trầm giọng quát to, ít nhất thì cũng phải mang hành tinh này về cho Bạch Tôn giả xóa trí nhớ cái đã. Thông Nương vừa nghe tới câu, theo ta quay về, thì lập tức biến sắc, cô lập tức nhớ tới nỗi đau bị giam gần 300 năm ở Thiên Long Tự của mình. Lẽ nào tên tu sĩ nhân loại này cũng muốn bắt cô về nhốt mấy trăm năm? Không được, tuyệt đối không thể được, cô đã bị nhốt 300 năm rồi, cho dù là tuổi thọ của yêu tinh hệ thực vật khá dài, nhưng cô cũng chẳng còn được mấy trăm năm nữa đâu. Nếu như lại bị nhốt thêm vài trăm năm nữa thì cô thật sự sẽ chết già, biến thành một cọng hành khô mất thôi. Chỉ còn duy nhất một chiêu kia. Thông Nương thầm cắn răng, tuy rằng lần trước lúc cô thi triển chiêu kia với cửu đăng thì có hiệu quả khác hoàn toàn với những gì lão sư đã nói. Hơn nữa, trong khoảng thời gian bị nhốt ở trong Phật Tháp, cô cũng biết được rất nhiều thường thức, biết rõ cái 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, toàn là lừa cô mà thôi. Bất quá, trong tình huống thật sự không còn cách nào khác thì chắc là chiêu cuối cùng kia vẫn có chút hiệu quả. Thương hoa tiếc ngọt là thiên tinh của đàn ông mà. Vậy nên, Thông Nương cắn răng, thi triển tuyệt chiêu cuối cùng tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp. Tống Thư Hàng nhìn cô. Thư Hàng ngẩn người, thiếu niên trước mắt này lại có thể dửng dưng trước mị lực của mình. Đáng chết, xem bản yêu dốc hết toàn lực đây, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp. Móc lửng. Thân thể của cô lại uốn éo cật lực hơn. Tống Thư Hàng. Thông Nương ngu người, định lực của tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt lại lớn đến nhường ấy ư. Lúc này, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, cô đang làm gì thế? Ngươi lại hỏi ta đang làm gì á? Ngươi không cảm thấy tư thế của ta rất có mị lực, rất hấp dẫn à? Thông Nương nghi hoặc hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng. Sau một hồi lâu, Tống Thư Hàng nhìn không được mà khinh bỉ, cô giữ bộ dạng cọng hành cắm rễ dưới đất, lại uốn éo trong gió như thế, còn dám nói là có mị lực với hấp dẫn với ta à? Ngươi đang trêu ta chắc? Khi nãy Thông Nương hiện nguyên hình yêu tinh, vẫn còn chưa biến lại thành hình người. Bây giờ cô ta đang giữ hình dáng một cọng hình, uốn éo trước mặt Tống Thư Hàng, hình ảnh này, trông cực kỳ buồn cười. Tống Thư Hàng dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ một việc, nữ yêu tinh trước mắt này là một cọng hành ngốc. Xin lỗi, ban nãy hồi hộp quá nên quên biến thành hình thái con người rồi, Thông Nương nói xong thì bùm một cái, biến thành bộ dạng con người, mái tóc dài màu xanh biếc cột thành đuôi ngựa, lại thêm một chiếc sườn xám bó sát người. Sau đó, cô ta lại nói, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Tống Thư Hàng nghiến răng, đừng có lãng phí thời gian nữa. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Tự mình ngoan ngoãn đi theo ta,
hoặc là ta sẽ đánh tới mức ngươi không động đậy nổi, rồi sẽ đưa ngươi về. Thông Nương vội nói, đừng mà, cho ta thêm một cơ hội nữa đi mà, tuyệt kỹ sắc dụ của ta lợi hại lắm đấy. Cho ta thêm một cơ hội nữa đi, nếu như không có hiệu quả thì ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi ngay. Tống Thư Hàng thở dài thườn thượt. Có phải vì tư thế tự quay của mẹ trái đất bị sai cho nên mấy kẻ hắn gặp phải toàn vào hàng cực phẩm thế này hay không? Mặc kệ là ông chú khở của Tiên Nông Tông cũng thế, hay là cộng hành ngốc trước mặt cũng thế, đều hơn hẳn người thường. Lẽ nào không thể sắp xếp cho hắn gặp một yêu quái nào bình thường một chút được à, để hắn còn đại chiến một chặp, kiếm chút điểm kinh nghiệm chứ lị. Sau khi thở dài xong, Tống Thư Hàng giơ một ngón tay ra, nói với cộng hành tinh, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ có một cơ hội thôi đấy. Nếu như không có hiệu quả thì ngươi phải ngoan ngoãn đi theo ta, dám giở trò nữa thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Đang lúc nói chuyện, Tống Thư Hàng âm thầm cầm một tờ kiếm phù này cũng chỉ còn có mỗi một tờ mà thôi. Chỉ cần cộng hành tinh này muốn chạy trốn thì hắn sẽ chém ra ngay. Xem cho kỹ nhé. Bảo đảm sau khi ngươi xem xong thì sẽ không nhịn được. Thông Nương hất mái tóc dài của mình. Thông báo hệ thống Thông Nương lại dùng, tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp. Với Tống Thư Hàng, điểm mị lực của Thông Nương 10.086. Mị lực của Thông Nương đã bạo tăng, không ai có thể đỡ nổi. Mị lực này... mặc kệ là nam hay nữ thì đều không thể chống lại được. Tới đây đi, thiếu niên, tận hưởng thăng hoa nào. Thân thể của hành tinh uốn éo khí thế, lại còn đá lông nheo với Tống Thư Hàng. Cô rất có lòng tin vào mị lực của mình, cho dù là nữ thì cũng sẽ bị mị lực của cô hấp dẫn, tới xịch 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 cô, huống hồ gì kẻ trước mắt còn là một nam tu sĩ trẻ tuổi. Sau đó, Thông Nương múa xong một điệu. Bốp bốp bốp, Tống Thư Hàng vỗ tay cật lực, nhảy khá lắm, rất đẹp. Vậy thôi á, Thông Nương hỏi lại với vẻ không dám tin. Ta đã phối hợp vỗ tay cho ngươi rồi mà, ngươi còn thấy không đủ à? Phải biết là gần đây mắt thưởng thức của ta cao lắm đấy. Tống Thư Hàng nói, cúi người đứng lên, đừng nói nhiều nữa, mau giơ tay chịu trói đi. Hoặc là để ta đánh cho ngươi bán thân bất toại xong rồi mang về cũng được. Ngươi có phải là đàn ông hay không đó? Thế mà không có chút cảm giác nào à? Thông Nương chỉ vào Tống Thư Hàng hét lớn lên. Ha ha ha, Tống Thư Hàng lại cúi người, sau đó hắn giơ nắm đấm lên, cười lạnh, ta có thể xem như mình không nghe thấy mấy lời cô mới nói. Xem ra ta phải đánh ngươi một trận mới được rồi. Xin lỗi mà, ta rút lại lời vừa nói có được không? Ta đi theo ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi được không? Thông Nương muốn khóc quá đi mất, không thể ngồi lại tâm sự đàng hoàng, đừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề được à? Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu. Đúng lúc này, chiếc xe thể thao của Triệu Nhã Nhã chạy về phía này. Triệu Nhã Nhã đến quá đúng lúc, nếu đến sớm một chút thì cô sẽ nhìn thấy cảnh nổ mạnh, nếu như đến trễ một chút thì Tống Thư Hàng đã mang theo cộng hành tinh đi về nhà rồi. Biến thành hình dạng cộng hành, ta đưa ngươi về, Tống Thư Hàng móc kiếm phù ra, trầm giọng nói với cộng hành tinh, đừng có mà mong trốn nhé, nếu trốn thì ngươi nhất định sẽ chết chắc. Dưới sự uy hiếp của Tống Thư Hàng, Thông Nương ngoan ngoãn biến về trạng thái cộng hành. Đồng thời cô còn thỉnh cầu lần sau chót, thượng tiên à, người định phong ấn ta bao lâu vậy? Có thể phong ấn ít ít được không, ta mới bị người ta nhốt 300 năm xong, vừa mới thoát ra đấy. Bị người ta nhốt những 300 năm, Tống Thư Hàng mềm lòng, đúng là thảm thật đấy. Thấy Tống Thư Hàng không trả lời, Thông Nương nóng lòng, hay là ta cho ngươi một bản công pháp tu hành nhé, có thể bớt thời gian lại một chút được không? 300 năm trước cô trộm được một quyển công pháp trên người Cửu Đăng, sau này Cửu Đăng mãi không thèm đòi lại. Yên tâm đi, ta sẽ không nhốt ngươi lâu đâu. Về một chuyến với ta, gặp một vị tiền bối, nếu nhanh thì chừng vài ngày sẽ thả ngươi thôi, Tống Thư Hàng đáp. Thật sao, hai mắt của cộng hành tinh lập tức sáng rỡ lên. Tống Thư Hàng thở dài, thật, ta lừa ngươi làm gì? Vậy là được rồi, Thông Nương cảm thấy an tâm hơn. Sau đó... Tống Thư Hàng cầm cộng hành là cô lên, nhảy trên đường lớn, chờ xe của Triệu Nhã Nhã tới. Sau khi Triệu Nhã Nhã dừng xe lại thì hất tóc một cái vô cùng xinh đẹp. Mau lên xe đi, bây giờ cô đang nổi giận ở nhà đấy, dưỡng sắp không chịu nổi nữa rồi, lén bảo chị đưa em về ngay kìa, Triệu Nhã Nhã cười nói. Lúc cô đưa ba Tống về nhà thì mẹ Tống còn lộ ra vẻ khó hiểu. Sau khi bà biết mấy người ba Tống bị lật xe thì lập tức nổi giận. Bây giờ ba người ba Tống,
Lão Lữ và Lữ Thiên Hữu đang ngồi khúm núm ở nhà gánh chịu tuyệt chiêu sư tử hống của mẹ Tống. Ba Tống bây giờ chỉ mong Triệu Nhã Nhã có thể đưa Thư Hàng về nhà cho nhanh để dập lửa giận của mẹ Tống mà thôi. Ha ha, Tống Thư Hàng cười ha hả, giữ nguyên tư thế cúi người, leo lên trên xe. Tiểu Hàng, người khom người làm gì vậy? Triệu Nhã Nhã nghi ngờ nói. Chương 251, cấm chỉ tuyệt đối. Ha ha, khi nãy em bất cẩn xoay đụng chúng eo, khỏi ngay ấy mà, Tống Thư Hàng cười gượng hai tiếng, sau khi ngồi xuống xong thì hắn cẩn thận nắm chặt cọng hành tinh. Đồng thời cũng bỏ hòn đá ngộ đạo thạch to chừng nắm tay vào trong túi. Triệu Nhã Nhã chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, sau đó, cô khởi động xe thể thao, chạy về phía nhà của Tống Thư Hàng, đúng rồi, em đã nhờ người ta xử lý chiếc máy kéo kia xong chưa? Khi nãy cô không xuống xe, mà tầm nhìn của cô lúc đó thì lại không nhìn thấy chiếc xe kéo bị nổ cháy thành sắt vụn cùng với dấu vết vụ nổ để lại ở hiện trường, cho nên mới hỏi như thế. Ha ha ha! Sau khi mọi người đi thì máy kéo lại có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không sao cả, lát nữa em sẽ gọi điện nhờ bạn em xử lý giúp là được, Tống Thư Hàng cười gượng hai tiếng nữa. Triệu Nhã Nhã gật đầu, Thư Hàng này, gần đây em thay đổi nhiều thật đấy. Hồi tháng 6 chị gặp em thì hình như em không cao được như thế. Còn cả thân thủ nhanh nhẹn như khỉ của em nữa, học từ đâu thế hả? Cô có rất nhiều điều muốn hỏi Tống Thư Hàng, mặc kệ là việc dễ dàng cõng ba Tống. Lão Lữ leo lên sườn núi, hay là chiếc xe kéo đã được độ lên chạy vượt mặt cả xe thể thao kia nữa. Nhưng so với chiếc máy kéo thì cô lại càng tò mò không biết thân thủ của Tống Thư Hàng từ đâu mà ra hơn. Hắc hắc, không phải lúc chị tới thăm em hồi tháng 6 thì em vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện đấy à? Cứ tập mãi, thể trạng biến thành tốt hơn từ khi nào em cũng không biết nữa, Tống Thư Hàng cười ha hả, lại nói, còn nữa, gần đây có một người bạn gửi vài thứ tốt cho em, hiệu quả tốt lắm. Đợi về nhà xong em sẽ cho chị thử. Thứ hắn nói chính là linh mạch bích trà, nếu đã gặp được Triệu Nhã Nhã thì nhân cơ hội này đưa cho chị ấy một phần luôn. Thứ tốt à, Triệu Nhã Nhã mỉm cười, lại hỏi, còn nữa, chiếc xe kéo kia là sao thế hả? Tống Thư Hàng đã biết thừa là mọi người sẽ hỏi chuyện này rồi, nên hắn đã nghĩ ra được đáp án từ lâu, chiếc xe kéo kia đấy à, nó được độ lên rồi. Quá trình độ xe hơi bí mật, bởi vì kỹ thuật độ xe lên là thuộc về bạn của em. Không được cậu ta đồng ý thì em không thể tiết lộ được. Triệu Nhã Nhã gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, ô, là người bạn đang nằm ngủ ở nhà của em mà gì đã nhắc tới chứ gì. Đúng là cậu ta đấy, Tống Thư Hàng nhớ tới Bạch Tôn Giả vẫn đang bế quan ở nhà mình, trong lòng có phần phiền muộn. Bây giờ hắn rất lo lắng, lỡ như Bạch Tôn Giả bế quan rồi đột nhiên lại huyễn hóa ra sa mạc thì phải làm sao bây giờ? Hy vọng người nhà của mình không xui xẻo như thế. Đồng thời, hắn phải tìm Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng về mau mới được. Ít nhất thì trước hết phải để cho Đậu Đậu răng vài cái kết giới phòng ngự ở quanh phòng của mình, đừng để ảo cảnh sa mạc của Bạch Tiền Bối tiết ra ngoài mới được. Đúng rồi, mình đã đến thành phố Văn Châu rồi, phải gọi điện thoại cho Đậu Đậu cái đã. Vậy nên Tống Thư Hàng móc điện thoại ra, gọi cho Đậu Đậu. Lúc này, Đậu Đậu bắt máy khá nhanh. Alo, xin chào, là Thư Hàng Tiểu Hữu đấy à? Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia không phải của Đậu Đậu mà là của Tàng Thiên Câu Chu Ly chuyên gia xử lý phiền toái cho Đậu Đậu. Ủa, là Chu Ly sư huynh à, Đậu Đậu đâu rồi? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Nó vừa mới đưa Tiểu Hòa Thượng của đi làm phẫu thuật cắt trĩ, cho nên tạm thời giao điện thoại cho ta. Ta đang đứng ngoài cửa nhìn bọn nó, Chu Ly thở dài. Trưa hôm nay, hắn vừa mới xử lý sự cố giao thông cho Đậu Đậu xong, Đậu Đậu lại gọi điện thoại kêu hắn qua một chuyến. Còn tưởng là nó có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng khi hắn đi tới chỗ Đậu Đậu thì mới biết hóa ra là nó phải đi đến bệnh viện cắt trĩ sang với Tiểu Hòa Thượng của, bởi vì Tiểu Hòa Thượng kia còn nhỏ quá, lúc đến bệnh viện cần phải có người lớn đi theo để ký tên, đăng ký. Chu Ly quả thật dở khóc dở cười. Tống Thư Hàng an ủi, Chu Ly sư huynh vất vả rồi. Cảm ơn, Chu Ly lại thở dài thêm cái nữa, nói, Đậu Đậu nói, ngày mai Tiểu Hòa Thượng còn phải đến trị thêm một buổi trĩ sang nữa. Đợi cỡ chiều mai thì ta sẽ đưa bọn nó tới chỗ của Thư Hàng Tiểu Hữu nhé. Vất vả rồi, Tống Thư Hàng trả lời. Vậy nên hắn cũng không cần phải tự mình đi đón Tiểu Hòa Thượng và Đậu Đậu nữa. Không vất vả chút nào, đây là chuyện ta nên làm mà, Chu Ly cười lớn, cuối cùng lại hạ giọng, nói với âm lượng đủ cho mình Tống Thư Hàng nghe, thật ra thì sư huynh ta đây lâu lâu cũng muốn được nghỉ phép ấy, chỉ cần một tuần là đủ rồi. Không thành vấn đề, Chu Ly sư huynh.
chờ ngươi đưa đậu đậu tới chỗ ta xong thì ta cam đoan trong vòng một tuần lễ sẽ không cho nó gây tai họa gì nữa, Tống Thư Hàng cam đoan. Cảm ơn Thư Hàng nhé, Chu Ly Sư Huynh nói. Đừng khách sáo, thật ra, Chu Ly Sư Huynh à, chỗ này của ta cũng mới xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Chiếc máy kéo mà Tống Bạch lái về bây giờ đã rơi xuống núi rồi. Chờ ngươi tới đây thì ta muốn nhờ ngươi xử lý hiện trường sự cố giúp một phen, không làm phiền ngươi quá đấy chứ, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, lại mang thêm phiền toái cho Chu Ly Sư Huynh nữa rồi. Tống Bạch, Bạch tiền bối đấy à, không sao hết, chờ ta qua chỗ ngươi thì sẽ xử lý giúp ngươi ngay, Chu Ly Sư Huynh đồng ý cái xoẹt. Quyết định thế nhé, tạm biệt Chu Ly Sư Huynh, Tống Thư Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đợi sau khi Tống Thư Hàng cúp máy xong thì Triệu Nhã Nhã lại thuận miệng hỏi, đấy là người bạn sẽ xử lý vụ máy kéo mà em đã nói đấy à? Dạ, chính là anh ta. Tới lúc đó anh ta sẽ giúp em xử lý dọn dẹp hiện trường lại như cũ, lại làm phiền anh ta nữa rồi, Tống Thư Hàng cười ngượng ngùng. Một bên khác, bên trong trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Giang Thủy. Tiểu Lý rốt cuộc cũng tỉnh lại, vừa mới tỉnh lại thì anh ta nhảy dựng lên từ trên giường, toàn thân vô cùng căng thẳng. Ủa, sao mình lại phải căng thẳng nhảy dựng lên như thế nhỉ? Giáo viên Tiểu Lý trong đầu đầy nghi hoặc. Sau đó, anh lập tức nhìn thấy có một đám người đang ngồi bu quanh mình, là Kazali và 5-6 giáo viên dạy lái máy bay khác của trung tâm. Lúc này bọn họ đều chen chúc trong phòng nghỉ nhỏ xíu của nhân viên, nhìn chằm chằm giáo viên Tiểu Lý. Kazali mỉm cười tươi roi rói với Tiểu Lý, Tiểu Lý, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy nụ cười của cô, mặt của giáo viên Tiểu Lý nóng lên, cô nàng xinh đẹp phương Tây Kazali này chính là nữ thần của trung tâm Giang Thủy này. Rất nhiều giáo viên dạy lái máy bay đều hâm mộ cô ấy, trong đó cũng có cả giáo viên Tiểu Lý. Tiểu Lý này, rốt cuộc trong mấy ngày cậu Di với hai học viên nhà giàu kia đã xảy ra chuyện gì thế, hai người kia đưa cậu đi đâu chơi? Có giáo viên khác nôn nóng nên hỏi ngay. Nhà giàu, đưa tôi đi đâu chơi á? Giáo viên Tiểu Lý tỏ vẻ nghi hoặc, anh nhíu mày cố gắng nhớ lại thử xem. Nhưng trí nhớ của anh lại bị ngắt đoạn rất lạ. Anh nhớ là mình đã lên máy bay trực thăng với hai vị nhà giàu kia. Nhưng phần ký ức về sau lại trống rỗng. Nhìn thấy ánh mắt trông mong của đồng nghiệp, giáo viên Tiểu Lý cảm thấy không đúng, nên hỏi ngược lại, trong lúc tôi đi có xảy ra chuyện gì à? Cậu không biết à, một giáo viên khác nhìn Tiểu Lý với vẻ khá kinh ngạc, sau đó rút một phần video mà họ đã chuẩn bị sẵn ra, đây là video quay lại lúc tàu vũ trụ của Mỹ quay về trái đất đấy. Chỉ thấy bên trong video, có hai người mặc đồ phi hành ra ngồi trên ghế. Bên cạnh ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng hoan hô của quần chúng, Acuero, Acuero. Trong video, có một phi hành gia cởi nón của mình ra, lộ ra một quả đầu hói bóng lưỡng, vẫy tay chào quần chúng. Tiếp theo, quần chúng lại kêu to Anthony, Anthony. Anthony, cái tên này nghe quen thế nhỉ? Giáo viên Tiểu Lý nhíu mày sâu hơn nữa. Tại sao nghĩ tới cái tên này thì toàn thân mình lại tê dần lên, giống như đang phải gánh chịu đủ loại hình phạt tàn khốc thế này. Vị phi hành gia thứ hai trong video lại không tháo nón ra. Một lát sau, có nhân viên đi lên trợ giúp, rốt cuộc cũng mở nón ra được. Bên dưới chiếc nón là gương mặt vô cùng khiếp sợ của một người đàn ông phương Đông. Giáo viên Tiểu Lý xem tới đây thì ngây ra, mẹ ơi. Đây chẳng phải là mình à. Đây là tôi sao? Giáo viên Tiểu Lý hỏi. Cậu lại đi hỏi bọn tôi á? Bọn tôi còn định hỏi cậu đây, Kazali và mấy giáo viên kia hỏi ngược lại. Sao tôi lại không nhớ được chút gì thế này? Chết tiệt, giống như tôi bị mất trí nhớ rồi ấy, Tiểu Lý dùng sức xoa huyệt thái dương của mình. Kazali và những giáo viên khác đưa mắt nhìn nhau. Bộ dạng Tiểu Lý nhìn không giống như giả vờ tí nào, hình như cậu ta bị mất trí nhớ thật thì phải. Chết tiệt, Anthony, Anthony, mẹ nó, Anthony là cái quỷ gì chứ? Giáo viên Tiểu Lý cắn răng nói. Nói xong câu đó, ánh cảm giác trong miệng mình hãy còn lại nửa câu, thế là bật thốt luôn không thèm suy nghĩ, còn Tiểu Bạch là cái quỷ gì nữa. Tiểu Bạch, lẽ nào cậu đang nói người tên Tống Bạch trong số hai vị nhà giàu kia à? Kazali lập tức đưa tư liệu của Bạch Tôn giả, mà Hoàng Sơn Chân Quân đã giao cho cô ra trước mặt giáo viên Tiểu Lý. Tống Bạch, Tống Bạch, giáo viên Tiểu Lý dùng sức ấn mạnh vào huyệt thái dương của mình, cố gắng nhớ lại. Anthony, Anthony, Tiểu Bạch, Tống Bạch, Tống Bạch. Trong đầu, giống như có một vài đoạn trí nhớ ngắn, đứt quãng được giáo viên Tiểu Lý moi ra, nhưng những đoạn ký ức này vụn vặt quá,
hắn căn bản không thể ghép những đoạn ký ức này lại được. Con ngựa trắng, đúng rồi, còn có cả sa mạc, thiếu niên áo xanh, còn có quyền pháp. Sau đó đau quá, bị đánh rồi. Giáo viên Tiểu Lý bất giác rơi lệ. À, lạ quá, sao mình lại khóc thế này? Giáo viên Tiểu Lý nghi hoặc quệt tay lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng lau cỡ nào cũng không hết. Nước mắt tuôn trào ra như đê bị vỡ, không thể nào dừng lại được. Lạ thật, sao mình lại thấy đau lòng? Sao tự nhiên chỉ muốn khóc thật to thế này? Tiểu Lý nói với vẻ khó hiểu. Kazali và mấy giáo viên khác cũng nhìn Tiểu Lý mà ngu người. Bọn họ cảm giác, dường như Tiểu Lý đã phải trải qua một chuyện rất đau lòng thì phải. Chiếc xe thể thao của Triệu Nhã Nhã đỗ lại trước cửa nhà Tống Thư Hàng. Đi lên lầu nhanh đi, Dượng vẫn còn đang chờ em cứu nguy đấy, Triệu Nhã Nhã cười nói. Em lên ngay, Tống Thư Hàng cầm cọng hành lá trong tay, gằn giọng đe dọa, nhớ cho kỹ, sau khi tới nhà ta thì đừng có hiện nguyên hình, cũng đừng để cho bất kỳ người nào phát hiện ra ngươi là yêu tinh. Nếu không thì đừng có trách ta không khách khí với ngươi. Chương 252, đao này bén thật đấy. Sau khi lên lầu, còn chưa vào cửa thì Tống Thư Hàng đã nghe thấy tiếng quát mắng tức giận của mẹ Tống. Triệu Nhã Nhã cười hì hì, giơ tay gõ cửa. Người tới mở cửa là Arthur. Rốt cuộc các cậu cũng về rồi, Arthur nheo mắt cười, lặng lẽ giơ tay chỉ về phía phòng khách. Trong phòng khách lúc này, ba người, ba Tống, lão Lữ, Lữ Thiên Hữu ngồi co ro trên ghế. Mẹ Tống thì đứng. Nhìn xuống, ông nói xem mấy ông đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn dám lái xe lúc uống say hả? Chán sống hết rồi à? Bla bla bla, mẹ Tống bắn liên thanh như súng máy. Cháu mời dì uống trà, Tiểu Mạch Tuệ đứng bên cạnh còn tinh ý rót ly nước đưa lên, để cho mẹ Tống nhuận họng. Cái cô nàng này đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Mẹ Tống đang mắng khô miệng, sau khi nhận ly nước thì uống cạn sạch, lập tức hồi máu căng tràn sức chiến đấu, lại càm giảm ba người kia tiếp. Sau khi ba Tống đang ngồi trên ghế nhìn thấy Tống Thư Hàng bước vào cửa xong thì lập tức nháy mắt ra dấu với hắn, ý bảo Tống Thư Hàng mau cứu bổ. Hôm nay xem như ông mất hết mặt mũi luôn. Nhưng đành vậy, bọn họ đuối lý mà. Say rượu đi lái máy kéo, còn gây tai nạn, đúng là tội không thể tha. Cho nên dù có hai người bạn tốt của Triệu Nhã Nhã ở đây thì mẹ Tống cũng không tha cho bọn họ, từ khi bọn họ quay về thì đã bị bà cảm giảm tới tận bây giờ. Xem sức chiến đấu của mẹ Tống bây giờ thì ít nhất vẫn có thể chiến tiếp một giờ nữa. Triệu Nhã Nhã quay đầu lại, đúng lúc nhìn Tiểu Mạch Tuệ đang bưng trà rót nước, khóe miệng co giật, cái cô nàng này đúng thật là hết thuốc chữa mà. Cô kéo Arthur qua bên kia của phòng khách, cô định kéo Tiểu Mạch Tuệ qua một bên trước, miễn cho cậu ta lại bày trò. Đợi sau khi Triệu Nhã Nhã và Arthur đi khỏi thì Tống Thư Hàng vào nhà, bỏ cọng hành tinh vào cái tủ nhỏ ở cửa. Bộ dạng của hành tinh bây giờ trông khá giống cọng hành, nếu để bậy bạ, lỡ như bị mẹ Tống nhặt lấy mang xuống bếp nấu ăn thì làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn ở yên đấy cho ta, chớ có mà lộn xộn, bằng không thì bảo phù trong tay ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tống Thư Hàng cuối cùng còn uy hiếp thêm một câu, giơ tờ kiếm phù cuối cùng trong tay của mình ra. Thông Nương cảm giác được kiếm khí đáng sợ trên kiếm phù, dáng hành mảnh khảnh lại bị dọa sợ run cầm cập. Sau khi cất hành tinh xong thì Tống Thư Hàng bước ngay vào phòng khách. Mẹ, con về rồi đây, Tống Thư Hàng cười tươi roi rói, sau đó lại nói với mẹ Tống, mẹ à, trong nhà vẫn còn khách kìa. Mẹ đón khách của chị Nhã Nhã trước đi, bây giờ chắc ba cũng biết sai rồi, đợi khách đi hết rồi mình lại nói tiếp cũng được mà. Tiểu Mạch Tuệ cười hì hì, phẩy tay nói, không sao đâu, mọi người không cần phải để ý đến bọn cháu cũng được. Ba Tống ho hai tiếng, khụ khụ. Mẹ nó à, đừng có để khách chờ như thế. Việc hôm nay là do tôi và lão Lữ uống say nên làm bậy, không cần nghĩ nhiều, chúng tôi đều biết sai cả rồi. Đúng đó, em dâu à, lỗi lầm đều là do tôi cả, lúc đấy tôi nhất thời ngứa tay nên mới thế, đều là tại tôi hết. Lão Lữ lập tức hùa theo, nhận lỗi vô cùng thành khẩn. Cháu cũng sai, cháu không cản được ba cháu cũng có lỗi, Lữ Thiên Hữu giữ nguyên đội hình. Mẹ Tống chừng mắt nhìn ba người kia một cái, cuối cùng, nhờ có Tống Thư Hàng khuyên ngăn mãi mới chịu tạm ba cho ba người kia một lần. Nhã Nhã, dì đi pha trà cho mấy đứa ngồi chờ một lúc nhé, mẹ Tống nói. Chấm. Đợi mẹ Tống đi rồi, ba Tống mới thở phào một hơi. Lão Lữ mở miệng nói, Thư Hàng này, bác xin lỗi về chiếc xe kéo của cháu. Thứ đó, bây giờ có sao không? Xe kéo 150 km đấy.
lỡ như bị hỏng hóc gì thì ông biết kiếm đâu ra một chiếc đền lại cho Thư Hàng đây. Thứ này có tiền cũng không có mà mua đâu. Tuy là có chút vấn đề, nhưng cháu có thể tự mình giải quyết được, bác Lữ đừng lo lắng. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, máy kéo bị hắn làm nổ mất tiêu rồi. Lão Lữ nghe nói thế thì cũng thầm thở phào một hơi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, mấy hôm nữa phải tìm cơ hội xin lỗi Tống Thư Hàng đàng hoàng mới được. Ông là người thật thà, là do ông làm lật xe kéo của Tống Thư Hàng, ông phải đền bù lại mới được. Nhưng đền kiểu gì thì phải đợi ông về nhà chuẩn bị kỹ mới được. Lão Lữ ông đừng nghĩ nhiều quá, Thiên Hữu này, ba người chúng ta vào trong thư phòng tâm sự đi, để chỗ lại cho mấy đứa trẻ, ba Tống nói xong thì kéo Lão Lữ và Lữ Thiên Hữu đi vào trong thư phòng. Lữ Thiên Hữu khóc không ra nước mắt, cháu chỉ lớn hơn Thư Hàng có 2 tuổi thôi có được không, đừng thấy cháu to con thế thôi, chứ cháu cũng là người trẻ tuổi mà. Tống Thư Hàng ngồi lại hàn huyên với mấy người Triệu Nhã Nhã một lúc, thấy mẹ Tống đang bắt đầu nấu nước nóng thì Tống Thư Hàng mới nhớ tới Linh Mạch Bích Trà. Chị Nhã Nhã, mọi người chờ một lát, em đi lấy thứ tốt cho mọi người, Tống Thư Hàng cười nói. Là thứ em nói khi nãy đấy à? Triệu Nhã Nhã cười hỏi. Đúng đấy, Tống Thư Hàng đáp. Thật ra thì lấy Linh Mạch Bích Trà là một chuyện, quan trọng hơn là hắn muốn về phòng xem tình trạng của Bạch Tôn Giả bây giờ thế nào rồi. Lại thêm lúc nãy Triệu Nhã Nhã xách cái vali của hắn về thì để nó ở ngay cửa phòng. Trong vali còn để 1 triệu tiền mặt, còn thêm đan dược, bảo đao bá toái, hồn châu và Linh Mạch Bích Trà nữa. Nếu như lúc mẹ Tống đi ngang qua vô tình đụng ngã vali, nhìn thấy nhiều tiền mặt lẫn cây đao như thế thì chắc sẽ nghĩ ngay tới Vân Vũ đạo trưởng mặt mày máu me, tới lúc ấy có trời mới biết bà có nghĩ bậy hay không. Vậy nên, Thư Hàng nhân cơ hội xách vali vào trong phòng. Trong phòng, Bạch Tôn Giả vẫn nằm ở trên giường, vẫn còn đang trong trạng thái bế quan, may mà lần này bên cạnh hắn không xuất hiện huyễn tượng kia nữa. Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy hồn châu trong vali ra để ở cạnh tâm khiếu trước. Linh quỷ chui ra từ trong tâm khiếu, nuốt chửng hồn châu, sau đó thỏa mãn chui về tâm khiếu lại. Hôm nay, vì giúp Tống Thư Hàng trùng kích cảnh giới tị khiếu mà linh quỷ đã tiêu hao rất lớn. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lấy bích mạch linh trà với bảo đao bá toái ra. Linh mạch linh trà này phải lấy ra một phần chia cho mấy người Triệu Nhã Nhã, còn bảo đao bá toái này đem ra là để phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra. Thanh đao này là bảo vật chấn tông của Nguyệt Đao Tông, có thể chém được cơ thể của tu sĩ tứ phẩm. Có đao này rồi, cho dù hành tinh có đột nhiên dở trò thì hắn cũng có thể dựa vào thanh đao sắc bén này, chặt hành tinh ra làm hai. Cứ đem ra phòng khách treo trước đi vậy, nói nó là hàng trưng bày cũng được, Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ. Vậy nên, hắn nhét vali xuống gầm giường trước. Sau đó, một tay cầm bảo đao bá toái, tay kia thì cầm hợp kinh mạch bích trà nhỏ, đi ra khỏi phòng. Chấm chấm. Lúc đi ra khỏi phòng thì đụng phải mẹ Tống đang đi tới. Thư Hàng, tối nay bảo Triệu Nhã Nhã với bạn của nó ở lại ăn cơm nhé. Dù sao hôm nay mẹ cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, tối nay làm một bữa ngon cho mọi người ăn, mẹ Tống mở miệng nói. Được ạ, không thành vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Còn nữa, con đi xuống khu bán đồ làm bếp ở bên kia đường mua cho mẹ một con dao chặt xương nhé, sáng nay mẹ đặc biệt mua một cục xương to. Nhưng lúc chưa nấu cơm tự nhiên con dao nhà mình lại bị hư mất rồi, mẹ Tống nói xong, đột nhiên nhìn thấy bảo đao bá toái trong tay Tống Thư Hàng. Cây đao này ở đâu ra đấy? Mẹ Tống hỏi. Bạn con tặng, đồ treo trang trí ấy mà, Tống Thư Hàng đáp. Đồ trang trí mà sao lại khai phong thế? Mẹ Tống nghi hoặc, để mẹ xem. Hơi nặng một chút, mẹ cẩn thận nhé, Tống Thư Hàng đành phải dâng bảo đao bá toái của mình lên. Mẹ Tống cầm lấy, đúng là nặng thật. Nhưng cảm giác nó cũng bền chắc lắm. Có thể không bền chắc được à? Nó có thể chém được cả thân thể của tu sĩ tứ phẩm, phá phòng lợi hại lắm. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Treo nó trong phòng khách đi, nhưng cây đao này từng khai phong rồi, treo cẩn thận một chút, đừng có để nó rơi xuống làm người ta bị thương. Mẹ Tống cha bảo đao bá toái vào vỏ, rồi lại nói tiếp treo đao xong rồi thì con mau đi mua một con dao chặt xương nhé, con có tiền ở đó không? Mẹ yên tâm đi. Con vẫn còn tiền đây. Tống Thư Hàng cười hì hì, cầm lấy đao đi ra phòng khách. Chấm. Trong phòng khách, Triệu Nhã Nhã đang lặng lẽ nói chuyện với hai người bạn của mình, thi thoảng lại cười lên giòn giã như tiếng chuông bạc. Sau khi thấy Tống Thư Hàng bước tới thì Triệu Nhã Nhã tò mò nhìn bảo đao trong tay Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, thứ mà em nói không phải là cái này đấy chứ? Không phải đâu, đây là đồ trang trí mà bạn em tặng,
em treo nó lên phòng khách xong cái đã. Tống Thư Hằng nói xong thì lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay nói, đây mới thật sự là thứ tốt mà em định đưa cho mọi người đây. Sau khi treo bảo đao bá toái lên xong, Tống Thư Hằng rót cho mỗi người Triệu Nhã Nhã một ly nước sôi, sau đó lại bỏ thêm hai lá linh mạch bích trà vào trong ly nước sôi. Đây là đồ tốt gì thế? Lá trà à? Triệu Nhã Nhã tò mò nên quay lại hỏi. Sau đó vẻ mặt của cô cũng giống hệt như bạn cùng phòng của Tống Thư Hằng ngày đó, giờ khóc giờ cười, Thư Hằng, em keo kiệt thế cơ à? Dù trà của em có là đại hồng bào hàng hiếm thì cũng không cần phải đếm từng lá để pha như thế chứ. Hắc hắc, tạm thời đừng nói gì cả, chị uống thử là biết ngay. Vẻ mặt của Tống Thư Hằng rất bình tĩnh, đẩy ly trà tới trước mặt ba người bọn họ. Cũng giống hệt như bạn cùng phòng của Tống Thư Hằng khi đó, ba người Triệu Nhã Nhã bán tin bán nghi, sau đó bừng ly trà lên thổi vài hơi, rồi lại dè dặt nhấp thử một hớp. Sau đó, mắt của ba người sáng lên. Rõ ràng rất ít trà, nhưng sau khi vào miệng lại có một cổ khí tức mát lạnh rất kỳ lạ, trôi từ cổ xuống bụng. Trong ngày hè nóng bức thế này, cảm giác như thể toàn thân mình được thanh lọc từ trong ra ngoài, mát lạnh sảng khoái. Hơn nữa, hương trà quanh quẩn mãi trong miệng không tan. Rõ ràng chỉ có hai lá trà thôi, Tiểu Mạch Tuệ líu lưỡi, cô đã uống qua không biết bao nhiêu loại trà quý, nhưng không có thứ nào được như loại trà trong tay cả, nếu như bỏ thêm chút nữa thì có phải sẽ càng ngon hơn nữa không? Không được bỏ nhiều đâu, Tống Thư Hằng giải thích, mặc dù lá trà này rất tốt, nhưng mỗi ly tối đa chỉ có thể bỏ một lá thôi. Nếu bỏ nhiều hơn sẽ hại thân, mỗi ngày chỉ được một ly, không thể uống nhiều được đâu. Sau đó, Thư Hằng giao cái hộp lá trà nhỏ cho Triệu Nhã Nhã, lá trà này cũng là người khác tặng em, bên trong cái hộp này có ba túi nhỏ, tặng cho mọi người đấy. Đây là để cảm ơn hôm nay ba người đã giúp đỡ. Cái hộp nhỏ này cứ để ba người bọn họ chia nhau trước, ngày mai hắn lại tặng thêm một phần cho Triệu Nhã Nhã sau. Dù sao thì số lượng linh mạch bích trà trong tay hắn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, tặng người ta cũng phải tính toán chi ly mới được. Chấm. Sau đó, Tống Thư Hằng lại nói với Triệu Nhã Nhã vài lời rồi đi xuống tiệm bán đồ làm bếp mua dao chặt xương. Chương 253, sao cọng hành này cắt không đứt thế nhỉ? Sau khi Tống Thư Hằng xuống lầu đi mua dao chặt xương thì mẹ Tống lại chạy ra cửa, kêu to, đúng rồi, a à Hằng này, lúc con quay về nhớ mua luôn chai nước tương nhé. Tương trong nhà cũng hết rồi. Dạ, con biết rồi, Tống Thư Hằng khoát tay trả lời. Đi đường cẩn thận đấy, mẹ Tống dặn dò một câu sau cùng, rồi quay người đóng cửa lại. Đợi sau khi Tống Thư Hằng đi xa, ở đằng sau chiếc hộp trên ngăn tủ lại có một cọng hành non nhú ra. Cha cha, đúng là tên nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng mình thật sự có thể nắm được bản yêu trong tay à? Nực cười, bản yêu giàu gì cũng là đại yêu đã tu hành hơn 300 năm. Dám uy hiếp bản yêu à? Hành tinh Dương Dương đắc ý nói. Cô không hề bị Tống Thư Hằng mang đi, cọng hành bị Tống Thư Hằng cầm đi chỉ là một cọng hành bình thường mà thôi. Dù hành tinh có vô dụng cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng là một yêu tinh, ngoại trừ việc sau khi hiện nguyên hình thì có thể dùng pháp thuật độn thổ ra thì cô còn có một kỹ năng mà bất kỳ yêu tinh nào cũng biết, đó chính là khiến cho mình không bị người bình thường nhìn thấy. Đương nhiên, phàm là những tu sĩ sau khi hoàn thành cơ bản xong thì vẫn có thể nhìn thấy bộ dạng của yêu tinh khi đã ẩn hình. Nhưng đây không phải vấn đề, dù sao chỉ cần cô ẩn hình rồi thì mẹ Tống và những người khác sẽ không nhìn thấy cô. Cũng ngay lúc này, nhân lúc Tống Thư Hằng vào phòng sửa sang lại cái vali thì Thông Nương đã lặng lẽ ẩn hình, chui vào nhà bếp. Sau đó cô ta lén lút trộm một cọng hành có kích cỡ xem với mình, còn nguyên củ hành ra. Tiếp theo, cô đặt cọng hành đó lại chỗ của mình. Lại dùng thân thể của mình cọ khắp cọng hành kia, để lại khí tức của mình ở trên đó, để đề phòng Tống Thư Hằng phát hiện ra dị trạng. Còn bản thể của cô thì nấp vào đằng sau cái hộp nhỏ ở trên ngăn tủ. Sau khi làm xong hết mọi việc, cô bắt đầu kiên nhẫn đợi chờ cơ hội, chờ khi Tống Thư Hằng mang theo cọng hành kia rời đi. Chỉ cần Tống Thư Hằng đi rồi thì cơ hội để cô chạy thoát thân sẽ tới. Sau đó, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Hôm nay cô may mắn tựa như được thần phù hộ. Tống Thư Hằng ra ngoài, không nghĩ ngợi gì nhiều, tiện tay cầm cọng hành kia đi theo, ra ngoài mua dao chặt xương. Nhưng Thông Nương không vội, cô nghe ngóng tiếng bước chân của Tống Thư Hằng ngày càng đi xa, mùi của Tống Thư Hằng cũng ngày càng xa hơn. Lúc này, Thông Nương mới chui ra từ sau cái hộp kia. Tiếp theo đã tới lúc để bản yêu chạy thoát rồi, chạy xa khỏi nơi này. Tuyệt đối không thể để cho cái người tên Tống Thư Hằng kia bắt được, Thông Nương nghĩ thầm trong bụng.
Cô cũng không nghĩ tới chuyện làm hại người nhà của Tống Thư Hàng, không phải cô không muốn, mà là cô không dám. Bởi vì cô có thể cảm ứng được, trong căn nhà này vẫn còn hai cỗ khí tức cường đại khác. Khí tức của hai người kia thật sự quá mức cường đại, ở trong cảm giác của Thông Nương, khí tức của hai người này tựa như mặt trời và mặt trăng, không thể nào xem nhẹ được. Cho nên, Thông Nương căn bản không dám gây sự, chỉ đành cụp đuôi bỏ chạy là được rồi. Tự do vạn tuế, Thông Nương thấp giọng hoan hô, sau đó cô lặng lẽ nhú thân hành ra từ trong ngăn tủ, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, giọng của mẹ Tống đột nhiên vang lên, ủa? Sao lại có cộng hành nằm đây vậy ta? Sau đó, Thông Nương chỉ cảm thấy thân thể của mình bị siết chặt, cô đã bị mẹ Tống túm lấy. Thật ra, với thực lực của Thông Nương thì muốn tránh khỏi bàn tay của mẹ Tống chỉ là chuyện vặt mà thôi. Nhưng đúng lúc nãy, một trong hai cỗ khí tức cường đại ở trong phòng dường như có động tĩnh, phát ra tiếng hô rất khẽ. Thông Nương bị dọa hết hồn, sau đó đã bị mẹ Tống túm mất rồi. Mình nhớ là đâu có bỏ hành ở đây đâu ta. Mẹ Tống lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá bà vẫn đưa Thông Nương vào trong bếp. Sau đó ném cô vào trong đống hành. Ừ, hành chẳng còn bao nhiêu nữa, hay là làm hành xào thịt dê nhỉ? Mẹ Tống lẩm bẩm. Thông Nương nghe nói thế thì lập tức giật mình, đáng chết, bà ta muốn làm gì đây? Không phải là muốn sát mình ra để nấu ăn đấy chứ? Cô còn đang nghĩ ngợi thì mẹ Tống đã cầm dao lên, bắt đầu cắt hành cạch cạch rồi. Đáng chết, bản yêu chính là đại yêu đã tu hành 300 năm, dám coi bản yêu như một cộng hành bình thường. Giỡn mặt với ta đấy à? Thông Nương tức giận, cộng hành không phát huy thì tưởng ta là cộng hẹ hả? Vậy nên, cô chuẩn bị phô bày thực lực của mình, khiến cho nhân loại nông cạn trước mắt biết được sự đáng sợ của cô. Nhưng đúng lúc này, một trong hai cổ khí tức trong phòng đột nhiên lại phát ra tiếng rên gì kỳ lạ. Nghe thấy tiếng rên này, Thông Nương lập tức xun vòi. Thôi vậy, muốn cắt thì cắt đi. Dù sao thì dao bình thường cũng không làm gì được cô cả. Đợi nhân loại ngu xuẩn này phát hiện không cắt được cô thì chắc là sẽ bỏ cuộc nhỉ. Cạch cạch, cạch cạch. Mẹ Tống sắt rất nhanh, đảo mắt đã cắt xong mớ hành lá trong tay, ngoại trừ Thông Nương ra. Thật đáng thương, đúng là đáng thương quá đi mất. Đây đều là đồng loại của cô cả, lại bị con người bầm thây vạn đoạn như thế. Cô có hơi đau buồn một chút. Ủa, sao cọng này không đứt nhỉ? Lúc này mẹ Tống nghi hoặc nhìn Thông Nương vẫn còn nguyên si. Chẳng lẽ dao bị hỏng à? Bà nghi hoặc đè Thông Nương lại, cắt một dao thật mạnh. Lưỡi dao miết lên người Thông Nương lại như cắt lên sắt thép vậy, hoàn toàn không cắt được. Hơn nữa, mẹ Tống đã dùng hết sức rồi, lưỡi dao trong tay lại truyền tới một lực phản chấn nho nhỏ. Mẹ Tống nghi hoặc, sợ chưa, sợ hết hồn chưa, tuy rằng tu vi của bản yêu không cao, nhưng dẫu gì ta cũng là đại yêu đã sống 300 năm. Chỉ là một con dao bình thường thì sao có thể đả thương được ta? Thông Nương dương dương đắc ý nói, đương nhiên, mẹ Tống không nghe thấy những gì cô ta nói được. Dao bị cùn à, mẹ Tống nhìn con dao trong tay mình. Bà lại dùng dao cắt thử những thứ khác như thịt dê với bắp cải. Lạ thật, dao bén lắm mà, cắt cái gì cũng ngọt suốt đây này. Vậy nên mẹ Tống lại quay lại cắt Thông Nương tiếp, kết quả không cần phải nói, vẫn không thể cắt được, cứ dao kiểu gì cũng không cắt được. Quái thật đấy. Chẳng lẽ nó không phải hành mà chỉ là mô hình cộng hành như hàng mẫu trưng bày nhỉ? Mẹ Tống nghi hoặc giơ Thông Nương lên, ngửi ngửi. Một mùi hành thơm ngát truyền tới, lại sờ sờ thử, đây rõ ràng là một cộng hành thật mà. Mẹ Tống sững sờ. Ngây ra một lúc, đột nhiên, hai mắt của mẹ Tống sáng lên. Chẳng biết tại sao, bà lại nhớ tới đao trang trí của Tống Thư Hàng. Hay là dùng cây đao đó thử xem. Dù sao thì cũng chỉ cắt hành thôi, cũng không làm dơ gì. Đã nghĩ thì phải làm ngay, đây là đức tính tốt đẹp mà mẹ Tống đã di truyền cho Tống Thư Hàng. Vậy nên, mẹ Tống cầm Thông Nương, vội vàng chạy lên phòng khách, tháo cây đao trang trí xuống trong ánh mắt khó hiểu của mấy người Triệu Nhã Nhã. Chương 254, tương kế tựu kế. Sau khi mua xong dao chặt xương và nước tương, Tống Thư Hàng vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về nhà. Thế mà lại bị cộng hành thành tinh kia lôi ra đùa giỡn, cộng hành trên Tống Thư Hàng chỉ là một cộng hành bình thường thôi, thế nhưng khí tức của hành tinh tràn ngập trên nó nhất thời đã lừa gạt được hắn. Cho đến vừa rồi khi hắn đi mua nước tương, dùng bàn tay phải đang nắm cổ, hành tinh, nhận lấy chai tương, mới dùng sức hơi lớn chút mà, hành tinh, đã đứt thành hai nửa. Đứt thành hai nửa luôn đó. Tống Thư Hàng lập tức hiểu ra cộng hành tinh trên tay mình là đồ dởm,
hành tinh thực sự vẫn đang ở nhà mình, thậm chí có thể là đã trốn mất tiêu rồi. Chết tiệt, mình sơ suất quá. Từ trước tới nay Tống Thư Hàng làm những việc liên quan đến tu chân đều rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Chẳng ngờ lại sơ suất khi ứng phó với cộng hành thành tinh này. Tống Thư Hàng vội vã chạy về nhà rồi lập tức quét mắt khắp nơi xem tình hình trong nhà ra sao. Sau đó hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cả nhà vẫn bình thường. Triệu Nhã Nhã và hai người bạn đang nói chuyện rôm rả trong phòng khách, ba Tống và cha con họ Lữ ở trong thư phòng không biết đang trao đổi cái gì, mẹ Tống còn đang bận rộn trong nhà bếp, xem ra cộng hành thành tinh kia chưa kịp gây phiền toái gì cả. Thế có nghĩa là cộng hành kia chạy mất luôn à? Tống Thư Hàng âm thầm vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh, sau đó thi triển bí quyết tinh thần lực nhỏ, tinh thần trinh thám pháp. Tống Thư Hàng đã mở ba khiếu lúc này đây đã mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Khi hắn thi triển toàn bộ tinh thần lực của mình ra thì có thể bao phủ cả căn nhà của mình trong đó. Khi tinh thần trinh thám pháp được thi triển thì cả ba cô gái nhóm Triệu Nhã Nhã, ba Tống và cha con họ Lữ đều hơi khựng lại, cảm giác trong lòng hơi hốt hoảng như thể có ai đang nhìn trộm mình vậy. Mà đồng thời lúc đó, mọi thứ trong nhà từ con kiến trong góc tối trở đi đều lọt vào trong tầm mắt của Tống Thư Hàng. Đương nhiên những hình ảnh mà hắn có thể cảm ứng được lúc này vẫn rất thô sơ. Tuy rằng hắn có thể cảm ứng ra con kiến, thế nhưng con kiến trong cảm ứng ấy chỉ như một mảnh hình ghép nhỏ xíu mà thôi. Mà hình ảnh của con người lớn hơn một chút thì cơ bản đã có thể chiếu ra trong đầu hắn chẳng khác nào hình ảnh bình thường. Tìm mãi hồi lâu mà Tống Thư Hàng vẫn chưa thấy cộng hành thành tinh kia đâu. Phiền thật, nếu hành tinh chạy mất rồi truyền ra ngoài rằng hắn đang có ngộ đạo thạch thì rắc rối to. Từ từ, chờ đã. Mẹ hắn đang cầm cái gì trong tay thế kia? Thứ dài ba thước kia chẳng phải là bảo đao bá toái của mình đó sao? Sao nó lại chạy tới tay mẹ mình vậy? Hắn đang buồn bực thì đã thấy mẹ mình xách bảo đao bá toái đi từ nhà bếp ra. Ơ kìa, A Hàng về rồi hả con? Sao mà đứng ngây ra cửa thế? Mau đưa dao chặt xương và nước tương cho mẹ đi. Đúng lúc mẹ đang cần gấp, mẹ Tống lắc lắc bảo đao bá toái rồi nói với Tống Thư Hàng. Khụ, mẹ à, mẹ cầm thanh đao trang sức này làm gì vậy? Tống Thư Hàng nuốt ực nước miếng, hỏi. Ha ha, thanh đao trang trí này của con tốt lắm, dễ dùng cực, sắc hơn tưởng tượng của mẹ nhiều. Nếu không phải sợ làm bẩn đao trang trí của con thì mẹ còn định dùng nó để chặt xương cơ, mẹ Tống cười bảo. Đoạn, bà nói tiếp. Vừa nãy mẹ thấy trong tủ có một cây hành tây, chắc là lúc sáng mẹ đi chợ về bất cẩn để quên trong ấy. Thế là mẹ mang vào bếp định thái ra làm thịt dê xào hành tây, ai ngờ thái mãi chẳng được, lạ thế cơ chứ lại. Khi mẹ Tống nói tới đây thì cau mày lại. Kể ra lạ thật ấy chứ, mẹ chưa thấy cây hành nào mà dao không cắt được như thế cả. Giờ nghĩ đến cứ thấy quái quái thế nào ấy. Sặc, hóa ra thông nương bị mẹ tóm vào bếp à. Ha ha ha, mẹ ơi, cây hành kia đúng là hơi lạ. Bạn con tặng nó cho con làm quà, nghe nói là giống mới nên con định mang về nhà trồng đấy. Hì hì, Tống Thư Hàng mồm năm miệng mười nói ba xạo. Không được rồi. Để che giấu những chuyện liên quan đến tu chân giới mà hắn nói điều càng lúc càng nhiều rồi. À, ra là giống mới con mang về, thảo nào, mẹ Tống không nghĩ nhiều mà chấp nhận cách giải thích của con trai ngay tắp lự. Tống Thư Hàng thở phào một cái. Chờ đã, mẹ mình cầm trong tay bảo đao bá toái, bỏ cha rồi, thông nương sẽ không sao đó chứ. Hắn nuốt nước miếng. Mẹ ơi, cây hành giống kia của con có còn không? Hả, mẹ thái rồi. Dao bình thường chẳng làm sao mà thái được nó nên mẹ mới nghĩ tới thanh đao trang trí của con, thế là mẹ lấy nó ra cắt thử. Cầm thanh đao này cắt xoèn xoẹt một tí là xong ngay, dùng rõ là thuận tay ra, mẹ Tống cười nói. Tống Thư Hàng trợn tròn mắt. Thế chỗ hành thái của mẹ đâu rồi? Mẹ cho vào xào thịt dê rồi. Nói chứ cây hành giống mới của con hay lắm, lúc cắt thì không cắt được, ấy thế mà cắt xong cho vào chảo dầu thì chín rõ nhanh. Hương vị cũng đặc biệt lắm. Tí con nếm thử mà xem, đĩa thịt dê xào hành kia là tác phẩm mà mẹ tâm đắc nhất đấy, mẹ Tống đắc ý vui vẻ nói. Thịt dê xào hành tây, thịt dê xào hành tây, thịt dê xào hành tây. Cộng hành thành tinh kia, sẽ không chết chứ. Hơn nữa, vì sao cộng hành đó không phản kháng? Lúc gặp phải nguy hiểm tính mạng, sao cô ta lại mặc kệ cho mẹ Tống cắt mình ra từng khúc vậy? Mẹ ơi, dễ hành đâu? Dễ hành có còn không? Tống Thư Hàng ôm một tia hy vọng cuối cùng. Không biết phần trên bị cắt rồi thì cộng hành tinh kia còn sống nổi không? Dù gì cũng là yêu tinh hệ thực vật, chắc là còn dễ thì còn một tia hy vọng sống sót chứ nhỉ? Mẹ ném trong góc bếp,
con định tìm làm gì? À, quên mất con tính mang cây hành này về trồng, mẹ Tống chỉ vào nhà bếp, con tự vào tìm xem, có mấy cái rễ hành để lẫn nhau gần cái thất ấy. Mẹ đi treo lại cái đao này lên cho con đã. Chấm. Tống Thư Hàng lao vào nhà bếp, chỉ một loáng sau đã phát hiện ra phần rễ của hành tinh. Trên bộ rễ vẫn còn khí tức của hành tinh, rất đậm. Nè, còn sống không? Tống Thư Hàng nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng hành tinh không đáp lại, phần rễ chỉ run nhẹ lên một cái thôi. Coi bộ tạm thời chưa chết. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhặt rễ hành lên cất đi. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên tác phẩm thịt dê xào hành tây đắc ý nhất của mẹ mình. Hành tinh 300 năm tuổi đem ra xào thịt dê, món này là thuốc tiên đại bổ hay là thuốc độc chết người đây? Nghĩ ngợi một lát, hắn lấy điện thoại ra, mau chóng chạy lên nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại. Các tiền bối ơi, gốc hành thành tinh 300 năm tuổi của ta bị mẹ ta đem ra xào thịt dê. Hành tinh chỉ còn mỗi đoạn rễ thì có sống được không? Mặt khác, món thịt dê xào hành tinh 300 năm ăn có chết người không? Online chờ gấp. Đĩa thịt kia là món ăn đắc ý nhất của mẹ hắn đấy, tí nữa thể nào cũng bưng lên mời mọi người ăn lấy ăn để cho xem, lỡ may chết người thì biết làm thế nào. Nếu mà ăn vào chết người thì hắn phải nghĩ cách xử lý nó đi mới được. Thoáng một cái đã có người trả lời. Là Bắc Hà tán nhân tiền bối. Chỉ cần hắn online thì chắc chắn hắn luôn là người trả lời đầu tiên. Không gạch dưới không, hành tinh 300 năm. Thứ này không tầm thường đâu nha. Ta trả lời ngươi vấn đề thứ nhất này, nếu bộ rễ không quá nát thì hành tinh còn hy vọng sống sót. Ngươi trồng nó xuống đất, mỗi ngày tưới tí nước linh tuyền là nó khôi phục lại được thôi. Còn vấn đề thứ hai thì ta chưa ăn thịt dê xào hành tinh 300 bao giờ nên không biết thế nào mà nói. Lúc này thì Túy Nguyệt cư sĩ cũng trả lời. Câu hỏi thứ hai, nếu mẹ ngươi là tu sĩ chức nghiệp chủ tiên như Biệt Tuyết Tiên Cơ thì món thịt dê xào hành tinh 300 là món đại bổ, thậm chí người thường ăn vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thư Sơn áp lực đại. Tiền bối đừng đùa, mẹ ta chỉ là người thường thôi. Túy Nguyệt cư sĩ. Vậy thì người thường tuyệt đối không được ăn. Hành tinh 300 năm tích trữ một lượng yêu khí cực lớn, người thường ăn vào sẽ bị yêu khí mê hoặc đó. Thư Sơn áp lực đại. Bị mê hoặc thì sao? Túy Nguyệt cư sĩ. Sau khi bị mê hoặc sẽ chết trong phấn khích, đừng vì tò mò mà chết thử kiểu đó nha. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Có quỷ mới tò mò mà đi chết thử ấy. Túy Nguyệt cư sĩ lại nói tía. Hơn nữa ta đoán là tu sĩ ăn món thịt dê xào hành tinh 300 năm này cũng phải cẩn thận, vạn nhất bị yêu khí trong nó ảnh hưởng thì cũng phiền lắm. Tống Thư Hàng thở dài. Có cho hắn hắn cũng không ăn đâu, cứ nghĩ đến việc cây hành tinh này có thể hóa thành một cô gái nhỏ nũng nịu thì làm sao mà hạ miệng được cơ chứ. Hắn nào phải biến thái có đam mê với thịt người. Quả nhiên vẫn nên xử lý đĩa thịt dê xào hành tây kia thôi, tuy rằng làm vậy rất có lỗi với tài nấu nướng của mẹ nhưng đổ đi là tốt nhất. Đúng lúc đó thì cuồng đao tam lãng thò đầu ra. Thư Hàng tiểu hữu, người có bán cây hành tinh 300 kia không? Ta đang thu thập tài liệu. Thực tiền yến, của Biệt Tuyết Tiên Cơ, nói không chừng cộng hành thành tinh của ngươi có chỗ dùng được đấy. Tống Thư Hàng trầm mặc một lát rồi nói, tiền bối, không ổn lắm đâu. Hành tinh 300 năm tu hành không dễ dàng, vất vả lắm mới biến thành hình người được, cũng có thần trí của mình rồi. Ta không đành lòng mang cô ấy vào thực tiền yến nấu thành món cho mọi người ăn. Dù gì cũng là một sinh mệnh mà. Dề, từ từ, cuồng đao tam lãng thả ai cần phọt máu. Ngươi vừa nói hành tinh của ngươi đã sinh ra thần trí, còn biến được thành người á. Hành tinh 300 năm biến thành người. Bắc Hà tán nhân cũng đặt câu hỏi. Nó biến thành hình người mà thực lực cỡ ngươi cũng bắt được. Đã thế còn bị cắt ra xào với thịt dê. Túy Nguyệt cư sĩ hỏi ngay sau đó. Không thể nào, có phải ngươi bị yêu khí tự nhiên của hành tinh mê hoặc rồi không? 300 năm, yêu quái hệ thực vật cùng lắm cũng chỉ tích lũy được một chút yêu khí mà thôi. Còn chưa mở được thần trí mới đúng chứ? Tuyết Lang động chủ kinh ngạc nói. Nhìn phản ứng spam bình luận của các tiền bối trong nhóm, Tống Thư Hàng cũng thấy hơi hoang mang. Hành tinh hóa thành người thì có gì kỳ quái lắm à? Giờ thì đến lượt Hoàng Sơn Chân Quân lên tiếng. Thư Hàng, để ta phổ cập chút kiến thức cho ngươi. Ta lấy ví dụ thế này nhé, Đậu Đậu đang ở bên cạnh ngươi đúng không? Bây giờ tu vi của nó tương đương với tu sĩ nhân loại cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong. Còn thiếu bước ngưng tụ, yêu đan, mới hoàn thành giai đoạn, biến hóa. Yêu đan không khác gì kim đan của con người. Là yêu quái mà không có yêu đan thì đừng mơ biến được thành người.
Động vật còn khó khăn như thế huống chi là yêu tinh loại thực vật không có thần trí. Hành tinh trong tay ngươi có chỗ kỳ quái, dược sư chậm rãi bình luận sau. Cuồng đao tam lãng suy đoán. Chồng cho cô ta sống lại rồi quan sát xem cô ta có chỗ nào đặc biệt không. Có lẽ trên người cô ta có bảo bối đấy. Bắc Hà tán nhân phụ họa. Hay là trong cơ thể của hành tinh này có huyết mạch thượng cổ. Các tiền bối trong nhóm bàn luận xôn xao, Tống Thư Hàng cất điện thoại trước. Hắn bưng đĩa thịt dê xào hành tây, suy nghĩ một tí rồi cắn răng bưng đến trước thùng rác, muốn đổ hết đi. Lần này chỉ có thể bỏ phí tài nấu nướng của mẹ Tống và lá hành của hành tinh 300 thôi. Đúng lúc Tống Thư Hàng mở nắp thùng rác định đổ thịt dê đi thì lại nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Tống ở bên ngoài. Mẹ Tống sắp vào tới phòng bếp rồi. Động tác đổ thức ăn của Tống Thư Hàng khựng lại. Vì cửa bếp của nhà Tống Thư Hàng là hai cánh thủy tinh trong suốt, cho nên nếu hắn đổ thịt dê vào thùng rác thì mẹ Tống đứng ở xa cũng thấy. Đến lúc đó nếu không nghĩ ra lý do thích hợp thì mẹ hắn sẽ nổi giận cho mà xem. Làm thế nào bây giờ? Tống Thư Hàng nhanh chóng lắc não. Mẹ Tống đẩy cửa thủy tinh. Thư Hàng, con tìm thấy dễ hành chưa? Tống Thư Hàng cắn răng một cái, sau đó há mồm chút hết cả đĩa thịt dê xào hành vào miệng. Khi mẹ Tống vừa hỏi xong thì Tống Thư Hàng đã nuốt hết thịt dê xào hành rồi. Mẹ Tống! Gạch nối! Mẹ ơi, món này ngon quá! Con lỡ miệng ăn hết mất rồi. Ha ha, ngon quá đi, không thể chừa cho ba con và mấy người kia được, Tống Thư Hàng giơ ngón cái. Mẹ Tống giờ khóc giờ cười, sau đó cong ngón tay gõ đầu Tống Thư Hàng một cái nhanh như chớp. Hi hi, Tống Thư Hàng cười ngây ngô, sau đó vội vã chạy ra khỏi nhà bếp rồi lao về phòng mình. Trước khi thứ này tiêu hóa xong, phải nhổ hết ra trước rồi tính sau. Sau khi chui tọt vào phòng, Tống Thư Hàng đóng cửa lại. Định dùng phương pháp thúc nôn bình thường để tống hết món thịt dê xào hành tây ra. Thế nhưng khi hắn thử thúc nôn thì ngây ngẩn hết cả người. Không nôn được, không thể nào nôn được. Thân thể hắn bây giờ căn bản không tồn tại khái niệm, nôn ra, cho dù hắn có ép buộc thế nào cũng không có phản ứng. Đồng thời, hắn cảm thấy dạ dày của mình đang bắt đầu nóng lên. Giống như uống một bát canh nóng giữa ngày đông tháng giá, luồng nhiệt từ dạ dày ấm tràn ra khoang bụng. Nhớ lại những gì các tiền bối trong nhóm nói về thịt dê xào hành tây thành tinh 300, Tống Thư Hàng cảm thấy có lẽ mình gặp rắc rối rồi. Có phải gần đây mình lật nhầm trang kịch bản cuộc đời rồi không? Tống Thư Hàng hít sâu một hơi rồi tới cạnh giường. Trên giường, Bạch tiền bối vẫn đang lặng im chìm vào trạng thái bế quan như cũ. Nếu Bạch tiền bối mà còn tỉnh thì tốt biết bao, ngài ấy chỉ cần nhấc một ngón tay là giải quyết được nguy cơ của mình ngay thôi nhỉ. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tống Thư Hàng ngồi khoanh chân bên cạnh giường rồi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, chân ngã minh tưởng pháp, muốn xem thử có thể tiêu hóa hết luồng năng lượng kỳ lạ từ dạ dày truyền tới hay không. Ha ha ha, ăn bản yêu mà còn muốn nôn ra, không có cửa đâu. Lúc này, cọng hành tinh nằm trong túi của Tống Thư Hàng cất tiếng cười dương dương tự đắc. Chương 255, nếu mình là một cọng hành. Dẫu gì Thông Nương cũng là một cọng hành thành tinh đã sống suốt 300 năm, trong người cô tích trữ một cỗ yêu khí khổng lồ, tuy rằng đối với cô mà nói, cỗ yêu khí này chẳng có tí tẹo tác dụng gì, chỉ có thể dùng để dọa người mà thôi. Nhưng yêu khí chính là yêu khí. Sắt thân thể của cô ra nấu ăn, mà lại không có chủ tiên chuyên môn xử lý sạch yêu khí, thì số yêu khí này sẽ tiến vào trong cơ thể con người cùng với món ăn. Nếu người thường ăn vào thì sẽ bị yêu khí ảnh hưởng. Nếu may mắn một chút thì sẽ điên điên khùng khùng, biến thành một kẻ ngốc, sau đó quậy phá chém giết khắp nơi, giày vò bản thân mãi cho tới khi chết mới thôi. Còn xui xẻo một chút thì sẽ bị yêu khí ảnh hưởng, biến thành nửa người nửa yêu. Tới lúc đó, chết kiểu gì cũng không biết nữa. Cho dù là tu sĩ đi chăng nữa, nếu như không đủ tu vi để luyện hóa phần yêu khí này cũng sẽ rất phiền toái. Các người muốn dùng ta để nấu đồ ăn chứ gì? Ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Cho nên, về sau mẹ Tống xào cọng hành tinh kia mới dễ dàng như thế, đảo qua một cái là chín ngay, đấy là do hành tinh đang chủ động phối hợp với mẹ Tống. Ăn vào rồi thì đừng có hòng nôn được nó ra, cứ ngoan ngoãn mà chờ yêu khí tra tấn đi, hắc hắc hắc. Phải hy sinh thì mới đạt được điều mình muốn, mình đúng là thông minh quá đi mất, Thông Nương nói với vẻ đắc ý. Sau đó, Thông Nương giờ chỉ còn lại mỗi cái củ bò ra khỏi túi của Tống Thư Hàng, chui vào bên túi chứa ngộ đạo thạch. Thông Nương dán dễ lên hòn đá, trong lòng bắt đầu tính toán, tiếp theo,
chờ ta khôi phục chút sức lực nữa thì có thể cưỡng viên bảo thạch này bỏ trốn rồi. Thuận tiện thì có thể mang theo cả thanh đao kia sắc bén thật đấy, hạ một đao xuống là có thể dễ dàng sắt được thân thể của mình rồi. Chậc, tuy rằng đã mất đi phần thân thể phía trên, nhưng có thể lấy được một viên bảo thạch và một thanh bảo đao thì cũng đáng giá. Yêu khí bắt đầu lan ra khắp toàn thân của Tống Thư Hàng, yêu khí cuồng loạn ẩn ẩn tấn công ý thức của hắn. Tống Thư Hàng lặng lẽ vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, chân ngã trong đầu vẫn điềm nhiên giữ vững tỉnh táo. Hắn bắt đầu thử xem liệu có thể chuyển hóa cỗ nhiệt khí trong cơ thể thành khí huyết hay không. Nếu như có thể thì xem như hắn lời to. Mà lúc này, cũng có lượng linh khí cực lớn sục sôi trên người Bạch Tôn Giả. Chỗ linh khí đó là khi Bạch Tôn Giả hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể trong lúc tu luyện mà thành. Số linh khí này tập trung về phía Bạch Tôn Giả thì sẽ có một phần nhỏ bị hút vào trong cơ thể của Tống Thư Hàng, cũng vì nguyên nhân này, nên trong tu chân giới này, mỗi khi sư phụ bế quan thì đều có đệ tử tranh nhau công việc thủ hộ động phủ. Lúc tu sĩ cường đại bế quan tu luyện, thì sẽ tập trung được rất nhiều linh khí, nếu như đám đệ tử thủ vệ mà biết tranh thủ cơ hội thì cũng có thể ăn ké được chút đỉnh, sướng khỏi bàn. Đồng thời, mỗi lần những linh khí này lan ra khắp thân thể Tống Thư Hàng thì sẽ tự động bức một phần nhỏ yêu khí trong người hắn ra. Tống Thư Hàng tu luyện liên tục, bất chi bất giác. Cũng ngủ trèo queo luôn. Sau đó, hắn có một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình, bị biến thành một cọng hành. Sau giấc mộng kỳ lạ về đàn chủ và tán tu Lý Thiên Tố xong thì mình lại biến thành một cọng hành à. Có câu gọi là bị mãi thành quen. Bây giờ Tống Thư Hàng đã không hề kinh ngạc hay bất ngờ gì về giấc mộng kỳ lạ của mình nữa. Hắn biết rõ chắc là bản thân lại sắp bắt đầu trải qua cuộc đời của một người nào đó nữa rồi. Hắn từng mơ thấy mình biến thành đàn chủ là bởi vì trước khi chết, đàn chủ đã biến thành oán quỷ, đeo bám theo hắn, khiến hắn trải nghiệm quá khứ đau khổ của đàn chủ khi còn sống. Cũng từng mơ thấy tán tu Lý Thiên Tố lúc y còn sống, bởi vì một phần ký ức của Lý Thiên Tố đã dung hợp lại cùng với linh quỷ. Mà linh quỷ lại bị Tống Thư Hàng khế ước. Cho nên mới trải qua một phần cuộc đời của Lý Thiên Tố. Bây giờ lại mơ thấy mình biến thành một cọng hành. Khỏi cần nói cũng biết, nhất định là vì mình đã ăn cọng hành tinh, sau đó sẽ bắt đầu mơ thấy những gì cô ta đã gặp phải trong đời chứ gì. Lúc này, Tống Thư Hàng cảm giác mình bị một bàn tay to lớn cầm lấy, bàn tay ấy rất lớn, lại vô cùng ấm áp, khiến người ta không muốn rời xa. Sau đó, chủ nhân của bàn tay kia đưa, cộng hành, Tống Thư Hàng đi lên một ngọn núi cực cao, bên cạnh là một khu rừng khổng lồ, bên trái là một dòng suối trong veo. Tới rồi, chủ nhân của bàn tay nọ lên tiếng, thanh âm kia tựa như tiếng sấm trên cửu trùng. Tựa như trong mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều mang theo thiên địa đại đạo. Nhìn cảnh tượng của đoạn ký ức này, lẽ nào đây là lúc thông nương được trồng xuống vào 300 năm hoặc lâu hơn nữa? Tống Thư Hàng đoán thầm trong lòng. Xem ra cọng hành tinh kia cũng không phải yêu quái do đất trời sinh ra, mà là bị người ta cố ý trồng xuống dưỡng thành. Chủ nhân của bàn tay kia đào một cái hố trên đất. Cẩn thận trồng cọng hành trong tay xuống. Lúc này, thông qua tầm mắt của cọng hành, Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng nhìn thấy chủ nhân của bàn tay nọ. Đó là một nam tử khá gầy, mặc đạo bào màu đỏ rực, toàn thân cũng giống như bị bao phủ trong vô số tầng mây mù. Tống Thư Hàng ngây người. Sau đó giật mình bật thốt, Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Vị đạo trưởng mặc đạo bào màu đỏ rực này, đúng là vị Xích Tiêu Tử đạo trưởng mà hắn đã từng gặp được trong trí nhớ của tán tu Lý Thiên Tố. Lúc ấy, ở trong mộng cảnh của Lý Thiên Tố, ánh mắt của Xích Tiêu Tử đạo trưởng dường như vượt qua hết những hạn chế của không gian và thời gian, trực tiếp nhìn thấy được sự tồn tại của Tống Thư Hàng, hơn nữa, cũng truyền cho Tống Thư Hàng một chiêu hỏa diễm đao. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói đây chỉ là hỏa diễm đao vô cùng bình thường, nhưng Tống Thư Hàng thấy hắn thi triển ra, tư thế vạch trời như thế, thì biết ngay hỏa diễm đao mà Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ cho hắn tuyệt đối không hề đơn giản như ông đã nói. Tống Thư Hàng không ngờ, lần này lại có thể gặp lại được vị Xích Tiêu Tử đạo trưởng cường đại mà thần bí kia ở trong ký ức của hành tinh. Nhưng có vẻ như lần này Xích Tiêu Tử đạo trưởng không nhìn thấy Tống Thư Hàng. Cố gắng phát triển đi nhé. Dù chỉ là một cọng hành lá tầm thường nhất, cũng sẽ có được tương lai không thể đo lường được. Ta rất muốn xem thử tương lai ngươi sẽ phát triển tới mức độ nào, đó cũng là cảnh tượng mà ta muốn nhìn thấy nhất, Xích Tiêu Tử đạo trưởng dịu dàng nói với cọng hành lá. Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng mơn trớn lá hành, hãy nhớ kỹ nơi ngươi được sinh ra, nhớ cho thật kỹ, chết cũng không được quên. Bởi vì gốc rễ của ngươi ở nơi này. Nói xong thì Xích Tiêu Tử đạo trưởng đứng dậy,
rồi lăng không bước lên, sau cùng biến mất. Giống như việc trồng cọng hành này chỉ là hành động nhất thời nổi hứng mà thôi. Hành lá chậm rãi đong đưa trên đỉnh núi. Cô độc một mình, nhưng cô vẫn ngoan cường cắm rễ sinh tồn. Tiếp theo sau, trời sáng rồi lại tới, ngày nối ngày, năm tiếp năm. Nháy mắt đã 3 năm trôi qua. Có lộn hay không vậy, nếu như chỉ là mơ thì không thể tua nhanh cái vẻo mấy cảnh đón nắng phơi sương này qua như trong phim được à. Tại sao phải chân thật tới cỡ này, hắn cũng có phải một cộng hành thật đâu. Sao phải trải qua từng ngày thế này. Tống Thư Hàng thật sự rất muốn lật bàn. Sau đó, không biết tại sao, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới một bài văn mà mình từng viết hồi học tiểu học. Mấy đề tập làm văn của tiểu học khá ngây ngô và ngu ngốc. Đề bài khi đó là, nếu em là một ngọn cỏ. Bé Tống Thư Hàng lúc đó phóng bút thế này, nếu em là một ngọn cỏ nhỏ, thì em sẽ cố gắng phát triển, nỗ lực cắm rễ thật sâu để nhú cao hơn, phát triển khỏe mạnh hơn, để còn bắt đầu quang hợp, góp một phần sức mình cho xã hội. Nội dung cụ thể hơn thì hắn quên mất rồi, dù sao thì cũng chỉ tầm tầm nhiêu đó thôi. Bây giờ nhớ lại mới thấy lúc bé mình phải đáng yêu tới cỡ nào chứ. Ngọn cỏ nhỏ phát triển khỏe mạnh mà còn đòi cống hiến sức mình cho xã hội. Bác nông dân không xịt cho mày một bình thuốc diệt cỏ đã là may rồi. Cùng lắm thì cắt cỏ về nuôi ngựa, nuôi heo, nuôi dê bò gì đó. Ngốc nghếch hơn nữa chính là, lúc bé Tống Thư Hàng còn từng tưởng tượng rằng, nếu như mình mà là một ngọn cỏ, được sống vô tư vô lự như thế thì có thích hơn không? Nào ngờ, lại có ngày thực hiện được nguyện vọng này. Bây giờ hắn biến thành một cọng hành, lắc lư trong gió, phải đón nắng, hứng gió, ngoại trừ ngẩn người ra thì không làm được gì. Nếu như mình là một cọng hành thì mình sẽ tự bẻ gãy củ hành của mình để tự sát. Bởi vì, đúng là chán chết đi được, Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Nếu như bây giờ có người nói với Tống Thư Hàng rằng, có lẽ biến thành một ngọn cỏ, không có phiền não gì, thì sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Tống Thư Hàng nhất định sẽ phun nước bọt dìm chết đối phương, xin chú mày cứ cắm hai chân vào đất rồi lắc lư theo gió suốt 3 năm đi, sau đó lại đến đây nói về cảm nhận khi biến thành một ngọn cỏ, với anh. Bây giờ hắn đã lắc suốt 3 năm rồi đây. Chán quá đi mất, dù có một con thỏ nào chạy tới đây nhổ hành lên ăn cũng được. Nhưng chẳng có con thỏ nào, một con động vật nhỏ cũng không có. Cọng hành vẫn lắc lư trong gió, dãi nắng dầm mưa. Vì vậy, Tống Thư Hàng vẫn cứ tiếp tục hết ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Tóm lại, Tống Thư Hàng cũng không nhớ nổi mình đã phải trải qua bao nhiêu năm. Lúc đầu hắn còn có thể lẩm bẩm vài câu, chán quá, chán quá. Về sau, hắn cũng lười chẳng buồn lẩm bẩm nữa. Thân là một cọng hành, thì phải có giác ngộ khi làm hành, cứ tiếp tục cắm rễ sâu xuống hấp thu chất dinh dưỡng, phát triển lên cao, quang hợp phục vụ cho toàn bộ nhân loại. Rốt cuộc có một ngày nọ, quãng thời gian dày vò này rốt cuộc cũng kết thúc. Bởi vì cọng hành kia đột nhiên thành tinh. Chẳng có chút dấu hiệu nào. Không có lôi kiếp, không có ngưng tụ yêu đan, không có gió giật sấm rền gì, chỉ trong vòng một đêm, hành tinh vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình biến thành một cô gái tóc xanh, vô cùng đáng yêu. Hành tinh vô cùng vui vẻ, cô chưa từng rời khỏi mặt đất, nay đột nhiên có thêm hai chân. Thân là một cọng hành thành tinh đáng yêu, cô bắt đầu cuộc sống hạnh phúc nơi rừng sâu núi thẳm. Quãng thời gian này cũng kéo dài mấy chục năm. Tống Thư Hàng không thể không cảm thán, cuộc sống của cộng hành này thật sự rất hạnh phúc, chẳng có chút phiền nào gì cả. Sau đó, đột nhiên có một ngày, có một tổ chức yêu quái tên, yêu quái toàn thế giới chung tay trở thành người một nhà, tới tìm hành tinh. Thu cô vào tổ chức, cũng đặt cho cô cái tên Thông Nương. Yêu quái toàn thế giới chung tay trở thành người một nhà. Đây là tên kiểu gì thế này? Nghe thôi đã khiến người ta muốn khinh bỉ rồi. Nhưng nếu như nó là tổ chức yêu quái thì chắc là sẽ dạy cho Thông Nương một chút bản lĩnh phòng thân nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Bởi vì theo như kinh nghiệm trước kia, nếu như hắn nhớ rõ được tuyệt học trong mộng thì hắn có thể học được. Ví như hỏa diễm đao đấy thôi. Nếu như có tuyệt học thì sẽ không uổng công hắn biến thành một cọng hành lắc lư trong gió tuyết biết bao nhiêu năm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 255.